Thu Nhược Thường ánh mắt hoảng sợ, cao thủ tỉ thí, một chiêu gặp sống chết, nàng không học qua Thái Thượng Đạo Pháp, võ đạo nội tình kém hơn Cự Môn Đại Đế, cái này một tí sa sút, lập tức liền phải bị giết, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Cự Môn Đại Đế, cần gì phải như vậy tức giận? Ngay tại Thu Nhược Thường nhắm mắt cùng thời điểm chết, Diệp Thần giọng ôn hòa, truyền ra. Tám càng đưa lên, nhìn xong nhớ cho cười cười bỏ phiếu nhà yêu các người thăng mũ. Mũ thăng. Ở một phần vạn nháy mắt trong thời gian, Diệp Thần cưỡi huyết long, ngự long lao nhanh tới, nhân long hợp nhất, thánh ma thần mạch mở, hồn thể đổi thành, cũng là một quyền, và Cự Môn Đại Đế va chạm. Phịch. Hai quyền chạm nhau, Diệp Thần thân thể sừng sững không nhúc nhích, ngược lại là Cự Môn Đại Đế, bị đẩy lui một lớn đoạn khoảng cách. Cái gì? Cự Môn Đại Đế thất kinh, hắn nhưng mà còn chân cảnh 5 tầng thiên cao thủ à, lại có thể bị Diệp Thần một quyền đẩy lui, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thu Nhược Thường mở mắt ra, thấy Diệp Thần uy mãnh như thần bóng người, cũng là hoàn toàn kinh hãi. Phải biết, Diệp Thần tu vi, chỉ có càn khôn cảnh 5 tầng thiên mà thôi, lại có thể đẩy lui Cự Môn Đại Đế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cũng không có gì ngoài ý muốn. Cánh tay hắn trên da, hiện lên một tầng ma văn. Vào giờ khắc này, Diệp Thần vận dụng Tam Nguyên Thái Nhất Công, hồn thể và linh lực đổi thành, lại phối hợp ma bia thánh ma thần mạch, nắm đấm của hắn lực lượng, dĩ nhiên là long trời lở đất. Hơn nữa, hiện tại Diệp Thần ngữ long bàn không, có huyết long lực lượng gia trì, muốn đẩy lui Cự Môn Đại Đế, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Cự Môn Đại Đế thiên băng đạo Pháp, có thể băng diệt Thu Nhược Thường, nhưng lại hám không nhúc nhích được Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần đạo Pháp căn cơ, vậy là đặc biệt thâm hậu, không như vậy dễ dàng bị dung chuyển. Chúng ta tốt nhất vẫn là thương lượng một chút nữa, trả lại thiên băng đạo Pháp sự việc. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ngưng mắt nhìn Cự Môn Đại Đế, giọng ôn hòa. Hiện tại Diệp Thần đã xác định, Cự Môn Đại Đế sẽ không làm thương tổn Tiểu Hoàng, cho nên cũng chỉ an tâm. Bất quá, Cự Môn Đại Đế chiếm cứ Vô Nhai Thần Tôn đạo Pháp bí tịch, chuyện này, cần phải giải quyết. Diệp Thần muốn đoạt lại thiên băng đạo Pháp, vẫn còn cho Thu Nhược Thường, cứ như vậy, hắn có thể trả lại một tí nhân quả. Dọc theo con đường này, Diệp Thần thiếu nợ Thái Thượng Thiên Nữ quá nhiều, lớn nhân quả thêm thân, sau này chỉ sợ sẽ có bất trắc họa. Cho nên, hiện tại có thường lại cơ hội, Diệp Thần dĩ nhiên là muốn trả lại một chút. Dẫu sao, Thu Nhược Thường bên này, cũng thuộc về Thái Thượng Thiên Nữ thế lực. Có thể giúp được nàng mà nói, coi như là một chút bồi thường, sau này thì coi là lại đạt được gia tộc của nàng tương trợ, nhân quả thiếu nợ cũng sẽ không quá lớn. Luân hồi chi chủ, người chiến lực, lại có thể lớn mạnh như vậy. Cự Môn Đại Đế chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn cảnh giới tu vi, xa xa vượt qua Diệp Thần, hơn nữa mới vừa bùng nổ thiên băng đạo Pháp, dị thường bá đạo, lại còn là bị Diệp Thần đẩy lui. Có thể tưởng tượng được, Diệp Thần chân thật sức chiến đấu, có bao nhiêu ngoại hạng. Người muốn lấy lại đạo Pháp bí tịch, cũng có thể, nhưng người phải giúp ta giải quyết một cái uy hiếp. Cự Môn Đại Đế suy tư một hồi, mở ra điều kiện. Uy hiếp gì? Diệp Thần nhướng mày một cái, hỏi. Cự Môn Đại Đế nói, người có biết Hằng Cổ Vực bí mật? Diệp Thần nói, bí mật gì? Nơi này không phải là Hằng Cổ Thánh Đế phi thăng chi địa sao? Cự Môn Đại Đế lắc đầu một cái, nói không, không đơn giản như vậy. Năm đó Hằng Cổ Thánh Đế muốn phi thăng, bị Vạn Khư ngăn cản, Vạn Khư phát ra lệnh truy sát, nhận được mệnh lệnh người, trừ Thái Thượng Thiên Nữ, còn có một cái. Diệp Thần ánh mắt khẽ biến, nói, Hồng Thiên Kinh. Cự Môn Đại Đế nói, không sai. Vạn Khư biết Thái Thượng Thiên Nữ sẽ qua loa lấy lệ, cho nên ngoài ra phái Hồng Thiên Kinh ra tay, nhất định phải chặn đánh Hằng Cổ Thánh Đế, tuyệt không thể để cho hắn phi thăng. Bởi vì Hằng Cổ Thánh Đế chẳng muốn khuất phục Vạn Khư, chẳng muốn làm một con chó, cho nên Vạn Khư không thể nào thả qua hắn. Hồng Thiên Kinh lúc ấy, giết chết ta sư phụ, đã mạo phạm quy tắc, đang tránh né thiên phạt, hắn không có tự mình động thủ, mà là phái mình người làm ra tay. Nếu như có thể ngăn cản Hằng Cổ Thánh Đế phi thăng mà nói, hắn đem lập được thiên đại công lao, sẽ có được Vạn Khư cao tầng chống đỡ, đủ để giải quyết bất cứ phiền phức gì, thậm chí là giết ngược Thái Thượng Thiên Nữ. Diệp Thần nói, nhưng hắn thất bại. Hằng Cổ Thánh Đế kết cục, Diệp Thần dĩ nhiên là biết. Cái này Hằng Cổ Thánh Đế, đã phi thăng đi Thái Thượng Thế Giới,
Hồng Thiên Kinh không có thể ngăn cản, dĩ nhiên là thất bại. Cự Môn Đại Đế nói, không sai, Hồng Thiên Kinh người làm, không có thể ngăn cản Hằng Cổ Thánh Đế, ngược lại bị trấn áp, phong ấn ở nơi này. Luân Hồi Chi Chủ, nếu như ngươi chịu ra tay, thay ta giải quyết hết Hồng Thiên Kinh người làm, vô luận kêu ta làm gì, ta đều nghe từ ngươi mệnh lệnh. Nói xong lời cuối cùng, Cự Môn Đại Đế giọng xâm nghiêm, hiện ra cực lớn quyết tâm, còn có núp ở sau lưng bi thương tuyệt vọng. Diệp Thần nói, ngươi mai phục ở nơi đây, chính là vì đối phó Hồng Thiên Kinh người làm. Cự Môn Đại Đế nói, không sai. Hồng Thiên Kinh giết chết sư phụ ta, thù này không báo, uổng làm người vậy. Ta biết Hồng Thiên Kinh vậy bị phong ấn, nhưng không biết cụ thể ở nơi nào, nhưng chỉ cần giết chết hắn người làm, bắt được hắn người làm máu tươi, ta liền có thể suy diễn thiên cơ, tra ra Hồng Thiên Kinh vị trí. Cự Môn Đại Đế trong giọng nói, tràn đầy mãi mãi chiến ý, cừu hận, tức giận. Năm đó, hắn sư phụ Yến Trường Ca, bị Hồng Thiên Kinh chỉ một cái tiêu diệt, mối hận này và khuất nhục, thực sự quá lớn, coi như hắn cởi dậy ra, trong lòng cũng nhớ không quên, chỉ muốn báo thù. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, ngươi muốn báo thù Hồng Thiên Kinh. Ngươi có biết hay không Hồng Thiên Kinh thực lực? Cự Môn Đại Đế nói, ta tự nhiên biết, thượng vị giả thực lực, long trời lở đất, sâu không lường được, nhưng là, giết sư thù, há có thể không báo. Sư phụ thường xuyên dạy bảo ta, biết rõ không thể là mà thôi, đây là thánh nhân đại lộ, chỉ cần đại lộ trước mặt, coi như biết rõ bỏ mình, ta cũng không sẽ lùi bước. Ta biết, chờ ta thấy Hồng Thiên Kinh, là tuyệt không khả năng chân chính giết chết hắn, nhưng ta tự bạo tan rã, vẫn là có một chút sát thương hắn cơ hội. Coi như chỉ là cắn hắn một chút ra, ta cũng đủ để an ủi sư phụ vong linh. Nói xong lời cuối cùng, Cự Môn Đại Đế cặp mắt khóc chảy máu mắt, hiển nhiên là thù oán cực sâu. Diệp Thần, Thu Nhược Thường, Huyết Long ba người nghe vậy, đều là rung động không dứt, đều bị Cự Môn Đại Đế ý chí kinh hãi. Ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần lui về phía sau một bước, hiện tại Cự Môn Đại Đế, bị cừu hận che đậy đầu óc, đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Hắn biết rõ không phải Hồng Thiên Kinh địch thủ, vẫn còn đi chịu chết, thậm chí cắn một chút da thịt cũng hài lòng, hiển nhiên là tẩu hỏa nhập ma, muốn bắt được chút gì chiến tích, đi chứng minh mình tim, cũng không có phụ lòng Yến Trường Ca. Tùy ngươi nói thế nào, dù sao chỉ cần ta một ngày không chết, ta cũng sẽ không bỏ qua Hồng Thiên Kinh. Hắn người làm, liền phong ấn ở nơi này, ngủ say mấy chục ngàn năm. Đáng tiếc, ta thực lực không đủ, không thể nhất kích giết chết hắn. Nếu như nhất kích không chết, tên kia tuyệt đối sẽ thức tỉnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cự Môn Đại Đế ép tới gần đến Diệp Thần trước mặt, khấp huyết ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngay cả hô hấp cũng to chọc đứng lên, nói, nhưng là, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi có thể. Ngươi là nghịch thiên nhân vật lớn, sư phụ ta cũng đúng ngươi tán thưởng có thừa. Chỉ cần ngươi ra tay, tên kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời khắc này Cự Môn Đại Đế, là hoàn toàn mù quáng, muốn mời cầu Diệp Thần ra tay, nhất kích chu diệt Hồng Thiên Kinh người làm, giúp hắn giết người lấy máu, theo dõi Hồng Thiên Kinh vị trí. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, thiên cơ thấy rõ, quả nhiên phát hiện ở Hằng Cổ vực chỗ sâu nhất, còn phong ấn một người. Hồng Thiên Kinh người làm, Võ Uy Kiếm Nô. Ở tám đại thiên kiếm bên trong, có một thanh kiếm, tên là Võ Uy Thiên Kiếm. Cái này Võ Uy Kiếm Nô, chính là ngày xưa thượng vị giả đúc Võ Uy Thiên Kiếm thời điểm, hầu hạ ở bên cạnh nô tài, sau đó đi theo Hồng Thiên Kinh. Năm đó, Võ Uy Kiếm Nô phụng Hồng Thiên Kinh mệnh lệnh, muốn chặn đánh Hằng Cổ Thánh Đế, kết quả thất bại, ngược lại bị Hằng Cổ Thánh Đế chân áp phong ấn. Ngươi muốn gọi ta giết Võ Uy Kiếm Nô. Cái này Võ Uy Kiếm Nô, là Hồng Thiên Kinh người bên người vật, nếu như Diệp Thần giết chết hắn, có thể suy yếu Hồng Thiên Kinh kiêu căng. Nhưng mặt khác, Võ Uy Kiếm Nô lại là vạn khư nô tài, nếu như Diệp Thần lộn xộn lời của sát thủ, rất có thể phá cuộc cờ thăng bằng. Họa phúc nhân quả, chân thực khó mà dự liệu. Liền liền năm đó Hằng Cổ Thánh Đế, cũng không xuống sát thủ, chỉ là phong ấn mà thôi. Thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần cảm giác được, mình động dùng toàn lực, vẫn là có thể giết chết Võ Uy Kiếm Nô, người sau huyết mạch căn cơ, sớm bị Hằng Cổ Thánh Đế đánh cho tàn phế, chưa đủ là mắc. Nhưng vấn đề là, giết chết Võ Uy Kiếm Nô, sẽ đưa tới hậu quả gì, Diệp Thần nhưng khó mà dự trù. Không sai, Luân Hồi Chi Chủ, ta ở trên mình ngươi, bắt được Hồng Thiên Kinh uy áp, ngươi có lẽ muốn không được bao lâu liền sẽ trực diện chứ.
Người giết chết Võ Uy Kiếm Nô, có thể áp chế Hồng Thiên Kinh khí vận, thế nào mà không là? Cự Môn Đại Đế nắm thật chặt Diệp Thần đầu vai, giọng nóng rực. Diệp Thần cau mày, không nói gì, cân nhắc sau lưng Cát Hung. Oanh! Nhưng ngay vào lúc này, hằng cổ vực chỗ sâu, truyền tới một hồi kinh người dị động. Không tốt, Tiểu Hoàng! Diệp Thần sắc mặt chợt biến, ngay tức thì cảm giác được, vậy dị động và Tiểu Hoàng có liên quan. Tiểu Hoàng muốn xảy ra chuyện. Cơ hồ là cảm thấy được nguy hiểm ngay tức thì, Diệp Thần liền bỏ lại Cự Môn Đại Đế và Thu Nhược Thường, ngự long bay vút lên, như bôn lôi nhanh như tia chớp, chạy tới hằng cổ vực chỗ sâu. Tiểu Hoàng trứng khổng lồ, còn có Võ Uy Kiếm Nô phong ấn, cũng ở bên kia. Thu Nhược Thường và Cự Môn Đại Đế nhìn nhau, cũng là mặt liền biến sắc, vội vàng đi theo lên. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới hằng cổ vực chỗ sâu, nhưng gặp hằng cổ vực trên bầu trời, có một cái vòng xoáy to lớn, vòng xoáy kia bên trong, chính là Tiểu Hoàng trứng khổng lồ. Tiểu Hoàng trứng khổng lồ, điên cuồng hấp thu năng lượng. Hằng cổ vực bên trong linh khí, còn có cổ xưa kỷ nguyên còn sót lại quy luật chập chờn, toàn bộ đều chen chúc bơm vào đến Tiểu Hoàng phù văn trứng khổng lồ bên trong đi. Toàn bộ phù văn trứng khổng lồ, bộc phát ra vạn trượng sáng mờ, vô số quy luật phun trào, biến dạng hư không, hám tâm thần người. Đây là, trong truyền thuyết Thái Cổ Di Chủng, hai con người ác mộng. Thu Nhược Thường thấy phù văn kia trứng khổng lồ, nhưng là nhận ra hai con người ác mộng hơi thở, vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần còn có cái loại này chiến sủng. Đây là người thú cưng. Cự Môn Đại Đế cũng là kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Oanh! Lúc này, Tiểu Hoàng phù văn trứng khổng lồ bên trong, nhưng lại truyền ra một tiếng kinh thiên chấn động. Tiểu Hoàng vỏ trứng ở lay động, tựa hồ đang cùng lực lượng gì đối kháng, vô cùng khó khăn, lộ vẻ được cố hết sức. Không tốt, Võ Uy Kiếm Nô phải bị thức tỉnh. Cự Môn Đại Đế thấy một màn này, nhất thời phát hiện không đúng, lộ ra thần sắc hoảng sợ. Võ Uy Kiếm Nô, vậy bị phong ấn ở nơi này, liền trong lòng đất dưới, một mực đang ngủ say. Nhưng là, Tiểu Hoàng điên cuồng hấp thu hằng cổ vực năng lượng, nhưng là muốn thức tỉnh Võ Uy Kiếm Nô. Nghiêm trọng hơn phải, Tiểu Hoàng hấp thu năng lượng đồng thời, vậy cầm hằng cổ vực quy luật uy áp, hàng loạt cắn nuốt hết, đưa đến nơi này uy áp, thật to yếu bớt. Võ Uy Kiếm Nô không có phép tắc chấn áp, phong ấn tuyệt đối muốn giãn ra, liền bị áp chế thực lực, cũng phải khôi phục, một khi tỉnh lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phải biết, Võ Uy Kiếm Nô nhưng mà Hồng Thiên Kinh người làm, bản thân sẽ tới từ Thái Thượng Thế Giới, từng chính mắt thấy tám đại thiên kiếm đúc, gặp qua năm tháng vô tận bể dâu, võ đạo đặc biệt thâm hậu. Một khi người này khôi phục thực lực, vậy thì thật là không có thể tưởng tượng tai nạn. Đáng chết, lại có này cùng biến cố. Diệp Thần cũng là lớn kinh, cảm thấy dưới lòng đất có một cổ kinh khủng lực lượng, đang không ngừng hồi phục trước. Nếu như Võ Uy Kiếm Nô là phong ấn trạng thái ngủ say, Diệp Thần tự nhiên có thể một kiếm giết chết hắn, nhưng nếu như Võ Uy Kiếm Nô tỉnh lại, khôi phục tất cả, vậy Diệp Thần liền tuyệt đối không phải địch thủ. Thậm chí, hắn còn có bị Võ Uy Kiếm Nô giết chết nguy hiểm. Còn không gặp phải Hồng Thiên Kinh, nhưng phải bị Hồng Thiên Kinh người làm giết chết, đây quả thực là thiên đại khuất nhục. Hoang Ma Thiên Kiếm, phá! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hắn tự nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, một khi bị Võ Uy Kiếm Nô tỉnh lại, vậy thì phiền toái, cho nên nhất định phải thừa dịp hắn phong ấn ngủ say, trực tiếp chém chết. Bây giờ Tiểu Hoàng, vậy tại đối kháng trước Võ Uy Kiếm Nô sắp muốn hồi phục ý chí, vô cùng khó khăn, một khi Võ Uy Kiếm Nô thật tránh thoát phong ấn, Tiểu Hoàng cũng phải chết. Oanh! Diệp Thần hung hăng một kiếm, trực tiếp phá vỡ mặt đất. Mặt đất nổ tung, lòng đất một cái thần bí tế đàn, hiện ra. Cái tế đàn này, có vô số phong tỏa niêm phong, trói buộc một đạo già nua suy sụp tinh thần bóng người. Đạo thân ảnh này, đặc biệt gầy nhom, như khô lâu vậy, không biết nhận chịu nhiều ít năm tháng hành hạ, chính là Võ Uy Kiếm Nô. Lúc này, phong ấn Võ Uy Kiếm Nô xiềng xích, cấm chế năng lượng nhưng là thật to yếu bớt, bởi vì nơi này năng lượng, đang điên cuồng bị Tiểu Hoàng chiếm đoạt. Tiểu Hoàng chữa trị vết thương, khôi phục bổn nguyên đồng thời, vậy suy yếu Võ Uy Kiếm Nô phong ấn, đưa đến người này hồi phục. Tốt nồng đậm huyết khí, luân hồi huyết mạch, Thái Cổ Di Chủng huyết mạch, hi hi này, ông trời đối với ta không tệ à. Một hồi tiếng cười âm lãnh, từ lòng đất trong tế đàn truyền tới, liền gặp Võ Uy Kiếm Nô chặt đang nhắm mắt,
giờ phút này nhưng là chậm rãi mở ra, lộ ra nghiêm ngặt nụ cười. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, không nghĩ tới võ uy kiếm nô vẫn là thức tỉnh. Hắn cảm thấy võ uy kiếm nô hơi thở, đang điên cuồng tăng vọt, phòng ấn thăng bằng bị phá vỡ, cấm chế bị suy yếu, võ uy kiếm nô huyết mạch thực lực, đang lấy kinh khủng tốc độ khôi phục. Tinh hồn chạm. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, vận chuyển tam nguyên thái nhất công, không ngừng đổi thành, nắm chặt hoang ma thiên kiếm, một món tuyệt thế động trời ma đạo kiếm khí, xen lẫn cuồn cuộn ánh sao, hung hăng hướng võ uy kiếm nô chém tới. Mà Thu Nhược Thường và Cự Môn Đại Đế, đều bị bỗng nhiên hồi phục võ uy kiếm nô, hung hăng chấn nhiếp, ngay tại chỗ không có ra tay. Cái này một tí, là có thể thấy rõ võ đạo tâm cảnh khác biệt. Thu Nhược Thường và Cự Môn Đại Đế Tu Vi, mặc dù so Diệp Thần cao, nhưng võ đạo tâm cảnh không bằng Diệp Thần kiên cố, vừa đụng đến kinh biến, liền rơi vào chấn động, mất đi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Diệp Thần toàn lực bùng nổ, hoang ma thiên kiếm như muốn phá giết hết thảy, vô tận ma đạo kiếm quang chút xuống đi xuống. Luân hồi chi chủ, ngươi lúc nào lấy được rồi hoang ma thiên kiếm? Còn nữa, huyết mạch ngươi, vì sao nhỏ yếu như vậy? Ngươi tu vi, vì sao thấp như vậy nhỏ? Ở 0,1% nháy mắt trong thời gian, võ uy kiếm nâu ngẩng đầu lên, phát ra thanh âm lạnh lùng, nhẹ nhàng chỉ một cái đánh ra, linh khí bùng nổ, ngưng tụ thành một chuôi đồ sộ truy hư ảnh, cách không đập về phía Diệp Thần. Phịch! Diệp Thần kiếm khí, và đồ sộ truy va chạm, nhất thời bị chấn bể, hoang ma thiên kiếm cũng thiếu chút nữa rời tay, to lớn lực lượng phản chấn tới đây, Diệp Thần cơ hồ muốn hộc máu. Võ uy kiếm nô lực lượng, vô cùng cường đại. Cái này một chuôi đồ sộ chùy có thái thượng phép tắc năng lượng. Năm đó thượng vị giả đúc tám đại thiên kiếm, võ uy kiếm nô là tại chỗ, hắn chuôi này đồ sộ chùy đại biểu gõ thiên kiếm, nền cao nhất nguyên binh thái thượng ý chí, uy nghiêm đặc biệt đáng sợ. Liên liên Diệp Thần, cũng thiếu chút nữa hộc máu. Đáng tiếc. Diệp Thần cắn răng, đáng tiếc mới vừa hắn chỉ là một người ra tay, nếu như Thu Nhược Thường và Cự Môn Đại Đế, còn có huyết long. Cũng có thể phản ứng lại nói, bốn người liên thủ, toàn lực bùng nổ, vẫn là có cơ hội bóp chết võ uy kiếm nô. Nhưng hiện tại, đã muộn. Võ uy kiếm nô hoàn toàn tỉnh lại, hơi thở ổn định leo lên, cũng chỉ mấy hơi thở thời gian, đã đạt đến còn chân cảnh hậu kỳ. Thật may, đạt tới còn chân cảnh hậu kỳ sau đó, hắn hơi thở liền ngừng ở, không có lại đột phá dấu hiệu, hiển nhiên năm tháng bể dâu, huyết mạch bị tổn thương quá nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá, còn chân cảnh hậu kỳ, lại phối hợp hắn quá lên thủ đoạn, đã có thể sát phạt hết thảy. Chủ nhân, xin lỗi. Huyết Long từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, bay đến Diệp Thần bên người, một mặt áy náy. Võ uy kiếm nô hồi phục, mới vừa hắn cũng bị chấn động kinh động, không có cùng Diệp Thần phối hợp. Diệp Thần đơn độc tác chiến, hiển nhiên không phải võ uy kiếm nô địch thủ. Thái cổ di chủng, hai con ngươi ác mộng, huyết mạch ngươi thuộc về ta. Võ uy kiếm nô ánh mắt quét nhìn toàn trường, một mắt liền phong tỏa tiểu hoàng. Tiểu hoàng phù văn trứng khổng lồ, trôi lơ lửng ở trên trời, vỏ trứng có tầng tầng kẽ hở, từng tia huyết khí tràn ra tới. Chỉ phải chiếm đoạt viên này phù văn trứng khổng lồ, võ uy kiếm nô huyết mạch, có thể ngay tức thì khôi phục lại đỉnh cấp, đến lúc đó, hắn thực lực toàn bộ khôi phục, muốn giết Diệp Thần các người. Tự nhiên dễ như trở bàn tay. Giao. Võ uy kiếm nô hai cánh tay chấn động một cái, mấy cái xiềng xích, liền phá không giết ra, hướng phủ văn trứng khổng lồ xuyên qua đi. Hắn là thái thượng nô tài, không biết sống nhiều ít năm tháng, đầu óc vô cùng tự nhiên thanh tỉnh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, hiện ở cục diện này, tiểu hoàng mới là mấu chốt nhất một vòng. Chỉ muốn thôn tính tiểu hoàng viên kia phủ văn trứng khổng lồ. Hắn liền có thể thoát khỏi tất cả xiềng xích phong ấn, giết chết Diệp Thần các người. Nhưng nếu như, lúc này, đi công kích Diệp Thần đám người nói, tạm thời tới giữa, sẽ không có hiệu quả tốt, vạn nhất tiểu hoàng đột nhiên phá trứng ra, vậy hắn thì xong rồi. Ngươi dám! Diệp Thần thấy võ uy kiếm nô muốn thương tổn tiểu hoàng, nhất thời giận dữ, nắm chặt hoang ma thiên kiếm, một kiếm phách đi giết. Chanh! Hoang ma thiên kiếm chém ở trên ống khóa. Bộc phát ra liên tiếp tia lửa. Luân hồi chi chủ, người tù vi vẫn là quá nhỏ bé à, như thế nào là ta địch thủ? Võ uy kiếm nô cười hắc hắc, xiềng xích chấn động một cái, một cổ hào hùng lực lượng liền bạo xông lên ra, trực tiếp đánh văng ra Diệp Thần kiếm,
tiếp tục hướng phủ văn chứng khổng lồ bắn tới. Diệp thần tạng phủ chấn động, thiếu chút nữa hộc máu. Hiện tại võ uy kiếm nô, thực lực đã khôi phục lại còn chân cảnh hậu kỳ, cực kỳ khủng bố mạnh mẽ, hơn nữa trên mình cũng có đại khí vận, căn cơ đặc biệt thâm hậu, tiện tay nhất kích, Diệp thần khó mà chống lại. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Thái thượng thiên long đảo. Huyết long lắc mình ngăn lại, hình rồng thân thể hóa thành dù sao cũng trượng dài, chiếm cứ vô số nặng thời không, trực tiếp hóa thân thái thượng thiên long, biểu dương ra vô cùng huy hoàng long dọn ra thở mạnh thế. Một phiến mảnh màu máu miếng vảy, rào rào dương ra, như sắt thép vậy lóe ra sáng bóng lạnh lùng ánh sáng. Huyết long thân thể chiếm cứ, trực tiếp đem tiểu hoàng phù văn chứng khổng lồ, vậy bảo vệ ở bên trong. Võ uy kiếm nô xiềng xích bạo từng giết tới, huyết long lập tức một móng vuốt, hung hăng đón đỡ. Keng! Long chảo và xiềng xích va chạm, lại có thể phát ra kim thiết giao kích vậy thanh âm. Võ uy kiếm nô xiềng xích, bị chấn động bay ra ngoài, nhưng huyết long móng vuốt, nhưng là bị trên ống khóa lận theo kình khí, rất miễn cưỡng biến dạng, phải rồng một phiến phiến đánh mất, da thịt lật lộ ra, máu tươi đầm đìa. Tội gì vùng vẫy, các ngươi cứ cùng lên đi, ta lại có sợ gì? Võ uy kiếm nô một mặt cuồng ngạo, già nua tóc từng cây một bồng bềnh, hắn mặc dù bị phong ấn ở lòng đất trong tế đàn, quanh thân vô số điều xiềng xích trói buộc, nhưng hắn nhưng là ham hở. Hiện tại phong ấn hoàn toàn giãn ra, hắn ước chừng khôi phục được còn chân cảnh hậu kỳ thực lực, coi như một người khiêu chiến Diệp Thần, Huyết Long, Thu Nhược Thường, Cự Môn Đại Đế bốn người, vậy không có sợ hãi chút nào. Canh kim càn nguyên châu, chiếu sáng. Thu Nhược Thường cắn răng, giọt máu sử dụng canh kim càn nguyên châu, lau một cái lau kim quang sáng chói, hòa lẫn bát quái càn đạo nguyên khí ánh sáng, ngay tức thì ngưng tụ thành một vòng ánh vàng rực rỡ canh kim mặt trời. Treo ở võ uy kiếm nô đỉnh đầu, từng luồng nóng rực càn nguyên ánh mặt trời chiếu rọi đi xuống. Cái này càn nguyên dương quang, đủ để hòa tan hết thảy sắt thép, một chiếu rọi xuống đi, nhất thời nướng được từng cái phong ấn xiềng xích, toàn thân đỏ thẫm, suy suy vang rội, tóe ra mờ mịt khói trắng. 33 thiên hỗn độn chí bảo, canh kim càn nguyên châu. Năm đó vô nhai thần tôn đồ, ngươi là lão đầu kia hậu nhân. Xiềng xích bị trích đến đỏ bừng. Võ uy kiếm nô cả người bị xiềng xích trói buộc, nhất thời vậy bị liên lụy, da thịt suy suy vang rội, bị xiềng xích phỏng không nhẹ, đau nhức lan tràn. Bất quá, võ uy kiếm nô thần sắc, nhưng vẫn là bình thản, tựa như thế gian không có bất kỳ vật gì, có thể dung chuyển hắn tâm thần. Hắn làm không biết nhiều ít năm nô tài, khổ gì đầu chưa ăn qua. Năm đó thượng vị giả đúc tám đại thiên kiếm, vậy thường xuyên cầm hắn thân thể linh hồn thử kiếm. Hắn chịu đủ vậy không biết nhiều ít sát phạt. Dưới mắt điểm này đả thương, hắn căn bản không buông ở bên trong mắt. Đáng tiếc à, cô gái nhỏ, muốn phát huy hỗn độn chí bảo uy lực, cần vượt qua còn chân cảnh tu vi, công phu của ngươi còn chưa tới nhà. Võ uy kiếm nô tuét miệng cười một tiếng, lại có thể nắm đỏ bừng xiềng xích, trở tay bắn về phía Thu Nhược Thường. Thu Nhược Thường canh kim càn nguyên châu, hiện tại phóng thích ra nhiệt độ. So hi ngày thiên thư còn muốn nóng rực rất nhiều, nhưng như cũng không tới uy hiếp võ uy kiếm nô bước. Thậm chí, võ uy kiếm nô còn đổi khách thành chủ, lấy được chỗ tốt, xiềng xích đổi được nóng rực, lực sát thương ngược lại lớn hơn. Suy suy suy, từng cái nóng rực xiềng xích, càn quét hư không, phát ra cực kỳ thanh âm kinh khủng, như thiên thần quất mạnh, hung hăng quét đánh ra. Thu Nhược Thường sắc mặt chợt biến, chỉ cảm thấy vậy từng cái xiềng xích. Hàm chứa thái thượng ý chí uy nghiêm, làm người ta khó mà ngăn cản, nàng muốn phải tránh, nhưng liền tinh thần đều bị phong tỏa, tay chân lại có thể không nghe sai khiến, nhúc nhích không được. Huyết long, cùng ta một thể. Thiên ma long chảo, giết. Diệp thần gào to một tiếng, lập tức vào huyết long hòa làm một thể, bàn tay liền hóa thành long chảo, thái thượng thiên ma thể vậy hoàn toàn mở, một cái long chảo, ma khí cuồn cuộn giết ra, đánh vào võ uy kiếm nô trên ống khóa. Chanh. Vậy từng cái đỏ bừng xiềng xích, lập tức bị Diệp thần đánh bay ra ngoài. Dung hợp huyết long lực lượng, Diệp thần uy năng tăng lên gấp bội, giơ tay nhấc chân đều có kinh thiên oai rồng bộc phát ra. Đa tạ. Thu Nhược Thường mặt đẹp một hồi trắng bệch, thật may Diệp thần ra tay mau, nếu không nàng đã bị giết chết. Dưới mắt võ uy kiếm nô, thực lực quá mạnh mẽ, thật là không phải người bất kỳ có thể ngăn cản. Hi hi, luân hồi chi chủ. Cái này nhất thế ngươi chiến sủng, không còn là thiên hoàng địa lão liền sao. Mà là cái này một đầu huyết long,
một đầu hai con ngươi ác mộng. Võ Uy Kiếm Nô ánh mắt xoay tít xoay tròn, rình rập trước Diệp Thần lai lịch. Hừ! Diệp Thần không nói gì, hừ lạnh một tiếng, long chảo oanh đánh ra, phù đồ Phật quang toát ra, ngay tức thì hóa thành một tòa phù đồ bảo tháp. Cái này tòa phù đồ bảo tháp, nhưng không còn là kim quang cuồn cuộn hình dáng, mà là biến thành màu đen. Giờ khắc này, Diệp Thần thái thượng thiên ma thể, thánh ma thần mạch, cũng mở đến trình độ cao nhất, hơn nữa trong tay còn cầm hoang ma thiên kiếm, quanh thân ma khí ngất trời, liền thần thông cũng biến thành ma uy nghiêm ngặt hình dáng. Đen nhánh phù đồ bảo tháp, phía trên không có Phật đà khí tượng, chỉ có vô cùng thiên ma, ở chúc phúc ngâm sướng, phát ra vô cùng nhọn thanh âm chói tai. Phù đồ ma tháp, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, và huyết long phối hợp, cả người lực lượng bùng nổ đến trình độ cao nhất, hoang ma thiên kiếm vậy bay, đổ cắm ở phù đồ tháp nóc. Ung ung. Phù đồ tháp chấn đánh tiếp, nếu lại lần đem võ uy kiếm nô áp chế, phong ấn. Đây là Diệp Thần một kích mạnh nhất, lực lượng và huyết long dung hợp, nghịch thiên bùng nổ, hơn nữa liền hoang ma thiên kiếm vậy lấy ra, cái này một tôn phù đồ tháp, hoàn toàn hóa thành ma tháp, xen lẫn cuồn cuộn ma đạo mũi nhọn, oanh đánh tiếp. Luân hồi chi chủ, ta cũng tới giúp ngươi. Bên kia, cự môn đại đế thấy Diệp Thần hung mãnh như vậy hình dáng, cũng là rung động. Hiện tại Diệp Thần và huyết long dung hợp, nhân long hợp nhất, hơn nữa hoang ma thiên kiếm, cái này tôn phù đồ ma tháp uy lực, đơn giản là long trời lở đất. Cự môn đại đế tự hỏi, nếu như là hắn, đối mặt Diệp Thần một kích này, vậy khẳng định là chết, tuyệt đối không có may mắn chút nào chỗ trống. Nói cách khác, Diệp Thần cái này phù đồ ma tháp, liền còn chân cảnh 5 tầng thiên cường giả, đều có thể ung dung giết chết, có thể tưởng tượng được có cường hãn dường nào. Nhưng dù vậy, muốn trấn áp võ uy kiếm nô, vẫn là khó hơn lên trời. Bởi vì, võ uy kiếm nô thực lực, ước chừng đạt tới còn chân cảnh hậu kỳ. Thậm chí, còn có đến từ thái thượng thế giới ý chí cường đại, mạnh mẽ tinh thần. Ông ông ông! Trên bầu trời, tiểu hoàng tựa hồ vậy cảm thấy được Diệp Thần gặp nguy hiểm, phù văn chứng khổng lồ không ngừng chấn động, tựa hồ muốn lột vỏ đi ra hỗ trợ. Nhưng là, tiểu hoàng còn chưa tới lột vỏ thời điểm. Hắn còn cần hấp thu càng nhiều hơn năng lượng, cho dù có chiến đấu quyết tâm, vậy không có cách nào đi ra. Thiên băng một kiếm, giết. Cự môn đại đế quát lên một tiếng lớn, rút ra cự kiếm, thái thượng thiên vỡ đạo bùng nổ đến đỉnh cấp, một cổ minh mông hào hùng kiếm khí, liền từ hắn trên thân kiếm nổ đi ra, đơn giản là băng thiên liệt địa, chung quanh hư không cũng đang không ngừng sụp đổ tiêu diệt. Phù đồ ma tháp, băng thiên một kiếm, đồng loạt oanh đánh tiếp. Cấp cho võ uy kiếm nô một kích chí mạng. Ha ha ha! Nhìn Diệp Thần và cự môn đại đế công kích, võ uy kiếm nô nhưng là nhàn nhạt cười nhạt. Người tuổi trẻ vẫn là quá xung động, không biết cảnh giới chênh lệch. Ngày hôm nay ta sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thái thượng đạo pháp. Rèn thiên nện đất, đúc tinh không, phá cho ta. Võ uy kiếm nô ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, đạo pháp lao nhanh. Ý chí võ đạo cuồn cuộn, diễn hóa ra liền một chuôi đồ sộ trùy. Chuôi này đồ sộ trùy, là thái thượng đạo pháp diễn hóa ra tới hư ảnh, nhưng khí tượng xâm nghiêm, đã sắp ngưng tụ thành thực chất, một cái búa vắt ngang bầu trời, tựa như thì phải nện hết thảy, trấn áp hết thảy. Thái thượng thiên rèn đạo. Võ uy kiếm nô vung lên đồ sộ trùy, tựa như loạn phi như gió, cuồng như vậy đánh. Phịch, cái này cầm đồ sộ trùy. Đánh đến Diệp Thần phù đồ ma tháp trên. Cả tòa ma tháp, ngay tức thì nổ tung nghiền, hóa thành vô số ma khí tán loạn, tất cả thiên ma ngâm sướng khí tượng, cũng ngay tức thì biến mất. Phốc xích, Diệp Thần và huyết long bị phản chấn, tại chỗ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy tâm can tỳ phổi thận đều bị đồ sộ trùy ném đập một lần. Cái này lại là thái thượng thiên rèn nói, trong truyền thuyết đủ để chế tạo tinh không cao nhất đạo pháp. Năm đó võ uy kiếm nô, hội thượng vị giả đúc tám đại thiên kiếm, vậy từng tham dự qua một ít chế tạo góc bên tài liệu nhỏ vụn trình tự. Coi như chỉ là nhỏ vụn trình tự, đó cũng là không được tạo hóa, dẫu sao tám đại thiên kiếm, muốn đúc đi ra, không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết, hy sinh nhiều ít sinh linh. Nói cách khác, hắn cửa này thái thượng thiên rèn nói, đã từng tham dự vào tám đại thiên kiếm đúc bên trong đi. Mà tám đại thiên kiếm đúc nguyên vật liệu. Chính là thái thượng tinh không hài cốt. Cửa này thiên rèn đạo pháp, đang có chế tạo tinh không, nện thế giới khủng bố uy năng, muốn rèn thân thể con người,
công địch giết người, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần một lần đến thiên rèn đạo pháp nện, không chỉ là ma tháp nổ tung, tạng phủ vậy trọng thương, thậm chí liền tinh thần cũng xuất hiện ảo ảnh, tựa như thấy được năm đó, võ uy kiếm nô tham dự đúc tám đại thiên kiếm, vậy huy hoàng vô thượng hình ảnh. Hắn tinh thần ý chí, lại có hướng võ uy kiếm nô thần phục dấu hiệu, tựa hồ ở sợ hãi thiên rèn đạo pháp mạnh mẽ. Một giới nô tài, người cũng xứng. Diệp Thần trong lòng nhiệt huyết dâng trào, võ tổ đạo tâm bùng nổ, hồng mông đại tinh không cây chống được, lập tức bảo vệ bản tim, không chịu võ uy kiếm nô ăn mòn. Đồng thời, Diệp Thần nhanh chóng thi triển bát quái thiên đan thuật, trị liệu mình và huyết long thương thế. Phịch! Võ uy kiếm nô thần dũng vô địch, đồ sộ truy lại đánh, thiên rèn đạo pháp uy năng như ngục, chỉ một tí, liền đập gãy cự môn đại đế cự kiếm. Cái gì? Cự môn đại đế cự kiếm, bị đập gãy thành hai đoạn, kinh hãi được tột đỉnh, ngược tới giữa, cũng là khí huyết sôi trào, bị to lớn chấn động, một ngụm máu tươi hòa lẫn nội tạng mảnh vỡ, cuồng phun ra ngoài, thương thế so Diệp Thần còn thảm. Hắn thiên băng đạo pháp, coi như băng thiên liệt địa, nhưng đụng phải võ uy kiếm nô thần thông, vẫn là theo giấy tựa như, lập tức liền giải tán. Không có biện pháp, cảnh giới chênh lệch, thực sự quá lớn. Đơn thuần là võ đạo tu vi cảnh giới, còn có bù đắp chỗ trống, nhưng là đạo pháp cảnh giới, ý chí chiến đấu, tinh thần khí vận, kém được quá xa, hoàn toàn không cách nào đền bù. Võ uy kiếm nô, mặc dù chỉ là một giới nô tài, nhưng dẫu sao cũng là từ thái cổ kỷ nguyên thời đại, một mực sống cho tới bây giờ lão yêu quái, hơn nữa ở thái thượng thế giới sinh hoạt qua không biết nhiều ít năm, lại cùng theo qua Hồng Thiên Kinh chinh chiến bốn phương. Hiện tại phong ấn giãn ra, hắn cảnh giới khôi phục mấy phần, lập tức liền nghiền ép Diệp Thần, vậy nghiền ép cự môn đại đế. Thu Nhược Thường ở một bên, thấy Diệp Thần và cự môn đại đế cũng bị thua, nhất thời vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới võ uy kiếm nô sẽ mạnh như thế lớn. Ông ông ông! Trên bầu trời, tiểu hoàng phù văn chứng khổng lồ, kịch liệt lay động, điên cuồng hấp thu bốn phía linh khí, muốn lập tức tích góp đủ năng lượng, lột vỏ đi ra. Tiểu hoàng, đừng xung động! Diệp Thần lập tức quát, hiện tại tiểu hoàng hiển nhiên còn chưa tới lột vỏ thời cơ, điên cuồng hấp thu linh khí là vô dụng, trong nháy mắt hấp thu quá lớn, vậy không tiêu hóa nổi, ngược lại suy yếu nơi này cấm chế, để cho võ uy kiếm nô phòng ấn hơn nữa giãn ra, cái mất nhiều hơn cái được. Vù vù, tiểu hoàng tựa hồ vậy phát giác một điểm này, ngừng hấp thu, nhưng không thể phá xác đi ra, hắn nhưng là không giúp được bất kỳ bận bịu. Ha ha ha, luân hồi chi chủ! Người chiến sủng tựa hồ còn chưa tới thành thục thời điểm. Vậy thì thật là tốt, không bằng cho ta cắn nuốt chứ. Võ uy kiếm nô liếm môi một cái, nhìn Diệp Thần và huyết long một mắt, lại nhìn xem cự môn đại đế, một mặt bộ dáng ung dung. Ở thượng vị giả thế giới, ta chỉ là một con chó, nhưng ở các ngươi trước mặt, ta là thiên vương vậy tồn tại, các ngươi chỉ là con kiến hôi. Võ uy kiếm nô híp mắt, cũng không có lập tức động sát thủ. Tựa hồ rất hưởng thụ loại tâm tình này. Dù sao, mới vừa va chạm, hắn thiên rèn đạo pháp, đã bị thương nặng Diệp Thần và cự môn đại đế, hiện tại hắn có mèo đùa bỡn chuột tư cách. Tâm ma đại chú kiếm, giết. Bỗng nhiên, cự môn đại đế khẽ cắn răng, một chuôi tinh khiết sáng bóng phi kiếm, mãnh liệt phá giết ra. Lại là tâm ma đại chú kiếm. Cự môn đại đế, là thượng cổ thánh nhân Yến Trường Ca môn đồ, một mực tuân theo thánh nhân giáo hóa. Khi biết Yến Trường Ca là tâm ma chi chủ sau đó, hắn mất hết ý chí dưới, cởi dậy ra. Bất quá sau đó, hắn biết Yến Trường Ca lương khổ để tâm, biết tâm ma đại chú kiếm chỉ là công cụ, kiếm bản thân không có tà ác, chỉ là chấp trưởng người, có tránh tà phân biệt. Cho nên ở phía sau tới, hắn vậy chuyên tâm lĩnh ngộ qua tâm ma đại chú kiếm diệu pháp. Bất quá, hắn cũng không có được Yến Trường Ca tâm ma chân truyền, chỉ lĩnh ngộ ra liền một chút tâm ma khí tượng. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, liền gặp cự môn lớn đế thích thả ra tâm ma đại chú kiếm, lúc đầu chỉ là lau một cái hư ảnh, cũng không phải là thực chất. Chân chính tâm ma đại chú kiếm, thần thông nghĩa sâu xa quá phức tạp, nếu như không có Yến Trường Ca truyền thụ, không thể nào hoàn toàn lĩnh ngộ. Thiên hạ này tới giữa, có thể chân chánh nắm giữ tâm ma đại chú kiếm nghĩa sâu xa, chỉ có đế thích thiên một người. Ha ha, một món kiếm ảnh, người vậy muốn đánh lén ta. Võ uy kiếm nô thấy tâm ma kiếm ảnh tấn công tới, cười lạnh một tiếng, ánh mắt xuyên qua hư không, lại có thể mở ra một cái vực sâu, đem cái này tia kiếm ảnh,
hoàn toàn nuốt hết. Đừng nói ngươi chính là một món kiếm ảnh, coi như tâm ma chi chủ tới, cũng không khả năng thương tổn tới ta. Võ Uy Kiếm Nô nhìn hờ hững, mới vừa hắn mở ra vực sâu thủ đoạn, chính là Thái Thượng Thiên Huyên Đạo. Ở Thái Thượng Thế Giới, tất cả thượng vị giả, bao gồm nô bộc, cũng nắm giữ Thái Thượng Thiên Huyên nói. Môn đạo pháp này, đặc biệt khắc chế tâm ma đại chú kiếm, có thể mở ra vực sâu hư không, chiếm đoạt tất cả tâm ma. Nếu như địch nhân tâm ma đại chú kiếm, kiếm khí quá mạnh mẽ mà nói, còn có thể ở mình trong cơ thể, mở ra ra một cái mô hình nhỏ vực sâu không gian, ẩn núp tâm linh. Chỉ cần tâm linh ẩn núp, không bị vuốt tâm ma, vậy tất cả tâm ma thủ đoạn, đều sẽ không lại có hiệu quả. Tâm ma viên này ung thư, liền thượng vị giả cũng không có so kiêng kỵ, cho nên có vô số thượng vị giả người trước gục ngã người sau tiến lên, nghiên cứu chống lại tâm ma đạo pháp. Cuối cùng, ở từng cái thượng vị giả dưới sự cố gắng, Thái Thượng Thiên Huyên Đạo bị sáng lập đi ra, cũng mở rộng hướng toàn bộ Thái Thượng Thế Giới, giống như khắc chế vi khuẩn thuốc ngừa, cơ hồ giết tuyệt tâm ma kiêu căng, coi như là yến trường ca tâm ma thủ đoạn, đụng phải Thiên Huyên Đạo pháp, vậy không có cách nào. Tâm ma sát phạt, cho thượng vị giả tạo thành quá lớn sợ hãi, bọn họ đều sợ tâm ma của mình sẽ bùng nổ, cho nên đặc biệt sáng lập cửa này Thiên Huyên Đạo pháp. Đây là tâm ma khắc tinh. Muốn phá giải Thiên Huyên Đạo pháp, trừ phi là đem tâm ma đại chú kiếm tu luyện tới tột cùng nhất tầng thứ 9. Bất quá, đây là khó hơn lên trời sự việc. Cho nên, cho dù Đế Thích Thiên phát động tâm ma thẩm phán, nhưng ở thượng vị giả trong mắt, uy hiếp vẫn là kém hơn đã từng là luân hồi chi chủ. Dẫu sao, tâm ma còn có thể dùng Thiên Huyên Đạo pháp khắc chế, nhưng luân hồi chi chủ quật khởi, lại không có bất kỳ thủ đoạn có thể áp chế. Tâm ma đánh lén thất bại, Cự Môn Đại Đế sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra. Võ Uy Kiếm Nô cười nhạt một tiếng, vẫn là mèo vờn chuột vậy diễn cảm, hiện đang nắm giữ liền tuyệt đối quyền chủ động, hắn nhưng là thong thả, vậy không vội chiếm đoạt tiểu hoàng phù văn chứng khổng lồ. Nghe vậy, Diệp Thần sắc mặt nhất thời trầm xuống, muốn kêu gọi Thái Huyền Trận Hoàng, nhưng là, Thái Huyền Trận Hoàng lại có thể thật sâu ẩn núp ở mộ bia bên trong, không có cần hiện thân ý. Hiển nhiên, đối kháng phổ thông kẻ địch, Thái Huyền Trận Hoàng có thể ra tay, nhưng là, đối mặt thượng vị giả thế lực, Thái Huyền Trận Hoàng vậy không thể động thủ, nếu không, tiết lộ luân hồi mộ địa bí mật, vậy so chết còn thảm. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, liền luân hồi mộ địa năng lượng, đều không thể mượn dùng, đối mặt Võ Uy Kiếm Nô, vậy còn có cái gì làm sao hồi đứng đầu, ta hiến tế đi. Ngay tại Diệp Thần bàng hoàng để gặp, hắn lại nghe được Cự Môn Đại Đế thần niệm truyền âm, tràn đầy bi thương. Ngươi muốn tự bảo. Diệp Thần nhìn Cự Môn Đại Đế ánh mắt, chấn động trong lòng. Không phải, tự bảo cũng không dùng, tên này nội tình quá sâu dày, ta tự bảo cũng giết không chết hắn. Cự Môn Đại Đế một tiếng thở dài, trong mắt bi thương càng ngày càng đậm dày. Vậy ý của ngươi là? Diệp Thần mơ hồ tới giữa, thấy rõ đến thiên cơ, nhất thời ánh mắt co rúm một cái. Cự Môn Đại Đế gật đầu một cái, nói, ngươi cầm ta tánh mạng, huyết tế hoang ma thiên kiếm, có thể ngắn ngủi bùng nổ kiếm này thiên uy, đủ để lần nữa phong ấn cẩu nô tài kia. Cái này thế gian, có thể thương tổn tới thượng vị giả tánh mạng binh khí, cũng chỉ có cao nhất nguyên binh. Mà Diệp Thần trên tay, đang có một cái cao nhất nguyên binh, hoang ma thiên kiếm. Diệp Thần hoang ma thiên kiếm, cũng không phải là cái gì mảnh vỡ, mà là thứ thiệt bản thể, mặc dù chỉ có hình thức ban đầu. Nhưng nếu như, đạt được Cự Môn Đại Đế máu tươi hiến tế, cái này cầm non kiếm, là có thể bộc phát ra mạnh nhất ma đạo mũi nhọn, càn quét thiên địa, chém chết hết thảy. Coi như là Võ Uy Kiếm Nô, cũng chưa chắc ngăn cản được. Phải biết, Cự Môn Đại Đế nhưng mà còn chân cảnh 5 tầng thiên cao thủ, hắn hiến tế tánh mạng, bộc phát ra khí huyết năng lượng, đủ để ngắn ngủi tăng lên hoang ma thiên kiếm uy lực. Chỉ cần thanh kiếm này, có thể tuôn ra chân chính cao nhất nguyên binh phong mang, vậy vẫn là có sát thương Võ Uy Kiếm Nô cơ hội. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, cái biện pháp này, hiển nhiên có thể được. Nhưng là, giá phải trả cũng quá lớn. Hiến tế một người còn chân cảnh 5 tầng thiên cường giả, cái này bút nhân quả, nhưng là phải coi là đến Diệp Thần trên đầu. Luân hồi chi chủ, chỉ có biện pháp này, mời ngươi không nên cự tuyệt. Cự Môn Đại Đế rất sợ Diệp Thần không đáp ứng, trịnh trọng thỉnh cầu. Diệp Thần cùng gật đầu,
mặc dù có một khoản nhân quả lớn nợ, nhưng đây đã là sau cùng biện pháp, không thể không thi hành. Nếu không, võ uy kiếm nô tàn phá, tất cả mọi người đều phải chết, liền tiểu hoàng cũng không thể may mắn còn sống sót. Lấy Diệp Thần khí vận, cái này bút nhân quả tuy lớn, nhưng vẫn là ở tiếp nhận trong phạm vi. Chờ ta sau khi chết, người đem ta tin chết, nói cho ta sư đệ Đế Thích Thiên, để cho hắn thay ta trả thù, thế sư phụ trả thù, nhất định phải giết chết Hồng Thiên Kinh. Chỉ có giết chết Hồng Thiên Kinh, mới có thể an ủi ta và sư phụ vong linh. Cự Môn Đại Đế thanh âm khóc chảy máu mắt, sắp chết giây phút, phó thác Diệp Thần. Bất quá, hắn không phải kêu Diệp Thần đi báo thù, mà gọi là Diệp Thần báo tin mà thôi. Ở Cự Môn Đại Đế trong lòng, Đế Thích Thiên địa vị, hiển nhiên so Diệp Thần trọng yếu rất nhiều, dẫu sao là đồng môn. Được, nếu như ta có thể còn sống rời đi, ta biết. Diệp Thần đáp ứng, Đế Thích Thiên hiện tại còn băn khoăn tâm ma thẩm phán, tạm thời không dám và thượng vị giả tranh phong, nhưng hiện tại, có Cự Môn Đại Đế Lâm Trung phó thác, nhưng là có cơ hội đem Đế Thích Thiên kéo xuống nước. Muốn Diệp Thần một người, đối mặt Hồng Thiên Kinh, áp lực vẫn là quá lớn, đem Đế Thích Thiên kéo xuống nước, không thể nghi ngờ có thể chia sẻ một phần chia áp lực. Thương nghị đã định, Cự Môn Đại Đế nhắm mắt lại, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, trên mình bắt đầu thả ra từng luồng huyết khí. Ngươi muốn làm gì? Thấy vậy, võ uy kiếm nô nhất thời nhận ra được không ổn, ý niệm động một cái, lập tức thấy rõ thiên cơ, dò ngó thấy Diệp Thần hai người kế hoạch. Đáng chết, Cự Môn Đại Đế, ngươi muốn tự mình hy sinh, huyết tế hoang ma thiên kiếm. Võ uy kiếm nô hoàn toàn luống cuống, mới vừa hắn vẫn luôn là bình thản hình dáng, nhưng hiện tại phát hiện hai người kế hoạch, nhất thời hoảng hồn. Bởi vì, cao nhất nguyên binh mũi nhọn, một khi bùng nổ, đủ để sát thương thượng vị giả, hắn chỉ là một nô tài, tuyệt đối không thể nào ngăn trở. Các ngươi dám! Võ uy kiếm nô giận dữ, đồ sộ trùy bạo đánh ra, thiên rèn đạo pháp thi triển, thần uy như ngục, đập về phía Cự Môn Đại Đế, phải đem hắn đập thành thịt nát. Vân Lôi Đế Long Châu, ngự. Huyết Long biết rõ kế hoạch trọng yếu, lập tức phi thân ra, sử dụng Đế Long Châu, ngăn ở Cự Môn Đại Đế trước người. Phịch. Võ uy kiếm nô hung hăng một cái búa nện xuống tới, Đế Long Châu nhất thời nứt ra, vô số châu quang lưu tán đi ra, linh khí điên cuồng khơi thông. Phốc. Huyết Long tại chỗ máu tươi cuồng phún, Đế Long Châu bị thương nặng, hắn vậy được nghiêm trọng đánh vào, vảy rồng một phiến phiến nứt ra. Hiển nhiên là thương thế rất nặng. Đáng sợ hơn phải, hắn Vân Lôi Đế Long Châu, cũng bị một cái búa đánh nứt ra, linh khí khơi thông, ngay tức thì mất đi tất cả thần quang, đổi được vô cùng ảm đạm. Huyết Long. Diệp Thần quát to một tiếng, Huyết Long cái này một tí ngăn cản, giá phải trả cực lớn, không chỉ là trọng thương, liền pháp bảo cũng bị hủy diệt. Chủ nhân, đừng để ý ta. Huyết Long cắn răng, như cũng ngăn ở Cự Môn Đại Đế trước người, bảo vệ hắn. Nhiệt xúc, cút ngay. Võ uy kiếm nô liền tiếng quát to, cặp mắt tức giận đồng thời xuất hiện, cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn thực lực ở Huyết Long bên trên, thiên rèn đạo pháp một cái búa hủy diệt Huyết Long pháp bảo, đặc biệt uy phong. Nhưng là, lại uy phong cũng không dùng, bị Huyết Long như thế vừa đỡ, võ uy kiếm nô đã bỏ lỡ sau cùng thời cơ. Suy suy suy, Cự Môn Đại Đế trên thân thể, da tan vỡ, vô số khí huyết thấm vào da. Từng luồng khí huyết ngưng tụ thành cù long vậy, điên cuồng đi Diệp Thần hoang ma thiên kiếm bơm vào đi. Nốt ta thân thể không lành lặn, huyết tế thiên ma. Cự Môn Đại Đế phát ra sinh mạng cuối cùng một tiếng gầm thét, cả người xương thịt khô cằn, khí huyết toàn bộ thả ra ngoài, toàn bộ bơm vào đến hoang ma thiên kiếm bên trong đi. Vù vù. Diệp Thần trong tay hoang ma thiên kiếm, đạt được Cự Môn Đại Đế khí huyết xốc vào, nháy mắt tức thì bạo phát ra dài đến vạn dặm khủng bố kiếm mang. Không cách nào hình dung đen nhánh mang khí, sắc bén lộ ra, đơn giản là muốn xuyên qua thương khung. Oanh! Mũi kiếm chỉ trời, hằng cổ vực bầu trời, thì thật bị Diệp Thần kiếm khí xuyên thủng, màn trời rất miễn cưỡng bị thọc một cái lỗ thủng đi ra, vô số mãnh liệt ma khí, từ mênh mông hư không, vô tận bát hoang gào thét tới. Hô hô hô! Hoang ma thiên kiếm quanh thân, khí lưu xoay tròn, nổi lên hàng tỷ thiên ma, bay lượn gầm thét. Gào thét tàn phá, che khuất bầu trời. Cuồn cuộn ma khí, tràn ngập toàn bộ hằng cổ vực, giữa trời đất một phiến đen nhánh, chỉ có vô số ma đầu đang vũ động, hướng Diệp Thần quỳ bái. Diệp Thần chấp trưởng hoang ma thiên kiếm, tựa như nắm giữ hàng tỷ thiên ma, uy mãnh bá đạo tới cực điểm,
khoáng đạt ma khí ngưng tụ thành một bộ chiến bào, khoác ở Diệp Thần trên mình, Diệp Thần thật giống như biến thành trong truyền thuyết Thái Thượng Ma Vương. Không! Võ Uy Kiếm Nô thấy một màn này, hoàn toàn rung động. Diệp Thần trong tay Hoang Ma Thiên Kiếm, đạt được cử môn đại đế khí huyết bơm vào, mũi nhọn tăng vào triệu lần, đơn giản là càn quét chư thiên, ma khí tán loạn, làm người ta rung động. Luân hồi chi chủ, chớ quên ước định của chúng ta. Cự môn đại đế thấp giọng lẩm bẩm, cười nhạt, cả người khí huyết khô héo, thân thể như gió bên trong cho tàn, trôi giạt tiêu tán. Một phiến ngọc giản, từ cho tàn bên trong rơi ra ngoài, phía trên in lớn băng thiên ba chữ, nhưng là Thái Thượng Thiên Vỡ Đạo tu luyện bí tịch, Vô Nhai Thần Tôn năm đó để lại đồ. Thu Nhược Thường thấy được tổ tông di vật, cũng không dám đi lấy, cả người thuộc về tuyệt đối rung động bên trong. Bị Hoang Ma Thiên Kiếm mũi nhọn, hoàn toàn rung động. Hiến tế một người còn chân cảnh 5 tầng thiên cao thủ, Hoang Ma Thiên Kiếm mũi nhọn, đơn giản là tăng vọt đến vô địch bước, kiếm khí gào thét xoay tròn, hình thành cuồng liệt gió bão, cuộn sạch vạn dặm thời không, vũ trụ bầu trời vậy khắp nơi văng tung tóe, xuất hiện dù sao cũng cái lỗ xoáy đen, tựa hồ muốn cuộn sạch linh hồn người. Hoang Ma Thiên Kiếm, cho ta trấn áp. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, ở ma khí dưới sự xung kích, cả người gân xanh nổi lên, lực lượng dâng trào. Nắm chặt chuôi kiếm, hung hăng một kiếm, hướng Võ Uy Kiếm Nô chém đánh tiếp. Đáng chết! Võ Uy Kiếm Nô hô hấp nghẹt thở, vội vàng huy động trăm ngàn sợi xích sắt, ngang qua hư không, phá giết ra, muốn ngăn cản Diệp Thần kiếm khí. Nhưng là, Hoang Ma Thiên Kiếm bùng nổ, mũi nhọn hạng lợi hại, còn chân cảnh trong phạm vi, không có bất kỳ người có thể ngăn cản, liền liền Võ Uy Kiếm Nô cũng không thể, trừ phi hắn khôi phục tất cả thực lực. Đinh đinh đinh! Liên tiếp dày đặc nổ vang, tia lửa văng khắp nơi. Diệp Thần Hoang Ma Thiên Kiếm, hung hăng chém đánh tiếp, tất cả xích sắt, cũng ngay tức thì bị chém đứt. Những thứ này xích sắt, là hằng cổ thánh đế lưu lại, chuyên môn dùng để phong ấn Võ Uy Kiếm Nô, chất liệu đặc biệt đặc thù, thật khó chặt đứt, nhưng Diệp Thần Hoang Ma Thiên Kiếm mũi nhọn bùng nổ, thế như phá trời, thứ gì cũng không ngăn nổi. Võ Uy Kiếm Nô con người co rúc lại, liền gặp dù sao cũng đạo đen nhánh kiếm khí. Hội tụ thành cuồn cuộn kiếm chiều, chặt đứt từng tầng một xích sắt sau đó, hung hăng bổ vào hắn trên thân thể. Phốc xích, máu tươi văng tung tóe. Võ Uy Kiếm Nô thân thể, nhất thời bị chém ra một cái dữ tợn vết thương, nội tạng cũng thiếu chút nữa lật đi ra. Lại còn không chết. Diệp Thần một hồi chấn động phố, hắn Hoang Ma Thiên Kiếm mũi nhọn bùng nổ, hạng lợi hại, một khối tinh không đều có thể phá hủy, lại còn giết không chết Võ Uy Kiếm Nô. Chỉ là đem hắn tổn thương nặng. Có thể tưởng tượng được, cái này Võ Uy Kiếm Nô, thân xác cường độ có đáng sợ dường nào, hơn nữa còn hàm chứa thái thượng thế giới quy luật, không phải chuyện đùa. Cái này Võ Uy Kiếm Nô, coi như là nửa thượng vị giả. Luân hồi chi chủ, ta muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Võ Uy Kiếm Nô nhìn thân thể trọng thương, trong tròng mắt nhất thời lộ ra cảnh giác, tức giận, oán độc thần sắc, lại có thể như dã thú vậy đạp chết ra. Hướng Diệp Thần nhào tới, muốn tự bạo lấy mạng đổi mạng. Hắn đã nhìn ra, Diệp Thần khí vận quá thâm hậu, ngày hôm nay từ cục này, lại còn có giết ngược biện pháp, nếu như lại bị Diệp Thần trưởng thành tiếp, sợ rằng chủ nhân hắn Hồng Thiên Kinh, đều khó tương đương. Cho nên, Võ Uy Kiếm Nô cho dù có mạng sống cơ hội, vậy không muốn, chỉ muốn và Diệp Thần ngọc đá cùng vỡ, thay Hồng Thiên Kinh giải quyết hết một cái uy hiếp. Diệp Thần thấy Võ Uy Kiếm Nô muốn tự bạo, cũng là mặt liền biến sắc, vội vàng lắc người một cái, tránh thoát hắn đánh. Hằng cổ cấm pháp, phong ấn. Sau đó, Diệp Thần mở ra lòng đất tế đàn, mở bên trong cấm pháp phong ấn, nhất thời tầng tầng cấm chế phù văn, liền điên cuồng toát ra chói mắt dị quang. À! Võ Uy Kiếm Nô phát ra một tiếng hét thảm, bị vô số cấm chế trói buộc, thân thể rơi xuống, lần nữa rơi xuống tế đàn, bị từng cái xiềng xích trói. Luân hồi chi chủ, ngươi hoặc là giết ta, nếu không chờ ta đột phá phong ấn, chính là ngươi ngày rỗ. Võ Uy Kiếm Nô phát ra oán độc thanh âm, thân thể lại bị tầng tầng xiềng xích những ràng buộc, vô tận cấm chế đánh vào, hắn lần nữa rơi vào phong ấn ngủ say. Lòng đất tế đàn năng lượng phun trào, mặt đất khe hở khép lại, nơi có dị tượng đều biến mất, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Thần sắc mặt im lặng, nắm Hoang Ma Thiên Kiếm, đứng trên mặt đất. Thu Nhược Thường rung động được không nói ra lời, đứng ở Diệp Thần bên người.
Tiểu hoàng phù văn trứng khổng lồ, ngừng chấn động, tựa hồ cảm thấy được uy hiếp giải trừ, bắt đầu chậm rãi hấp thu hằng cổ vực linh khí. Chủ nhân, huyết long hiển hóa hình người, miễn cưỡng chống đỡ mình không ngã xuống, hồi tưởng lại mới vừa chiến đấu, nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Kết thúc chiến đấu, cái này một trận đại chiến, Diệp Thần mặc dù thắng, nhưng là hiểm thắng. Cự môn đại đế hy sinh, mà võ uy kiếm nô, cũng không có bị chân chính giết chết, chỉ là lần nữa phong ấn mà thôi. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, tối đa tổn thương nặng võ uy kiếm nô, không có biện pháp giết chết. Trước phong ấn giãn ra thời điểm, võ uy kiếm nô cũng đã khôi phục bộ phận thực lực, kiêu căng đặc biệt hung mãnh, bây giờ có thể lần nữa phong ấn hắn, đã là thiên đại chuyện may mắn, không như vậy dễ dàng giết chết. Không sao, tên kia sâu bị thương nặng, trong vòng 3 năm rưỡi, không thể nào lại hồi phục. Diệp Thần thu hồi hoang ma thiên kiếm, nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không có thể giết chết võ uy kiếm nô, nhưng chỉ ít lần nữa phong ấn, đi về sau 5-3 năm thời gian, Diệp Thần coi như là thanh tịnh. Đáng tiếc thời gian ngắn hẳn không cách nào vận dụng hoang ma thiên kiếm. Hoang ma thiên kiếm vốn là hình thức ban đầu, còn bị như vậy lợi dụng, chỉ có thể xem cơ duyên lấy tài nguyên đống triệt. Bất quá trong tay hắn còn có sát kiếm. Sát kiếm mạnh mẽ thật ra thì không thua hoang ma thiên kiếm, hơn nữa đối với Diệp Thần mà nói, phát huy tinh hồn trảm lực lượng thích hợp hơn. Vậy tiểu hoàng, máu long ngẩng đầu nhìn xem tiểu hoàng phù văn trứng khổng lồ, phù văn kia trứng khổng lồ, đang từ từ bất quyện hấp thu hằng cổ vực linh khí. Diệp Thần nói, ta dự định để cho tiểu hoàng ở lại chỗ này, từ từ hấp thu năng lượng, sau này cùng nó lột vỏ, lại tới tiếp hắn. Huyết long cau mày nói, như vậy an toàn không? Không sao, kiếm kia nô đã bị phong ấn, sẽ không lại có người quấy rầy tiểu hoàng, rất an toàn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thiên cơ thấy rõ dưới, cũng không có bắt được bất kỳ nguy hiểm nào. Hiển nhiên, tiểu hoàng là tuyệt đối an toàn, sẽ không lại có gì ngoài ý muốn. Cùng tiểu hoàng hấp thu được đầy đủ năng lượng, chính là nó lột vỏ ra thời điểm, Diệp Thần dự định đến lúc đó lại tới tiếp hắn. Huyết Long nói, không bằng ta lưu lại bảo vệ. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không cần, tiểu hoàng sắp đến lột vỏ thời khắc mấu chốt, cần một mình cảm ngộ đạo pháp cơ duyên, nếu như có người ngoài tồn tại, ngược lại sẽ quấy rầy hắn, để cho hắn thanh tịnh đi. Diệp Thần dự định đem phù văn trứng khổng lồ, một mình đâu vào đấy ở chỗ này, thật ra thì cũng có thay tiểu hoàng suy tính ý. Tiểu hoàng thực lực đột phá, cần tĩnh tâm cảm ngộ đại lộ, tốt nhất vẫn là không nên quấy rầy hắn. Dạ, chủ nhân, ta biết. Huyết Long gật đầu một cái, đáp ứng. Diệp Thần ừ một tiếng, vẫy tay thả ra bát quái đan quang, chữa trị Huyết Long thương thế. Bất quá, Huyết Long bị thiên rèn đạo pháp gây thương tích, cho dù có Diệp Thần chữa trị, muốn hoàn toàn hết bệnh, chỉ sợ cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Còn có pháp bảo của hắn Hạt Châu, vậy bị hủy diệt, muốn tu bổ, cũng cần quá mức tài nguyên. Trận chiến này, Diệp Thần nơi này tổn thất, có thể không coi là nhỏ, nhưng có thể lần nữa phong ấn võ uy kiếm nô, thu xếp ổn thỏa tiểu hoàng, tất cả bỏ ra đều là đáng. Thu cô nương, tổ tông ngươi di vật, cầm xong. Diệp Thần bàn tay một nhiếp, đem Thái Thượng Thiên Vỡ Đạo tu luyện Ngọc Giản, đưa cho Thu Nhược Thường. Bất quá, ở tiếp xúc tới Ngọc Giản ngay tức thì, Diệp Thần liền phát hiện môn đạo pháp này hơi thở, đã tiết ra ngoài, hắn thần thức cảm nhận được, lập tức liền lĩnh ngộ thiên băng đạo pháp bí ẩn. Hiện tại Diệp Thần võ đạo căn cơ, đơn giản là siêu phàm nhập thánh, thiên phú cũng là lợi hại được dọa người, chỉ cần bắt được một chút xíu đạo pháp hơi thở, cũng có thể lĩnh ngộ tu luyện. Cái này một tí, Diệp Thần nhưng là lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Vỡ Đạo tất cả bí quyết. Đa tạ. Thu Nhược Thường thu hồi tu luyện Ngọc Giản, cơn sóng trong lòng phập phồng, nhìn Diệp Thần một mắt, nhưng phát hiện Diệp Thần sắc mặt có chút khác thường, lập tức hỏi, luân hồi chi chủ, người học lén ta tổ tông đạo pháp. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, nói, xin lỗi, ta là vô tâm, nếu như ngươi để ý, ta có thể xóa sạch bộ phận này trí nhớ. Thu Nhược Thường than thở một tiếng. Nói, không cần, ngươi là luân hồi chi chủ, là Thái Thượng Thiên Nữ chỉ đích danh muốn đào tạo nhân vật lớn, ngươi muốn học gia tộc ta đạo pháp, tùy tiện đều có thể học, là ta đắc tội, học trộm hai chữ, quá mức xúc phạm. Diệp Thần trầm mặc xuống, mặc dù và Thu Nhược Thường cùng trải qua một tràng cuộc chiến sinh tử, nhưng hai người tới giữa, nhưng vẫn là xa lạ có ngăn cách. Ở Thái Thượng Thiên Nữ bố trí bên trong,
Diệp Thần là mấu chốt nhất một vòng. Thu Nhược Thường bất kể là còn chân cảnh 5 tầng thiên cao thủ, vẫn là gia tộc thiên kim tiểu thư, chỉ cần Thái Thượng Thiên Nữ còn không trở mặt, nàng cũng phải tuyệt đối thần phục Diệp Thần. Hai người, có to lớn thân phận chênh lệch, không có làm bạn có thể. Luân hồi chi chủ, sau này ngươi đi tới thiên nhân vực, nếu có chuyện gì cần giúp, tùy thời có thể tìm ta. Thu Nhược Thường để lại một khối liên lạc ngọc bài, lộ ra một cái vô cùng phức tạp mỉm cười. Đa tạ. Diệp Thần nhận lấy nàng ngọc bài, trong lòng cũng lóe lên rất nhiều ý niệm. Ở Thái Thượng Thiên Nữ chàng này bố trí bên trong, không biết có nhiều ít cao ngạo tồn tại, đều phải cúi đầu. Thu Nhược Thường rời đi Hằng Cổ Vực, Diệp Thần và Huyết Long lưu lại một đêm, bầu bạn Tiểu Hoàng, đến ngày thứ hai, vậy y y không chịu rời. Tiểu Hoàng, chờ ngươi lột vỏ ra, ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Diệp Thần hoàn toàn rời đi Hằng Cổ Vực, và Huyết Long nói tạm biệt, lại cho Đế Uyên Điện gửi một phong truyền tin, thuyết minh cự môn đại đế báo thù ước nguyệt, sau đó liền một người một mình xông sáo. Lấy ta bây giờ thực lực, có lẽ có thể lại đi Huyền Thiên kiếm mộ phần, cứu bị kẹt đại năng. Diệp Thần suy nghĩ, từ đồ sát thánh đại hội sau khi kết thúc, hắn kỳ ngộ liền liền, hiện tại đã là lột xác, có thể kháng nhận định còn chân cảnh 5-6 tầng thiên cao thủ. Nếu như lại đi Huyền Thiên kiếm mộ phần mà nói, Diệp Thần có thể có rất lớn cơ hội, cứu bị vây hãm ở nơi đó đại năng. Diệp Thần dọc theo con đường này, bị luân hồi đại năng chiếu cố cực sâu, mặc dù hiện tại hắn đã có thể một mình phụ trách một phía, nhưng vậy sẽ không quên luân hồi các đại năng trước kia dạy dỗ ân. Bị kẹt luân hồi đại năng, dĩ nhiên là phải đi cứu, làm người không thể quên bản. Lại đi Huyền Thiên kiếm mộ phần một chuyến, lần trước Huyền Cơ Nguyệt bị ta bày một đạo, chính là ta thừa dịp hư mà vào thời điểm. Bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, lần trước Huyền Cơ Nguyệt ra tay, mặc dù nặng sang tiểu hoàng chứng khổng lồ căn nguyên, nhưng tùy tiện rời đi nữ hoàng thiên cung, vậy bị người đánh cắp nhà, tổn thất nghiêm trọng. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt, muốn đến cũng là bận bịu củng cố nữ hoàng thiên cung sự việc, Diệp Thần có cơ hội lẻn vào Huyền Thiên kiếm mộ phần, cứu bị kẹt các đại năng. Bấm ngón tay tính toán, thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần liền phát hiện, mình lần này đi Huyền Thiên kiếm mộ phần, có thể sẽ gặp phục kích, nhưng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Lấy hắn thực lực trước mắt, cái gì phục kích âm mưu cũng có thể đánh nát. Cái này ở lúc trước, đơn giản là không có thể tưởng tượng sự việc. Đi sâu vào Huyền Thiên kiếm mộ phần, lại có thể sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, coi như gặp gỡ phục kích, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Có thể tưởng tượng được Diệp Thần bây giờ thực lực, có cường đại dường nào, biết bao ngoại hạng. Hiện tại toàn bộ nữ hoàng thiên cung, trừ Huyền Cơ Nguyệt một người, đã không người có thể thương tổn tới Diệp Thần. Nếu như có thể đem rất nhiều luân hồi đại năng chân thân, toàn bộ cứu ra, ta luân hồi mộ địa, có lẽ có thể lần nữa thăng cấp. Diệp Thần trong lòng tính toán, lúc này biến dạng hư không, chạy tới Huyền Thiên kiếm mộ phần. Huyền Thiên kiếm mộ phần, phong cảnh như trước, một cái cầm cự kiếm đổ cắm, tình cảnh cổ xưa khoáng đạt. Nhưng là, bảo vệ Huyền Thiên kiếm mộ phần hai ông cụ, cũng đã không có ở đây. Nghĩ đến kiếm mộ phần nhị lão, ở đồ sát thánh trong đại hội chết, thậm chí liền máu tươi đều phải bị Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên hai người cướp đoạt, cầm đi đúc lại thiên hoang địa lão, lãnh huyết vô tình, Diệp Thần nội tâm liền một hồi hận ý. Hiện tại, khoảng cách Diệp Thần báo thù thời khắc, càng ngày càng đến gần. Diệp Thần ở Huyền Thiên kiếm trong mộ đi tới trước, rất nhanh đi tới trung ương tế đàn vùng, đem tế đàn mở ra, Diệp Thần bị truyền đến lòng đất. Lòng đất bên trong, nhưng là một cái mê cung vậy thế giới, có vô số cái lối đi lần lượt thay nhau. Thằng nhóc, đi trước cứu ta chân thân. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng từ mộ bia bay ra, vô cùng kích động nói. Nơi này chính là Huyền Thiên kiếm mộ phần. Hắn chân thân liền bị vây ở chỗ này, nghĩ đến sắp có thể thoát khốn, hắn dĩ nhiên là hưng phấn không thôi, thân thể không kềm chế được phát run. Được. Diệp Thần vậy không do dự, cơ hồ là dựa vào trực giác, dọc theo một cái lối đi chạy cướp đi. Hắn cảm giác được, Thái Huyền Trận Hoàng chân thân, liền bị tống giam ở lối đi cuối. Nhớ cứu ta thoát khốn, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nơi này uy áp quá nặng nề, ta chịu đựng không nổi, phải ngủ say. Thái Huyền Trận Hoàng than thở một tiếng, thần hồn thân thể ẩn nhập mộ bia, tạm thời ngủ say. Huyền Thiên kiếm mộ phần, có Huyền Cơ Nguyệt ý chí uy áp,
ngày xưa một phần chia luân hồi các đại năng, đều rơi vào Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền, bị xây dựng ảnh hưởng áp chế, ở Huyền Thiên Kiếm mộ phần không phát huy ra thực lực, thậm chí liền thần hồn cũng không chịu nổi uy áp, muốn ngủ say đi. Có thể tưởng tượng được, Huyền Cơ Nguyệt thực lực có đáng sợ dường nào, còn chân cảnh đỉnh cấp chỉ là bề ngoài của nàng tầng thứ, sâu tầng thứ thực lực xa xa vượt quá, hẳn là đạt tới người phàm có thể tu luyện tới cực hạn, tiến thêm một bước, chính là thượng vị giả cảnh giới, không cách nào hình dung tồn tại. Tiền bối. Diệp Thần kêu một tiếng, Thái Huyền Trận Hoàng cũng đã ngủ say. Ca. Diệp Thần dừng lại ở bước chân, cẩn thận dưới, lần nữa suy tính, cũng cảm giác được trước mặt thật có phục kích, nhưng uy hiếp không được hắn. Bởi vì, bây giờ Diệp Thần, thực lực quá mạnh mẽ, Huyền Cơ Nguyệt còn muốn dùng âm mưu thủ đoạn, đã không tổn thương được Diệp Thần. Huyền Cơ Nguyệt, ta đây muốn xem, người muốn đùa bỡn cái trò gì. Diệp Thần sải bước chạy cướp. Rốt cuộc đi tới lối đi cuối, nơi này là một gian phòng giam, trong phòng giam xiềng xích đầy vải, trói buộc một đạo thân ảnh già nua, xem hình dáng chính là Thái Huyền Trận Hoàng. Thái Huyền tiền bối. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ kêu gọi một tiếng. Trong phòng giam, Thái Huyền Trận Hoàng ngẩng đầu lên, tĩnh mắt thấy Diệp Thần, ánh mắt mờ mịt mà đục ngầu. Không đúng. Đột nhiên, Diệp Thần nhưng nhận ra được nguy hiểm. Cái này Thái Huyền Trận Hoàng là giả. Hống. Một tiếng kinh thiên gầm thét. Quả nhiên, vậy Thái Huyền Trận Hoàng ánh mắt, đột nhiên đổi được đằng đằng sát khí, hung quang bắn ra bốn phía, thân thể thoáng một cái, liền hiển hóa ra nguyên hình, nguyên lai là một đầu khỉ gorilla tựa như núi tiêu, chính là thiên hoang địa lão hoang cổ đế tiêu. Luân hồi chi chủ, người chúng kế. Hoang cổ đế tiêu lớn tiếng gầm thét, lộ ra dữ tợn nụ cười, miệng đầy răng như kiếm kích vậy sắc bén, bộc phát ra còn chân cảnh năm tầng thiên khí thế hung mãnh. Từ đồ sát thánh đại hội sau khi kết thúc, đời thứ hai thiên hoang địa lão, cảm giác sâu sắc nguy cơ, không lúc nào cũng đang tu luyện, mỗi một cái thực lực, cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hiện tại hoang cổ đế tiêu thực lực, liền đạt tới còn chân cảnh năm tầng trời, vô cùng hung hãn, đột nhiên thi triển tập kích, cuồng như vậy một quyền bạo từng giết tới, toàn bộ địa cung tựa hồ cũng đang lay động, không gian tầng tầng nổ tung. Ha ha, Huyền Cơ Nguyệt liền phái người phục kích, cũng muốn giết ta. Diệp Thần tỉnh táo lại, cười một cái, đã sớm đoán tới nơi này sẽ có người phục kích, bất quá không nghĩ tới là hoang cổ đế tiêu thôi. Huyền Cơ Nguyệt vì tập sát hắn, lại có thể vận dụng thiên hoang địa lão, xem ra là bỏ vốn gốc. Liền ta một người, vậy là đủ rồi. Hoang cổ đế tiêu đồ sộ quyền như sấm, đánh giết xuống. Lớn băng thiên. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thong thả, cũng là một quyền giết ra. Thi triển trước đây không lâu lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Vỡ nói. Nhất thời, cuồng bạo băng diệt đạo pháp hơi thở, ngay tại Diệp Thần trên nắm tay nổ đi ra, không khí từng tầng một sụp đổ, trong ngục dưới lòng đất xiềng xích, gặp phải băng diệt hơi thở cuộn sạch, lập tức liền hóa thành phấn vụn. Phịch, hai quả đấm va chạm, nổ lên làn sóng kinh thiên. Diệp Thần thân thể vững như Thái Sơn, sừng sững không nhúc nhích. Mà hoang cổ đế tiêu, lại bị đẩy lui hai bước. Cái này không thể nào, người thân xác, làm sao sẽ cường hãn đến tình cảnh này. Hoang cổ đế tiêu thần sắc hoảng hốt, chỉ cảm thấy Diệp Thần thân xác, so hắn còn cường hãn hơn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Phải biết, ở thiên hoang địa lão bên trong, hoang cổ đế tiêu am hiểu nhất gần người sát phạt, thân xác đếm hắn cường hãn nhất. Nhưng hiện tại, ở hắn cường hãn nhất lãnh vực, hắn nhưng là bị Diệp Thần đánh bại. Ta là người chủ nhân. Ta cảnh giới, há là một mình ngươi phản đồ có thể hiểu. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, hắn luyện thành Thái Thượng Thiên Ma Thể và Tam Nguyên Thái Nhất Công, lại dung hợp Thánh Ma Thần Mạch, thể chất hạng cường hãn, coi như là hoang cổ đế tiêu, cũng không khả năng so sánh. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần vậy lười được nói nhảm, trực tiếp đại băng diệt một trường, quay đầu vỗ về phía hoang cổ đế tiêu, muốn một trường đánh chết. Diệp Thần huyết mạch, vốn là áp chế hoang cổ đế tiêu. Hiện tại lại chiếm đoạt tiên cơ, một trường băng diệt, thần uy vô địch, đơn giản là tàn bạo. Hoang cổ đế tiêu con ngươi co giúp một cái, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần như thế mạnh mẽ, bề ngoài tu vi tuy chỉ có càn khôn cảnh 5 tầng trời, nhưng chân thực sức chiến đấu sâu không lường được, hắn hoàn toàn không phải địch thủ. Rút lui, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, hoang cổ đế tiêu bàn tay biến dạng hư không, đánh xuyên một cái không gian đường hầm, liền muốn chạy trốn. Rút lui hồi thượng giới thiên cung bên trong đi.
chạy sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bàn tay lăng không một chảo, băng thiên liệt địa kình khí nổ tung đi ra ngoài, lại là trong nháy mắt, liền vỡ vụn vạn nặng hư không, đem chung quanh không gian, toàn bộ oanh được tan thành, đoạn tuyệt Hoang Cổ Đế Tiêu chạy trốn chỗ trống. Cái gì? Hoang Cổ Đế Tiêu cả kinh thất sắc, không gian đường hầm ngay tức thì tán loạn, cũng đã không thể nào chạy trốn. Cho ta chết! Diệp Thần một trưởng giết tới, thanh thế kinh thiên. Hoang Cổ Đế Tiêu sợ vỡ mật, vội vàng giơ lên lông xù bàn tay, muốn đón đỡ. Nhưng là, Diệp Thần băng diệt một trưởng, thế như phá trời, hơn nữa huyết mạch áp chế, nó nơi nào có thể ngăn cản. Ba! Một tiếng vang lặng lẽ. Hoang Cổ Đế Tiêu bàn tay, liên quan đầu, bị Diệp Thần một trưởng đánh được sụp đổ, xúc nguyên vẹn mình khoang bụng bên trong, trạng thái chết dị thường thảm thiết. Phản đồ một cái, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Thần cũng không có gì lưu luyến, thu bàn tay về, đem Hoang Cổ Đế Tiêu thi thể, ném tới Hoàng Tuyền Đồ bên trong đi, cầm tới làm phân bón, tưới Hoang Ma Thiên Kiếm. Hoang Ma Thiên Kiếm mặc dù thời gian ngắn không cách nào vận dụng, nhưng Hoang Cổ Đế Tiêu thi thể giàu gì vậy coi là một chút chất dinh dưỡng. Thanh kiếm này chỉ là non kiếm, muốn chân chánh trưởng thành, còn cần rất dài thời gian. Giết chết Hoang Cổ Đế Tiêu, ngoại giới bầu trời nhưng truyền đến chấn động, tựa hồ vận mệnh đang tức giận, nổi lên ngày tận thế vậy gió bão. Huyền Cơ Nguyệt, có ngon ngươi tự mình hạ xuống, nếu không vô luận ngươi phái ai xuống, cũng là chịu chết. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ý chí dung chuyển chư thiên vũ trụ, truyền đi thượng giới. Giải quyết Hoang Cổ Đế Tiêu, Diệp Thần nhanh chóng trên đất trong cung tìm đại năng chân thân tung tích. Nhưng là, tìm khắp toàn bộ Huyền Thiên Kiếm mộ phần, Diệp Thần cũng không phát hiện một cái luân hồi đại năng. Tất cả phòng giam, đều là trống không, không có ai tồn tại. Đáng chết, người đều bị Huyền Cơ Nguyệt rời đi. Diệp Thần cắn răng, sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Hắn cảm giác được, Huyền Thiên Kiếm trong mộ còn sót lại trước các đại năng thiên cơ hơi thở, hẳn rời đi không bao lâu. Hiển nhiên, Huyền Cơ Nguyệt cũng là đầu óc người sáng suốt vật, mưu lự sâu xa. Lần trước ở Nguyên Thiên Viện, Huyền Cơ Nguyệt bị Diệp Thần bày một đạo, cảm giác sâu sắc Diệp Thần mạnh mẽ, còn có trưởng thành nhanh, mình đã không áp chế được hắn, chủ khách nghịch chuyển, công thủ biến đổi tình thế, đã thành định cục. Dưới sự bất đắc dĩ, Huyền Cơ Nguyệt rời đi liền tất cả luân hồi đại năng, tránh tổn thất lớn hơn. Trước kia Huyền Cơ Nguyệt là công thế, khắp nơi gây khó khăn Diệp Thần. Nhưng hiện tại, Diệp Thần quật khởi quá nhanh, ở đồ sát thánh trong đại hội, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên hai người giết lẫn nhau, lại bị Diệp Thần được lợi quá nhiều. Dưới mắt thế công nghịch chuyển, đến phiên Huyền Cơ Nguyệt phòng thủ, nàng cần thời gian khôi phục. Rời đi luân hồi đại năng, dĩ nhiên là một bước phòng thủ tốt cờ, để cho Diệp Thần rất là khó giải quyết. Tiện nhân kia, rốt cuộc cầm luân hồi đại năng rời đi đi nơi nào? Diệp Thần mở cực ma chi đồng, hết tầm mắt thấy rõ, nhưng chỉ thấy thế giới cuối, đứng sừng sững một cái cự kiếm, chính là Thần La Thiên Kiếm. Thần La Thiên Kiếm huy hoàng kiếm quang, ánh chiếu vũ trụ, vậy cơ hồ sáng mù Diệp Thần ánh mắt, bất kỳ thiên cơ nhân quả cũng không nhìn thấu. Hiển nhiên, Huyền Cơ Nguyệt biết Diệp Thần lợi hại, dùng Thần La Thiên Kiếm phòng thủ, diệt sạch Diệp Thần thấy rõ. Trong truyền thuyết tám đại thiên kiếm, cầm cầm đều có nghịch thiên oai, giá trị không cách nào tưởng tượng, trừ sát phạt ác liệt, ở ngăn cách thiên cơ, chặt đứt nhân quả rình rập phương diện, cũng có tốt vô cùng hiệu quả. Cho dù là Diệp Thần, vậy không có biện pháp đột phá Thần La Thiên Kiếm phòng tuyến, dòm ngó gặp luân hồi các đại năng vị trí. Hiện tại Huyền Thiên Kiếm trong mộ luân hồi đại năng, đều bị Huyền Cơ Nguyệt rời đi, Diệp Thần cũng không biết rời đi đi địa phương nào. Huyền Cơ Nguyệt bước cờ này, phòng ngự được giọt nước không lọt, Hoang Cổ Đế Tiêu là nàng thử cần phải tay, đã dò xét ra Diệp Thần thực lực, sau này nàng phòng thủ, sẽ hơn nữa chu đáo, sẽ không cho Diệp Thần bất kỳ cơ hội. Diệp Thần chỉ cảm thấy có một bức tường, vắt ngang ở trước mặt mình. Rất nhiều luân hồi đại năng, bị Huyền Cơ Nguyệt cầm ở trong tay, thành một tấm đòi mạng lá bài tẩy. Chỉ cần luân hồi đại năng còn không giải cứu ra, Diệp Thần thì phải ném chuột sợ vỡ mình. Được, rất tốt, Huyền Cơ Nguyệt, thật là thủ đoạn, ta vẫn là khinh thường ngươi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, nội tâm vậy nhanh chóng tỉnh táo lại. Huyền Cơ Nguyệt có thể trở thành thượng giới bá chủ, tự nhiên có độc đáo địa phương, Diệp Thần là có chút nóng nảy, cũng có chút khinh địch. Hiện tại luân hồi các đại năng, bị Huyền Cơ Nguyệt rời đi,
ngược lại là tạt Diệp Thần một chậu nước lạnh, để cho hắn nhanh chóng tỉnh hồn lại. Hắn phải đối mặt kẻ địch, tuyệt không phải cái gì hạng người bình thường. Một khi Huyền Cơ Nguyệt, từ đồ sát thánh đại hội tổn thất bên trong khôi phục như cũ, vậy Diệp Thần đem lần nữa đối mặt tai họa ngập đầu. Chắc có điểm đầu mối lưu lại, không thể nào một chút dấu vết cũng không có. Tỉnh táo lại sau đó, Diệp Thần cứ tiếp tục ở Huyền Thiên Kiếm trong mộ thăm dò, không có thả qua một xó xỉnh. Như thế nhiều luân hồi đại năng, toàn bộ bị rời đi, luôn sẽ có một chút dấu vết lưu lại. Diệp Thần cũng không hết hy vọng, liền liền thăm dò, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc, Diệp Thần ở ngày xưa tống giam Nguyệt Hồn Ma Nữ trong phòng giam, tìm được một cái tóc. Là Nguyệt Hồn Ma Nữ lưu lại tóc. Điều này tóc, phía trên có một tầng nhàn nhạt cấm chế, tầng này cấm chế rất mỏng, Diệp Thần tùy thời đều có thể mở ra. Nhưng cầm đến tóc trong nháy mắt, Diệp Thần liền bắt được Nguyệt Hồn Ma Nữ ý chí. Huyền Cơ Nguyệt sau lưng, còn ngoài ra cất giấu bí mật kinh thiên. Ta đang đột phá thủy nguyên cảnh trước, dù sao cũng không nên đi cứu những thứ này luân hồi đại năng. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, Nguyệt Hồn Ma Nữ lưu lại ý chí, vô cùng đạm bạc, tựa hồ sợ bị nữ hoàng thiên cung người phát hiện, thật may Diệp Thần thấy rõ thần thông cường hãn, mới miễn cưỡng bắt được. Điều này tóc bên trong, Nguyệt Hồn Ma Nữ lưu lại nhắc nhở, nói Huyền Cơ Nguyệt sau lưng còn cất giấu bí mật, lần này rời đi, sự quan trọng đại, nàng kêu Diệp Thần không nên tùy tiện nhúng tay. Chí ít, đang đột phá thủy nguyên cảnh trước, không nên nhúng tay, nếu không sẽ có bất trắc họa. Cái này lý thuyết là cảnh giới, cũng không phải là thực lực chân thật. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, rất muốn đánh vỡ Nguyệt Hồn Ma Nữ tóc cấm chế, trực tiếp rình dập sau lưng bí mật, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn vẫn là nhịn được. Nguyệt Hồn Ma Nữ tiền bối lưu lại đầu mối, sự việc luôn có biện pháp giải quyết, ta nghe vẫn là nàng, cùng đột phá tới thủy nguyên cảnh, suy nghĩ thêm cứu đại năng chuyện. Diệp Thần quyết định chủ ý, đem Nguyệt Hồn Ma Nữ tóc, quấn quanh ở mình ngón trỏ trái trên. Chờ sau này đột phá tới thủy nguyên cảnh, hắn liền có thể đánh vỡ trên tóc cấm chế, dọc theo cái đầu mối này, rình dập đến luân hồi các đại năng, bây giờ bị tống giam vị trí. Bất quá hiện tại, còn chưa tới thời điểm. Diệp Thần thực lực, chỉ có càn khôn cảnh 5 tầng thiên mà thôi, khoảng cách thủy nguyên cảnh còn có không thiếu khoảng cách. Các vị tiền bối, chờ ta. Diệp Thần trong lòng âm thầm thề, lúc này rời đi Huyền Thiên Kiếm mộ phần. Thằng nhóc, như thế nào? Ra Huyền Thiên Kiếm mộ phần, Thái Huyền Trận Hoàng tỉnh lại, vội vàng hỏi. À! Diệp Thần than thở một tiếng, đem Huyền Thiên Kiếm trong mộ sự tình phát sinh, đơn giản hướng Thái Huyền Trận Hoàng nói một lần. Lại có thể bị rời đi, Huyền Cơ Nguyệt như thế sợ ngươi, liền chính diện tỉ thí dũng khí cũng không có. Thái Huyền Trận Hoàng một hồi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, Huyền Cơ Nguyệt sẽ đi một bước phòng thủ cờ. Xem ra hiện tại nữ hoàng thiên cung, nguyên khí hao tổn vẫn là quá nghiêm trọng, còn chưa đi ra đồ sát thánh đại hội bóng mờ, liền Huyền Cơ Nguyệt này các đại nhân vật, đều phải bị ép thao quang dưỡng hối. Tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thần cười khổ một tí, muốn nghe một chút Thái Huyền Trận Hoàng ý kiến. Thái Huyền Trận Hoàng cau mày nói, nếu Nguyệt Hồn Ma Nữ, kêu ngươi đến thủy nguyên cảnh rồi quyết định, vậy ngươi trước tu luyện nói sau, cùng đột phá thủy nguyên cảnh suy nghĩ thêm. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói tiền bối, Huyền Cơ Nguyệt sau lưng ẩn núp bí mật, rốt cuộc là cái gì? Thần La Thiên Kiếm, chẳng lẽ còn không phải nàng lá bài tẩy? Ta không thể nói, ngươi cũng đừng hỏi. Cùng thời cơ đã đến, người tự nhiên biết rõ. Thái Huyền Trận Hoàng cũng không có trả lời thẳng Diệp Thần vấn đề, cái vấn đề này, tựa hồ là một cái cấm kỵ. Diệp Thần nhìn Thái Huyền Trận Hoàng giữ kín như bưng hình dáng, nhất thời nhướng mày một cái, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ điều bí mật này, và cửu thiên thần thuật có liên quan. So cao nhất nguyên binh còn lợi hại hơn, vậy cũng chỉ có cửu thiên thần thuật. Nhưng cửu thiên thần thuật, thế gian chỉ có 9 chồng. Mỗi một loại cũng giá trị ngút trời, một người tu luyện, người khác lại không thể luyện nữa, liền liền kiếp trước luân hồi chi chủ, cũng không có cửu thiên thần thuật, chẳng lẽ Huyền Cơ Nguyệt lại có? Diệp Thần không dám tưởng tượng, cửu thiên thần thuật uy lực, chỉ có thể dùng nghịch thiên hai chữ hình dạng, nếu như Huyền Cơ Nguyệt nắm giữ cửu thiên thần thuật mà nói, vậy hắn liền nguy hiểm. Thôi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng sẽ không ngẫm nghĩ cái vấn đề này. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt chọn lựa thế thủ, hắn vậy không cần phải tiến công, nếu không một khi xảy ra chuyện không may,
hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dẫu sao, rất nhiều luân hồi đại năng, còn nặn ở Huyền Cơ Nguyệt trong tay. Và Huyền Cơ Nguyệt tranh đấu, có thể tạm thời chậm một chút. Hiện tại, Diệp Thần tâm tư, lần nữa trở lại Minh Long thần tộc trên mình. Minh Long thần tộc, mới là trước mắt nhất giết người mũi nhọn, đáng sợ nhất uy hiếp. Mặc dù Diệp Lạc Nhi, đã bị Diệp Thần đưa cho Thái Huyền trận môn, có Tu La Ma Thần bảo vệ, trong thời gian ngắn không sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là, Tu La Ma Thần chỉ có thể bảo vệ Diệp Lạc Nhi mấy tháng, một khi Minh Long thần tộc đi sâu vào điều tra, sớm muộn có thể tra được Thái Huyền trận trên đầu cửa, đến lúc đó, khai chiến không thể tránh khỏi. Minh Long thần tộc, không thể nào thả qua Diệp Lạc Nhi. Bởi vì, Diệp Lạc Nhi trong huyết mạch, ẩn chứa một môn động trời thần thông, Long Thần Phá Thiên Quyết, trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần Thuật. Này cùng nghịch thiên thần thuật, Minh Long thần tộc tự nhiên không thể nào thả qua. Ta phải nhanh lên một chút đi thiên nhân vực, và Lạc Nhi hội hợp. Thuận tiện tiếp trưởng Thái Huyền trận môn. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong lòng có quyết định. Tu La Ma Thần khổ khổ chống đỡ, đã đau khổ mấy chục ngàn năm, cũng là thời điểm để cho hắn giải thoát. Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên một chút đi thiên nhân vực, để cho Tu La Ma Thần giải thoát, hắn đón lấy Thái Huyền trận môn, gánh vác bảo vệ Diệp Lạc Nhi trách nhiệm nặng nề. Cùng lúc đó, thiên nhân vực. Diệp Lạc Nhi bị núp ở Thái Huyền trận môn, Tu La Ma Thần dùng các loại trận pháp che đậy thiên cơ, bảo vệ nàng. Minh Long thần điện nhiều lần điều tra, từ đầu đến cuối không tìm được Diệp Lạc Nhi bóng người, có vẻ nóng nảy. Hơn nữa, Diệp Thần trước không nói võ đức, hung hăng thất bại Phong Vô Cực, vậy thất bại Minh Long thần điện kiêu căng. Hiện tại Minh Long thần trên điện hạ, chỉ muốn nhanh lên một chút bắt Diệp Lạc Nhi, lại thi triển con tin dụ bắt kế sách, liên quan đem Diệp Thần vậy dẫn dụ đi ra giết chết. Một phần lệnh truy nã, từ Minh Long trong thần điện phát ra, trực tiếp truyền đi bốn đại vực. Minh Long thần điện vận dụng mình quan hệ, trên dưới thu xếp liên lạc, lại lần phát lệnh truy nã, muốn đuổi giết Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần ở Dương Chân Vực, vậy nhận được Diệp Lạc Nhi lệnh truy nã, nhất thời chân mày nhíu chặt. Không thể kéo dài được nữa, ta phải lập tức chạy tới Thiên Nhân Vực, và Lạc Nhi hội hợp. Diệp Thần cắn răng, hắn tối đa chỉ có 3 tháng thời gian, 3 tháng sau, Thái Huyền trận môn liền không chịu nổi, tuyệt đối sẽ bại lộ Diệp Lạc Nhi vị trí. Có thể trước thời hạn một ngày đi thiên nhân vực, vậy dĩ nhiên là trước thời hạn một ngày tốt. Nhưng mà, Minh Long thần điện tựa hồ vậy điều tra được rất nhiều bí mật, suy diễn đến Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi đã tách ra, biết Diệp Thần còn không bước vào thiên nhân vực. Cho nên, hiện tại vực ngoại các thế lực lớn, cũng nhận được Minh Long thần điện phát thiếp. Minh Long thần điện khẩn cầu các thế lực lớn, trong thời gian ngắn không muốn đón thêm dẫn Dương Chân Vực thiên tài phi thăng. Nói rõ là muốn gảy tuyệt Diệp Thần bước vào thiên nhân vực con đường, muốn chia nhau kích phá. Chút mặt mũi này, tất cả đại tông môn thế lực, dĩ nhiên là muốn bán cho Minh Long thần điện. Cho nên, Diệp Thần lại đi tìm rất nhiều có giao tình môn phái, hy vọng có thể đạt được phi thăng tiến cử cơ hội, đều bị Uyển Ngôn cự tuyệt, khắp nơi đụng vách tường. Minh Long thần điện là muốn ép tuyệt ta à? Diệp Thần cắn răng, tự nhiên biết là Minh Long thần điện đang giở trò. Lấy hắn tư chất và tu vi, tại chưa có Diệp Lạc Nhi liên lụy hạ, hoàn toàn có thể một người phi thăng, tất cả đại môn phái vậy sẽ hoan nghênh hắn. Nhưng hiện tại, bởi vì có Minh Long thần điện phát thiếp, các thế lực lớn cũng tạm hoãn liền tiến cử thiên tài kế hoạch, Diệp Thần tự nhiên vậy không thuận lợi phi thăng cơ hội. Thái Huyền tiền bối, ngươi nhưng có biện pháp giải quyết. Diệp Thần nhưng cảm thấy vô cùng khó giải quyết, nếu như khó chịu điểm phi thăng đi thiên nhân vực mà nói. Sợ rằng không giải cứu kịp Diệp Lạc Nhi. Một khi Diệp Lạc Nhi xảy ra chuyện, vậy có thể gặp phiền toái. Hiện tại bình thường phi thăng đi thiên nhân vực đường xá, đã bị Minh Long thần điện đoạn tuyệt, Diệp Thần phải lại quá mức tìm những biện pháp khác. Thái Huyền Trận Hoàng nghe được Diệp Thần câu hỏi, do dự một hồi, tựa hồ có chỗ cố kỵ, cuối cùng chậm rãi nói, Minh Long thần điện không cách nào cái tay che trời, không thể nào tất cả thế lực cũng tạm hoãn dẫn nhập thiên tài, hẳn còn có cái khác thế lực. Còn nữa, Minh Long thần điện chủ muốn nhằm vào vẫn là Dương Chân Vực, có lẽ những địa phương khác có cơ hội nói không chừng. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến một chỗ, hắn lập tức vận dụng cực ma chi đồng. Ngay tức thì phát hiện, cơ hội ở Quế Gia. Chẳng lẽ Quế Gia có biện pháp? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp biến dạng hư không đi. Rất nhanh, Diệp Thần bước chân dừng lại,
mới vừa tiến vào Quế gia, Diệp Thần chính là thần sắc động một cái, từ Quế gia bên trong, cảm nhận được liền một cổ quen thuộc hơi thở. Thân hình hắn chớp mắt, liền đi tới phòng khách bên trong, chỉ gặp một tên khí chất ưu nhã cô gái, đang ngồi ở trong sảnh thưởng thức trà, cô gái này, bất ngờ là bữa trước tinh các Tần Tử Vi. Tần Tử Vi gặp Diệp Thần trở về, mỉm cười nói, Diệp công tử. Diệp Thần đối với Tần Tử Vi gật đầu một cái nói, Tần tiên tử, ngươi làm sao tới? Tần Tử Vi ánh mắt nhỏ tránh nói, Diệp công tử, lấy ngươi trạng thái bây giờ, ta cảm thấy, có một số việc ngươi hẳn biết. Một phòng yên tĩnh bên trong, Diệp Thần cùng Tần Tử Vi ngồi đối diện nhau. Diệp Thần nhìn Tần Tử Vi, có chút không hiểu hỏi, Tần tiên tử, ngươi nói có một số việc ta hẳn biết, là chuyện gì? Tần Tử Vi mỉm cười nói, Diệp công tử, ngươi phải chăng chuẩn bị tiến vào thiên nhân vực? Diệp Thần đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, không sai, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời còn không có đầu mối, Tần tiên tử có thể hay không dạy bảo. Tần Tử Vi đến từ vực ngoại thiên tinh các, chính là dương chân vực lớn nhất tổ chức tình báo một trong, chắc hẳn, dù là Minh Long thần tộc quấy nhiễu, nàng nhất định sẽ có để cho mình tiến vào thiên nhân vực phương pháp. Tần Tử Vi nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề, trên thực tế, lần này, ta chính là vì thế tới. Nhưng ở này trước, có chuyện ta cần trước hướng Diệp công tử thuyết minh. Diệp Thần có chút hiếu kỳ nói, chuyện gì? Tần Tử Vi nhìn Diệp Thần, mắt đẹp chớp động nói, Diệp công tử, người cùng thiên nhân vực thế lực phải chăng từng xích mích? Diệp Thần con người co giúp một cái, sau một hồi trầm mặc, vẫn gật đầu một cái nói, ta cùng không thiếu thiên nhân vực thế lực cũng đã có tiết, trong đó Minh Long thần điện hẳn coi như là một. Ở Diệp Thần trong lòng, tự nhiên cho rằng Tần Tử Vi nói đúng Minh Long thần tộc. Nhưng mà Tần Tử Vi nhưng thần bí lắc đầu một cái, ta muốn hỏi cũng không phải là Minh Long thần tộc, mà là Lãnh gia. Diệp Thần thần sắc ngẩn ra, Lãnh gia. Hắn dĩ nhiên biết Lãnh gia, từng ở thần quốc nhiều lần cùng vực ngoại phủ xuống Lãnh gia mâu thuẫn. Bất quá làm Diệp Thần tiến vào vực ngoại sau đó, liền rất ít có Lãnh gia tin tức. Diệp Thần còn lấy là Lãnh gia bất quá là Tinh Tuyền vực, thậm chí Dương Chân vực gia tộc nhỏ, coi mình quật khởi sau đó, cũng không dám xúc phạm, cho nên Diệp Thần vậy không suy nghĩ nhiều. Có thể giờ phút này, Diệp Thần đột nhiên cảm giác, cái này Lãnh gia ở vực ngoại tuyệt đối không thể nhỏ coi. Sở dĩ Lãnh gia phía sau không có đối với tự mình ra tay, có thể chính là bởi vì thiên nhân vực thế lực hạ xuống những vực khác cũng sẽ phải chịu quy tắc áp chế. Diệp Thần tỉnh táo lại, vẫn gật đầu, không sai, ta cùng Lãnh gia có cửu oán. Ngày này tinh các, quả nhiên thủ đoạn thông thiên, lại là liền hắn cùng Lãnh gia thủ oán, cũng tra ra được, nếu Tần Tử Vi đã nhắc tới Lãnh gia, giấu giếm nữa vậy không có ý nghĩa gì. Tần Tử Vi cười nói, Diệp công tử không cần hiểu lầm, Diệp công tử cùng Lãnh gia sự việc, chúng ta thiên tinh các cũng không có hứng thú, sở dĩ nhắc tới Lãnh gia, nguyên nhân rất đơn giản. Diệp công tử có biết, Lãnh gia tại sao đến bây giờ còn không đối với Diệp công tử ra tay? Diệp Thần nghe vậy, trong mắt cũng là hiện lên vẻ nghi hoặc, lắc đầu một cái. Hôm nay, hắn ở vực ngoại có thể nói cũng coi là có chút tên tuổi, Lãnh gia làm sao sẽ không biết hắn tồn tại. Có thể, cho tới hôm nay, hắn vẫn không có gặp phải Lãnh gia người đối với hắn xuất thủ tình huống. Tần Tử Vi ngưng tiếng nói, bởi vì, Lãnh gia những năm gần đây đang toàn lực thu phục một tòa Nguyên Linh Sơn. Mà đây Nguyên Linh Sơn, đem danh xưng là vực ngoại trọng yếu nhất tài nguyên cũng không quá đáng, so với Nguyên Linh Sơn thủ oán gì cũng không trọng yếu. Diệp công tử có biết, Nguyên Linh Sơn là cái gì? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, nghe nói là một loại có linh trí linh sơn. Có thể sinh ra nguyên linh hơi thở cùng nguyên linh hạt giống. Hắn từng nghe Huyền Hàn Ngọc giải thích qua, nhưng, cụ thể cũng không được rõ. Tần Tử Vi có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn gật đầu một cái nói, không sai, bất quá cái này Nguyên Linh Sơn lớn nhất giá trị nhưng là chế tạo đạo tinh. Đạo tinh, cái này vậy là cái gì? Tần Tử Vi nói, Diệp công tử mời xem. Tiếp theo, cổ tay nàng lộn một cái, một quả sắc thành rưỡi thải, vô cùng là hoa mỹ tinh thạch xuất hiện ở trong tay của nàng. Diệp Thần nhìn tinh thạch, không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ, tinh thạch này bên trong, hàm chứa vô cùng là linh lực tinh thuần, mấu chốt nhất là... Không chỉ là linh lực, trừ cái này ra, còn có cuồn cuộn thiên đạo hơi thở. Chỉ là liếc mắt nhìn, hắn cũng biết cái này tinh đối với võ giả mà nói là khó có thể tưởng tượng thứ tốt. Thậm chí đối với tại tưới hoang ma thiên kiếm,
cũng có tác dụng cực lớn. Lần trước đánh một trận, Hoàng Ma Thiên Kiếm bắt đầu thuộc về trạng thái ngủ say, nếu như đạt được đầy đủ đạo tinh, Hoàng Ma Thiên Kiếm tất nhiên sẽ có thay đổi cực lớn. Cái này tinh, đơn giản là đổi mới Diệp Thần võ đạo suy nghĩ bảo vật. Tần Tử Vi nhìn trong tay đạo tinh nói, Diệp công tử, võ giả một khi bước vào còn chân cảnh sau đó, bất luận thiên phú như thế nào nghịch thiên, hắn tu hành tốc độ, cũng tất nhiên sẽ thật to hạ xuống. Cái gọi là còn thật chính là cùng đạo trời vận tương hợp, cái này, không chỉ cần có vô cùng là tinh thuần linh khí, trọng yếu nhất, vẫn là phải có bữa đạo hơi thở tiến hành phụ trợ. Cho nên, đạo tinh đối với còn chân cảnh võ giả, có thể nói là không thể hoặc thiếu vật. Cho ví dụ, nếu như nói, chúng ta thân thể là một khối ngọc thô chưa mài giũa, tu luyện liền đem chúng ta thân thể điêu khắc thành hình quá trình, mà đạo tinh chính là sắc bén khắc kiếm. Không có đạo tinh, chúng ta giống như là ở tay không điêu khắc thân thể, hắn chênh lệch có thể tưởng tượng được. Tần Tử Vi lại là hỏi, Diệp công tử, người trước đây nhưng mà đi Huyền Yêu nhất tộc thánh địa. Không sai. Tần Tử Vi nói, Huyền Yêu nhất tộc có thể nói được trời ưu đãi, nhưng tổng thể thực lực mà nói, cùng ta nhân tộc lại có chênh lệch không nhỏ, Diệp công tử có biết tại sao không? Diệp Thần nhìn Tần Tử Vi trong tay đạo tinh nói, chẳng lẽ, chính là bởi vì cái này tinh? Không tệ. Tần Tử Vi nói, có cái này Nguyên Linh Sơn, nhân tộc liền có thể hoàn mỹ đền bù còn chân cảnh sau đó cùng Huyền Yêu nhất tộc tốc độ tu luyện chênh lệch, thậm chí, Huyền Yêu nhất tộc cũng không khỏi không bỏ ra vô cùng là ngẩng cao giá phải trả, cùng ta nhân tộc giao dịch đạo tinh. Mà Nguyên Linh Sơn, trên bản chất là thiên đạo thai sinh vật, bên trong sinh ra nguyên linh hạt giống, chính là luyện chế đạo tinh cần thiết vật liệu. Cái này tinh, cũng là Diệp công tử tương lai tu hành phải vật. Diệp Thần sắc mặt bộc phát rung động, nho nhỏ này đạo tinh có thể nói là đủ để lật đổ toàn bộ võ đạo thế giới cách cục chí bảo. Cũng khó trách, lãnh gia sẽ vì thu phục Nguyên Linh Sơn, mà tạm thời đối hắn chẳng ngó ngàng gì tới. Bất quá, đối với Tần Tử Vi nói, cái này tinh chính là phải vật, Diệp Thần nhưng là có chút xem thường. Đạo tinh đối với vậy võ giả quả thật cực kỳ trọng yếu, nhưng, đối với Diệp Thần nhưng là có cũng được không có cũng được. Tại sao? Thử nghĩ, một người ở còn không có bước vào còn chân cảnh, thậm chí, còn chân cảnh đều không phải là lúc đó, liền có thể có luyện đạo vết ấn và cao nhất nguyên binh, như vậy, hắn khắc kiếm nên có bao nhiêu sắc bén. Mà Diệp Thần chính là như vậy tồn tại à? Lấy hắn thể chất, luyện hóa hết thảy có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay, mà xa xa không giống những võ giả khác như vậy, mất đi đạo tinh, giống như ở tay không điêu khắc ngọc thạch. Có thể nói, hắn trời xanh liền có một chuôi thậm chí có thể so với đạo tinh càng sắc bén khắc kiếm. Đạo tinh có lẽ có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn, nhưng, đối với hắn mà nói càng tương tự với mài kiếm thạch giống vậy tồn tại, cũng không phải là nhu phẩm cần thiết. Có thể, ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc thanh âm nhưng ở Diệp Thần trong đầu vang lên nói, Diệp Thần, ngươi có phải hay không cảm thấy cái này tinh ngươi không dùng được? Không sai. Ngươi nghĩ như vậy, ngược lại cũng hợp lý, dẫu sao, ngươi thể chất chân thực quá biến thái, đạo tinh đối với ngươi mà nói có cũng được không có cũng được, nhưng, cái này tinh vậy tuyệt không phải vật vô dụng. À, Diệp Thần nhất thời hứng thú nói, Huyền tiên tử, lời này hiểu thế nào? Huyền Hàn Ngọc nói, ngươi quên, ngươi Hoàng Ma Thiên Kiếm. Hoàng Ma Thiên Kiếm cần kinh khủng dường nào tài nguyên đống triệt, ngươi hẳn rất rõ ràng, bỏ ra Hoàng Ma Thiên Kiếm, ngươi đừng quên bên trong cơ thể ngươi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc mặc dù nghịch thiên, nhưng, muốn cho hắn tăng lên thực lực, có thể cũng không phải là một kiện đơn giản chuyện, chẳng lẽ, ngươi còn muốn khắp thế giới là hắn tìm cao cấp yêu máu. Coi như ngươi nguyện ý, yêu tộc vậy sẽ không đồng ý, loại nào đó trình độ mà nói, yêu thú vậy coi là yêu tộc nửa đồng tộc. Vì vậy, cái này tinh tuyệt đối là để cho Tiểu Hắc và Hoang Ma Thiên Kiếm tăng lên thực lực tuyệt cao vật. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng. Hoang Ma Thiên Kiếm cần tài nguyên, Hoang Ma Thiên Kiếm càng mạnh, hắn liền càng mạnh. Tiểu Hắc hóa là hắn bổn mạng yêu thú sau đó, đối với hắn mang tới chỗ tốt, có thể nói quá lớn. Nếu như Tiểu Hắc có thể thực lực bạo tăng, thậm chí, tiến hóa vân. Vân, như vậy hắn thực lực, sợ rằng còn muốn sinh ra biến chất. Đồng thời, lòng hắn bên trong đối với Tiểu Hắc đánh giá lại lần nữa dương cao một phần. Đạo tinh tuy tốt, có thể cũng không phải ai cũng có thể sử dụng được à. Muốn luyện hóa đạo tinh, khởi bước cũng phải có còn chân cảnh tu vi,
cho dù là một ít cực kỳ yêu nghiệt cũng cần còn chân cảnh mới có thể sử dụng. Thiên đạo hơi thở, cũng không phải là ai cũng tiêu chịu được à. Còn như Diệp Thần như vậy siêu thoát lẽ thường tồn tại, dĩ nhiên là muốn chớ bàn những thứ khác. Mà tiểu hắc đâu? Vừa sanh ra, liền có thể đem thiên đạo hơi thở thành tựu chất dinh dưỡng. Loại nào đó ý nghĩa trên mà nói, hắn cùng Diệp Thần thậm chí có thể là cùng một đẳng cấp tồn tại à. Đều là siêu thoát lẽ thường siêu cấp biến thái. Mà hiện tại, tiểu hắc là Diệp Thần bổn mạng yêu thú, tiểu hắc tiềm lực thì chẳng khác nào Diệp Thần tiềm lực. Siêu thoát lẽ thường trên siêu thoát lẽ thường. Tương lai Diệp Thần có nhiều nghịch thiên có thể tưởng tượng được. Liền Diệp Thần mình đều có chút hưng phấn, cái này tinh, hắn chí ở tất được. Thấy Diệp Thần một lát thần sắc nhàn nhạt, một lát lại cực kỳ bộ dáng hưng phấn, Tần Tử Vi không khỏi được mặt lộ vẻ cổ quái hỏi, Diệp công tử, có vấn đề gì không? Diệp Thần nghe vậy, ho nhẹ một tiếng nói, không có sao, cái này tinh, ta cảm thấy rất hứng thú, Tần tiên tử mời nói tiếp nói. Lấy tâm tính của hắn, mới vừa đều có chút thất thố. Tần Tử Vi đem vậy đạo tinh thu hồi nói, đạo tinh, tuy là chí bảo, nhưng, chế tạo đạo tinh nhưng vô cùng là khó khăn, trọng yếu nhất chính là hôm nay vực ngoại bên trong, bị thành công thu phục Nguyên Linh Sơn, tổng cộng chỉ có 5 tòa. Nói cách khác, cái này tinh trên thực tế hoàn toàn nắm ở 5 cái thế lực trong tay, mà đây 5 cái thế lực, bị thiên nhân vực người, gọi là trời điện. Thiên nhân vực thế lực mặc dù cực kỳ phức tạp, nhưng cái này 5 đại thiên điện, mỗi một cái cũng không có so mạnh mẽ. Thiên nhân vực hết thảy tông môn, gia tộc, muốn có được đạo tinh, thì nhất định phải đối với cái này 5 đại thiên điện lấy lòng và giao dịch. Dù là Minh Long thần điện cũng không ngoại lệ. Diệp Thần chân mày khều một cái nói, so Minh Long thần điện còn mạnh hơn. Tần Tử Vi gật đầu nói, Minh Long thần điện, quả thật rất cường đại, nhưng, vậy chỉ là so với vậy thế lực mà nói, cùng vậy 5 đại thiên điện, căn bản không thể so sánh. Cái gì gọi là thiên điện? Thiên điện, chính là những thế lực kia muốn nắm giữ chúng sanh, Minh Long thần điện mạnh hơn nữa, cũng là chúng sanh một trong, chỉ cần còn lệ thuộc vào đạo tinh, ở 5 đại thiên điện trước mặt, nói được khó nghe một chút, vẫn là thuộc về thế yếu. Lần này Minh Long thần điện không cho phép dẫn người phi thăng thiên nhân vực, thiên điện bọn họ tự nhiên nói không nhúc nhích, 5 đại thiên điện cũng sẽ không nghe Minh Long thần tộc, dĩ nhiên, còn có một cái ngoại lệ. Chính là Lãnh Gia. Nếu như Lãnh Gia, lần này có thể chân chính thu phục tòa kia Nguyên Linh Sơn, như vậy, liền sẽ trở thành là thứ 6 đại thiên điện, ở vực ngoại địa vị đem phát sinh biến chất. Diệp Thần ánh mắt không ngừng lóe lên, đối với vực ngoại thế cục có toàn nhận thức mới. Tần Tử Vi tiếp tục nói, Diệp công tử, vậy Dương Chân vực võ giả có thể tiến vào thiên nhân vực, đã là được trời ưu đãi, bọn họ phần lớn không có tư cách đi chọn mình gia nhập như thế nào thế lực. Tức liền đến thiên nhân vực, nhất sự vô thành, cũng đã thắng được Dương Chân vực những võ giả khác gấp trăm ngàn lần. Nhưng, người không giống nhau, Diệp công tử tư chất, có thể nói là ta thiên tinh các thành lập tới nay, biết yêu nghiệt bên trong nhất là sợ hãi tồn tại. Cho dù đặt ở thiên nhân vực, cũng là cao cấp bên trong cao cấp. Cho nên, Diệp công tử cần chính là một cái đủ để cho người phát huy tiềm lực khởi điểm. Mà không phải là xem cái khác người phi thăng vậy, vì một hai khối đạo tinh. Liều sống liều chết, chung cả đời cũng chưa chắc có thể tăng lên mấy cảnh giới. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc cũng là chỉnh trọng đứng lên, tốt khởi điểm đối với hắn tương lai phát triển quá trọng yếu. Huống chi, Diệp Thần hiện tại rất thiếu thời gian, Diệp Lạc Nhi có thể 3 tháng sau cũng sẽ bị Minh Long thần điện phát hiện. Hắn đối với Tần Tử Vi trầm giọng nói, mời Tần cô nương chỉ điểm. Tần Tử Vi bên trong, thần mang chớp mắt nói. Diệp công tử ở thiên nhân vực có thể có thế lực che chở. Diệp Thần suy nghĩ một chút, vẫn là đúng sự thật nói, ta như đi thiên nhân vực, hẳn sẽ đi Thái Huyền Trận Môn. Tần Tử Vi nghe được Thái Huyền Trận Môn, khẽ cau mày, Thái Huyền Trận Môn và Minh Long thần tộc thì có không thiếu chênh lệch, nếu như là mấy chục ngàn năm trước, có lẽ coi như mạnh mẽ, bây giờ Thái Huyền Trận Môn, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nếu như Diệp công tử muốn hữu hiệu nhất trước tiên lấy được cái này tinh. Như vậy, trực tiếp gia nhập 5 đại thiên điện dĩ nhiên là công tử tốt nhất lựa chọn. Diệp Thần hơi kinh ngạc nói, 5 đại thiên điện. Căn cứ Tần Tử Vi nói, 5 đại thiên điện ở thiên nhân vực thế lực rất mạnh, lấy cổ đại thế gian tới loại so, chính là hoàng tộc. Loại thế lực này, vậy sẽ rất ít nạp mới. Bởi vì, bọn họ chỉ cần có đạo tinh cũng đủ để ngạo thị hết thảy,
căn bản không có đào tạo cái gì mới một đời cường giả cần thiết, thậm chí có thể phi thăng thái thượng thế giới. Mà có thể thu phục Nguyên Linh Sơn, nắm trong tay đạo tinh, nội tình, thực lực có thể tưởng tượng được. Tần Tử Vi tựa như nhìn thấu Diệp Thần ý tưởng, mở miệng nói, không sai, năm đại thiên điện rất ít nạp mới, nguyên bản cách mỗi 100.000 năm mới sẽ nạp mới một lần, dù vậy, thiên nhân vực yêu nghiệt vẫn là sẽ vì gia nhập năm đại thiên điện mà chen bể đầu. Cái này ý vị như thế nào? Nói cách khác, chỉ có 100.000 năm vừa gặp tầng thứ này thiên tài, mới có tư cách gia nhập năm đại thiên điện. Bất quá, tình huống gần nhất có chút thay đổi. Lãnh gia quật khởi để cho năm đại thiên điện ý thức được, không có thế lực kia có thể làm được chân chính trường thịnh không giảm, vì củng cố tự thân địa vị, gần đây, năm đại thiên điện bắt đầu thường xuyên hấp thu máu tươi mới. Vì chính là ở lãnh gia lên đỉnh thiên điện trước, đem thiên nhân vực yêu nghiệt chiếm đoạt không còn một mống. Diệp Thần gật gật đầu nói, theo ta nói một chút cái này năm đại thiên điện. Tần Tử Vi nói, năm đại thiên điện, mỗi người chiếm cứ thiên nhân vực một cái phương vị, vì vậy cũng là lấy đông nam tây bắc bên trong năm hào phóng vị, tiến hành đặt tên, phân là, Đông Hoàng Thiên Điện, Tây Cực Thiên Điện, Bắc Lăng Thiên Điện, Nam Tiêu Thiên Điện, cùng với bên trong Nguyên Thiên Điện. Mà hôm nay, ta Thiên Tinh Các đã nhận được tin tức, không lâu, Đông Hoàng Thiên Điện đem sẽ bắt đầu ở toàn bộ thiên nhân vực công khai thu nhận môn đồ. Những thứ khác mấy đại thiên điện, mặc dù vậy sẽ thu nạp máu tươi mới, nhưng, sử dụng cũng không phải cái loại này công khai phương thức, mà là do trời điện bên trong sứ giả tự mình tuyển chọn. Diệp Thần nói, cái này công khai nạp mới, sử dụng là vì sao loại hình thức. Hắn thích đem vận mệnh nắm trong tay ở trên tay mình, mà không phải là chờ người khác vừa ý mình. Tần Tử Vi thanh âm, ngay tức thì ngưng trọng nói, Diệp Thần, cho dù là ngươi muốn gia nhập Đông Hoàng Thiên Điện, vậy tuyệt không thoải mái, ngươi phải biết, thiên nhân vực võ giả, tư chất bản thân liền áp đảo cái khác mấy vực võ giả bên trên. Cho dù tùy tiện lấy ra một người, ở Dương Chân Vực cũng có thể nói là nghiền ép hết thảy cường giả. Mà thiên nhân vực võ giả, số lượng cực kỳ to lớn. Tất cả người, vì gia nhập thiên điện, có thể nói đều là chen bể đầu, Đông Hoàng Thiên Điện tự nhiên không thể nào từng cái đi cho bọn họ tiến hành trắc nghiệm, khảo hạch. Cho nên, bọn họ thiết lập có ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa này, chắc hẳn Diệp Công Tử cũng đã nghe nói qua, một cái là thần tinh bảng. Một cái khác, chính là thần thương bảng. Thần thương bảng, thần tinh bảng, hắn biết, có thể thần thương bảng vậy là cái gì? Tần Tử Vi nói, thần tinh bảng, là thiên tuế trở xuống thiên tài hạng, mà thần thương bảng, thì càng tổng hợp, tuổi tác chỉ là một cái trong đó nhân tố, có thể nói, chất lượng cao hơn, có thể trên bảng cũng là cường giả chân chính. Lần này chiêu tân danh ngạch, tổng cộng có 100.000 người, trong đó, thần tinh bảng hạng trước 100 thiên tài, cùng với thần thương bảng hạng trước 10.000 thiên tài có thể tự động lấy được tham gia tư cách, còn dư lại, thì do mỗi cái thế lực lớn đề cử, cùng với, Đông Hoàng Thiên Điện tự chủ mời. Vừa nói, nàng mặt lộ một nụ cười khổ nói, ta Thiên Tinh Các vậy có mấy cái danh ngạch, nhưng, rất đáng tiếc đã bên trong định, mà thần thương bảng hạng trước 10.000 thiên tài toàn bộ thân ở thiên nhân vực, cho nên. Diệp Công Tử, người muốn tham gia lần này Đông Hoàng Thiên Điện chiêu tân, bước đầu tiên, chính là trở thành thần tinh bảng hạng trước 100 thiên tài. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, ta phải làm sao? Hắn biết, Thiên Tinh Các làm được đã quá nhiều, hắn không có trông cậy vào, liền danh ngạch cũng để cho đối phương thay hắn chuẩn bị xong. Tần Tử Vi nói, rất đơn giản, đánh bại thần tinh bảng trên hạng trước 100 thiên tài, trên thực tế, thần tinh bảng hạng trước 100 thiên tài, cũng lớn cũng thân ở thiên nhân vực, bất quá, chúng ta nhận được tin tức, gần đây xếp hạng ở 99 trung hình, đem sẽ đi Dương Chân Vực, đây chính là ngươi cơ hội. Đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho ngươi trung hình chỗ ở vị trí. Khả năng này là ngươi đi thiên nhân vực phương thức hữu hiệu nhất. Vừa nói, Tần Tử Vi giơ tay lên một cái, đem lúc trước vậy cái đạo tinh ném cho Diệp Thần, mỉm cười nói, cái này tinh coi như là ta Thiên Tinh Các đưa cho Diệp Công Tử quà tặng, cầu chúc Diệp Công Tử thành công gia nhập Đông Hoàng Thiên Điện. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, đa tạ. Hắn không hỏi trung hình là thực lực gì, bỏ mặc đối phương là thực lực gì, hắn cũng sẽ chọn đánh một trận. Bởi vì, lần này gia nhập thiên điện cơ hội, Diệp Thần sẽ không bỏ qua, như vậy, thực lực đối phương như thế nào cũng chưa có khác biệt. Tần Tử Vi gật đầu một cái, thân hình chớp mắt liền rời đi Quế Gia. Mà Diệp Thần, thì bắt đầu bế quan, hắn muốn làm hết sức tăng lên thực lực.
Đầu tiên, Diệp Thần liền cắn nuốt đạo tinh, hắn không có lựa chọn đem đạo tinh dùng để đề thăng tiểu hắc thực lực, bởi vì, hôm nay hắn tu vi trên còn có rất lớn lên cao không gian, cho mình lợi nhuận có thể lớn hơn. Hơn nữa, chỉ cần hắn gia nhập thiên điện, cũng không thiếu đạo tinh, đến lúc đó lại cho tiểu hắc chính là. Cái này cái đạo tinh hiệu quả, vậy không để cho Diệp Thần thất vọng, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Diệp Thần trong cơ thể thì có vô cùng biến hóa lớn. Thậm chí mới vừa bước vào 5 tầng thiên vậy cực kỳ ngưng tụ. Ở hướng 6 tầng thiên đi. Linh lực vân, đều có đại phúc tăng lên. Rồi sau đó, Diệp Thần liền bắt đầu nghiên tập tam nguyên thái nhất công, thái thượng thiên ma thể, thánh thể huyền công, hóa thú thần thông, hồn thể võ đạo, cùng với đối với hỗn độn khí diễm vận dụng vân. Vân, tu hành không 5 tháng, nửa tháng thời gian đảo mắt trôi qua, ngày này, Diệp Thần thần sắc động một cái. Từ trong ngực lấy ra một quả ngọc phù. Tần Tử Vi thanh âm rất nhanh ở hắn đầu óc bên trong vang lên. Diệp Thần chậm rãi đứng lên, thân hình chớp mắt, liền từ trong mật thất biến mất. Dương Chân Vực, Hàn Gia. Một tên mặc thanh bào, cặp mắt hẹp dài, màu da trắng nõn thanh niên, đang ngồi ở phòng khách bên trong, dù bận vẫn nhàn thưởng thức linh trà. Mà ở trước mặt, thì đứng một đám lãnh gia cao tầng. Trong ngày thường, cho dù đối mặt Dương Thật 36 phủ đều là vinh mặt hất hàm sai khiến, vô cùng bá đạo Hàn gia cao tầng, giờ phút này, nhưng là hoàn toàn đổi một bộ sắc mặt, mặt đầy tươi cười, khom lưng khuỵu gối. Nếu để cho bất kỳ một người nào Dương Chân Vực người thấy một màn này, sợ rằng, cũng không thể nào tin nổi con mắt của mình. Tại sao? Bởi vì, Hàn gia sau lưng, đứng nhưng mà Hàn Tử Anh à. Mà Hàn Tử Anh chính là tiến vào thiên nhân vực yêu nghiệt. Là ai có tư cách để cho Hàn gia trịnh trọng như vậy đối đãi? Tên thanh niên kia, đối với một đám cười xòa người, tựa như hoàn toàn không có để ý, cho tới khi một bình trà uống cạn liền sau đó, mới đặt ly trà xuống, nhìn về phía Hàn gia đám người. Chạm đến trước thanh niên ánh mắt, Hàn gia đám người lại là rối rít cúi đầu xuống căn bản không dám cùng mắt đối mắt. Thanh niên tựa như khá là hưởng thụ đám người cái loại này đem coi như thần minh giống vậy thái độ, mỉm cười nói, tốt lắm. Các ngươi không cần câu nệ như vậy, ta lần này tới là có chuyện tốt phải nói cho các ngươi. Chuyện tốt, Hàn Mỗi gia chủ Hàn Hướng Khôn, thần sắc động một cái, dè dặt hỏi, dám mời Trung công tử Minh giám. Thanh niên này, chính là thần tinh bảng hạng thứ 99 yêu nghiệt, Trung Hình. Trung Hình mỉm cười mở miệng nói, ta lập tức muốn cùng Tím Anh lập gia đình, bất quá, thành tựu Tím Anh nhà mẹ, các ngươi Hàn gia địa vị chân thực quá thấp, Tím Anh nàng chuyên chú võ đạo. Không rảnh chiếu cố đến chuyện này, vì vậy, bổn công tử quyết định để cho các ngươi Hàn gia địa vị tăng lên, sẽ để cho các ngươi trở thành Dương Chân Vực đệ nhất thế lực đi. Hàn gia đám người nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, rối rít mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Nếu như những người khác nói ra lời như vậy, bọn họ còn chưa muốn tin, có thể Trung Hình nói ra nhưng là tuyệt đối có độ có thể tin à. Tại sao? Bởi vì... Căn cứ Hàn Tử Anh tin tức, Trung Hình chính là một tên còn chân cảnh 5 tầng thiên tồn tại. Như vậy tồn tại, đơn giản là truyền thuyết bên trong truyền thuyết à. Bằng chừng ấy tuổi, ở Dương Chân Vực, nói là chí tôn cũng không quá đáng, để cho bọn họ Hàn gia tăng lên địa vị, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Nếu như nói, Hàn Tử Anh thực lực muốn làm đến một điểm này không thể nào nói, đối với Trung Hình mà nói tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bất quá. Ngay tại lúc này, Trung Hình nhưng là lần nữa mở miệng nói, nhưng, ở chỗ này trước, bổn công tử có chuyện giao thay các ngươi đi làm. Hàn Hướng Khôn vô cùng cung kính nói, công tử mời nói, ta Hàn gia nhất định toàn lực ứng phó, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Trung Hình trong mắt, Hàn mang nhỏ tránh nói, các ngươi Dương Chân Vực thứ nhất yêu nghiệt, tên là Diệp Thần. Đi giúp ta đem thằng nhóc này tìm ra. Trung Hình, rất lâu trước liền thích Hàn Tử Anh, nhưng... Hàn Tử Anh vẫn luôn không có đáp ứng, mà lần này, Trung Hình biết được liền Hàn Tử Anh bất ngờ bị thương tin tức, đối với nàng có thể nói là tỉ mỉ chu đáo, cuối cùng, rốt cuộc cảm hóa liền Hàn Tử Anh, để cho Hàn Tử Anh đáp ứng thả tới giữ hôn sự. Nhưng, có một cái điều kiện chính là giết Diệp Thần. Có thể để cho Trung Hình có chút buồn bực phải, hắn lại không tìm được liên quan tới Diệp Thần tin tức. Hàn Tử Anh thế lực sau lưng có rất nhiều tin tức đường dây, Trung Hình cũng không có. Hàn gia đám người nghe vậy cả kinh, sắc mặt không khỏi có chút hơi khó đứng lên, Diệp Thần là Dương Chân Vực thứ nhất yêu nghiệt, đệ nhất cường giả, nhưng,
so sánh với trung hình, ở bọn họ xem ra cũng bất quá là con kiến hôi thôi. Nhưng, muốn tìm được Diệp Thần vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện à. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử bỗng nhiên ở phòng khách ra vang lên nói, làm sao, người tìm ta có chuyện gì? Đám người nghe vậy, tất cả giật mình, ngay tức thì hướng sau lưng nhìn. Chỉ gặp, một tên thanh niên chậm rãi đi vào phòng khách bên trong, lãnh ra hết thảy phòng vệ đối với hắn mà nói có thể nói giống như không có tác dụng. Người này, bất ngờ chính là Diệp Thần. Hàn gia đám người thấy vậy, ngay tức thì cả kinh, căn bản không có nghĩ tới, Diệp Thần lại sẽ vừa vặn vào lúc này xuất hiện ở chỗ này à. Hàn Hướng Khôn lập tức đối với Trung Hình nói, Trung công tử, hắn chính là Diệp Thần. Mà Trung Hình, giờ phút này đã hưng phấn đứng lên, nhìn về phía Diệp Thần mặt đầy vẻ mừng rỡ như điên, hắn không biết Diệp Thần tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này, nhưng, có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là Diệp Thần chết chắc. Trung Hình cười lạnh nói, thằng nhóc, ban đầu là ngươi tổn thương tím anh. Diệp Thần nhàn nhạt nói, không sai. Ha ha, ngươi ngược lại là rất có dũng khí, ở bổn công tử trước mặt lại vẫn còn thái độ như thế. Diệp Thần nhìn Trung Hình, đáy mắt nhưng là hiện lên vẻ thất vọng, nói thật, hắn vì cuộc chiến đấu này có thể nói làm đủ chuẩn bị, có thể Trung Hình thực lực đối với hắn bây giờ mà nói quá yếu. Trung Hình, 900 tuổi, bất quá là một tên còn chân cảnh 5 tầng thiên tồn tại, hơn nữa, căn cơ còn có chút không yên, như vậy tư chất, đối với người bình thường mà nói vậy coi là vô cùng là nghịch thiên. Nhưng, lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, hắn có tự tin nghiền ép. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi liền cái loại này thực lực, ngươi hy vọng ta thái độ gì? Trung Hình nghe vậy, đáy mắt lóe lên vẻ tức giận, Hàn gia đám người lại là mặt lộ vẻ khó tin. Lúc nào, còn chân cảnh 5 tầng thiên cũng có thể dùng bất quá để hình dung. Nhưng, làm bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, Trung Hình nhưng là không có nổi giận, ngược lại, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi rất tự tin. Đã như vậy, ngươi có dám theo ta tiến vào hư không đánh một trận? Sẽ không mới vừa nói xong huênh hoang xem thường ta, cũng không dám liền chứ? Tại sao phải tiến vào hư không? Ở Dương Chân vực bên trong, võ giả thực lực sẽ phải chịu áp chế, mà hắn đã nghe Hàn Tử Anh nói qua, Diệp Thần thực lực vượt xa cảnh giới. Ở hắn xem ra, đây chính là Diệp Thần lớn nhất sức lực. Dẫu sao, thực lực chỉ cần đạt tới loại nào đó trình độ, ở Dương Chân vực, cơ hồ rất lớn trình độ đã đứng chỗ bất bại. Có thể, hư không nhưng không giống nhau. Trong hư không không có quy tắc hạn chế. Trung Hình mặc dù ngạo, nhưng lại vậy rất cẩn thận. Bất quá, hắn cũng không có trông cậy vào Diệp Thần có thể đáp ứng, cho dù Diệp Thần không tiến vào hư không chiến đấu, Trung Hình vậy có nắm chắc có thể chiến thắng Diệp Thần, dẫu sao Dương Chân vực cùng Thiên Nhân vực võ đạo chênh lệch cực lớn, cùng cấp tồn tại, thực lực cũng không thể như nhau. Quả nhiên, Diệp Thần lắc đầu nói, ta khuyên ngươi, không muốn. Thực lực bị áp chế dưới tình huống, hắn đều có lòng tin trong nháy mắt giết Trung Ly. Huống chi ở trong hư không. Trung Ly nghe vậy, một bộ không ra ta đoán diễn cảm, ở hắn xem ra, Diệp Thần là sợ. Lúc này, Trung Ly cười lạnh nói, ha ha, đây chính là cái gọi là Dương Chân vực yêu nghiệt. Liền chân chính toàn lực tỉ thí cũng không dám, ngươi coi như là một cái võ giả, một người đàn ông, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có dám cùng ta hư không đánh một trận? Hàn gia đám người nghe được Diệp Thần cự tuyệt. Hơn nữa khẳng định Diệp Thần thực lực không bằng Trung Hình, rối rít cười nhạo nói, đây chính là Dương thật chí cường. Cho Trung công tử sách giày, cũng không xứng chứ. Không thấy người ta, liền toàn lực ra tay cũng không dám sao. Ha ha, chỉ sẽ núp ở quy luật bảo vệ dưới, vậy coi là võ giả. Diệp Thần trong mắt Hàn mang chớp mắt, ngưng mắt nhìn Trung Hình nói, ngươi nếu là muốn, như vậy thì ở hư không đánh một trận đi. Hắn không muốn khi dễ người, nhưng... có người tự tìm cái chết cũng không giống nhau. Trung Hình đang chuẩn bị châm chọc Diệp Thần, có thể lời đến khóe miệng đột nhiên nuốt xuống, liền chính hắn đều có chút ngây ngốc nhìn Diệp Thần. Liền hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại đáp ứng à. Ngay sau đó, trong mắt chính là hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Hắn nguyên vốn cho là, Diệp Thần chỉ là trang mà thôi, không nghĩ tới là thật ngu xuẩn à. Lúc này, hắn vung tay lên. Tiện tay đánh ra một cái vết nứt không gian, hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, được, Diệp công tử, quả nhiên là ta thế hệ võ giả điển phạm, mời. Hắn hiện tại,
rất sợ Diệp Thần đổi ý, hoặc là đột nhiên chạy trốn. Mà Diệp Thần chính là tùy ý bước một cái liền tiến vào không gian lối đi bên trong. Trung Hình thấy vậy, cười ha ha một tiếng, lúc này, vậy bước tiến vào trong hư không. Mà Hàn gia đám người cũng là mặt đầy vui mừng, ở bọn họ xem ra, cuộc chiến đấu này kết cục đã quyết định. Trong hư không, Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Trung Hình nói, ta cho ngươi, một cái xuất thủ trước cơ hội. Ha ha, Trung Hình cười nói, xem ra, ngươi thật sự là trang thói quen, liền vọng tưởng cùng thực tế cũng không phân rõ liền à. Tiểu tử, ngươi bất quá là một tên càn khôn năm tầng thiên võ người, thật lấy là có thể vô hạn vượt cấp. Tốt, ngày hôm nay, ta thành toàn cho ngươi, để cho ngươi nhận rõ sở thiên nhân vực còn chân cảnh võ giả đáng sợ. Tiếng nói vừa dứt, Trung Hình trong mắt Hàn mang bạo tránh, trong tay ngay tức thì nhiều hơn một chuôi hai đầu súng. Trong cơ thể linh lực cuồng trào, 200% tốc độ vận chuyển, đồng thời, luyện đạo vết ấn hiện lên ở bề mặt bên trên. Mặc dù, Trung Hình ngoài miệng đang giễu cợt, có thể, hắn ra tay hoàn toàn không có cất giữ, toàn lực bên trong toàn lực. Hắn rất rõ ràng, sư tử vồ thỏ cũng nên đem hết toàn lực. Để tránh lật thuyền trong mương. Ở hắn xem ra, Diệp Thần cái loại này trang, cuồng, chính là ngu xuẩn biểu hiện. Một khắc sau, Trung Hình gầm nhẹ nói, càn khôn tan biến thần thương. Hai đạo chói mắt cực kỳ linh quang, ngay tức thì từ hai đầu súng hai cái trên mũi thương dâng lên, vô tận quy luật lực, ở trong đó cuồn cuộn, toàn bộ thiên tựa hồ cũng phải bị Trung Hình luyện nhập cái này mũi nhọn bên trong vậy. Cái này càn khôn tan biến thần thương, chính là Trung Hình mạnh nhất sát chiêu. Một khắc sau, Trung Hình hướng Diệp Thần một súng bắn ra, kinh khủng thương mang ngay tức thì bao phủ đúng phiến hư không, trong hư không không gian phong bạo, tựa như đều bị cổ lực lượng này hoàn toàn trấn áp. Một đầu trùng hợp đi qua nơi này, thực lực ở còn chân cảnh sơ kỳ không gian cự thú, chợt phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, xoay người muốn chạy trốn, nhưng, vẫn là trễ một phần. Chỉ là bị thương mang lao đi một chút, cái này không gian cự thú liền ngay tức thì biến thành xương máu tiêu tán. Liền liền Diệp Thần nhìn vậy thương mang, trong mắt đều là hiện lên lau một cái vẻ tán thưởng, thiên nhân vực võ đạo nhưng là không tệ, Trung Hình cái này một thương coi như tươi đẹp. Hai đạo vô cùng là ác liệt thương mang, hướng Diệp Thần vặn cổ tới, cơ hồ là ngay tức thì liền đem Diệp Thần tất cả né tránh tuyến đường hoàn toàn phong tỏa, trong hư không, mất đi không gian không ngừng lan truyền, đem Diệp Thần quanh thân biến thành thuần túy hắc ám. Mà Diệp Thần, cho tới giờ khắc này vẫn không có bất kỳ động tác. Tựa như đối với trước mắt công kích không làm được phản ứng vậy. Trung Hình thấy vậy, khóe miệng dương lên một vẻ dữ tợn nụ cười, cơ hồ đã có thể khẳng định, Diệp Thần đem sẽ chết thảm ở mình một kích này dưới. Ngay tại lúc này, đối mặt cái này hai đạo thương mang, Diệp Thần chậm rãi nâng lên hai quả đấm, đồng thời đánh ra, mỗi một quyền cũng phong tỏa trong đó một đạo thương mang. Trung Hình không nhịn được châm chọc nói, thằng nhóc, lấy thân xác chống cự ta càn khôn tan biến thần thương. Ta chỉ có thể nói, ta bội phục ngươi dũng khí. Có thể cơ hồ là cái này châm chọc phát ra nháy mắt tức thì, Trung Hình nụ cười chính là lạnh cóng. Tựa như, trong nháy mắt tiến vào dưới 100.000 độ hầm băng bên trong vậy. Như vậy lạnh phát ra từ xương tủy. Tại sao? Chỉ gặp, vậy hai đạo Trung Hình ôm tuyệt đối tự tin, vạn phần mạnh mẽ thương mang, lại là ở Diệp Thần hai quả đấm dưới giống như giấy dán vậy bể nát. Mà Diệp Thần hai tay. Giờ phút này nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí, không có một chút vết thương, duy nhất có chút cổ quái, chính là hai tay bên trên quấn vòng quanh nhàn nhạt màu đen kiêu căng và ma văn. Hắn trong mắt run lên, trong chốc lát, đều cảm giác phải chăng bởi vì không gian phong bạo vân. Vân ảnh hưởng, xuất hiện ảo giác. Cái này không thể nào là thực tế à. Càn khôn năm tầng thiên tồn tại, lấy thân xác cứng rắn hãn mình một kích mạnh nhất, chẳng những không có bị thương. Còn nghĩ mình công kích, hoàn toàn nghiền ép. Coi như ở giấc mộng của hắn bên trong, cũng sẽ không ra hiện hoang đường như vậy chuyện. Diệp Thần mặt mỉm cười, đối với Thái Thượng Thiên Ma Thể và Hỗn Độn Khí Diễm lần đầu thực chiến, khá là hài lòng. Xem ra, Hỗn Độn Khí Diễm và Ma Văn không chỉ có thể nâng cao mình lực công kích, đồng thời, đối với thân xác còn có nhất định phòng vệ lực. Còn như Trung Hình vậy một thương, đối với Diệp Thần mà nói mặc dù tươi đẹp, bất quá. Cũng chỉ như vậy mà thôi, hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình trước mắt, cũng đã xuất hiện ở Trung Hình trước mặt, mà cho tới giờ khắc này, Trung Hình tựa như mới trở về thực tế,
cảm thụ thanh niên trước mắt tản ra, vô cùng mênh mông áp lực, hắn mới ý thức tới, mình lúc này là đá tấm sắt à. Trung hình trong mắt điên cuồng run động, mặt lộ vô cùng là sợ hãi vẻ, thân hình chớp mắt, thì phải trực tiếp trốn vào hư không chạy trốn, nhưng, giờ phút này, một đạo thanh âm đạm mạc, vang lên lần nữa nói, người hạng, ta nhận. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần tiện tay một quyền, đánh về phía đang liều mạng chạy trốn Trung hình, đối mặt phương này mới đưa mình sát chiêu mất đi quả đấm, Trung hình nơi nào phản kháng chút nào chi tâm. Hắn toàn lực thúc giục có phòng ngự pháp khí, biến thành từng đạo ánh sáng, đem mình bao phủ lên trung tâm. Nhưng, vô dụng, hoàn toàn vô dụng, những cái kia phòng ngự pháp khí ánh sáng, ở Diệp Thần cái này một quyền xuống, ngay tức thì mất đi, một quyền này hung hăng đập vào Trung hình trên thân hình. Không thể không nói, Trung hình thân là thần tinh bảng trước 100 thiên tài, giống như hắn thương pháp như nhau, ở hộ thân thuật trên, vậy hơi có mấy phần chỗ độc đáo, dấu quyền này đập trúng ngực ngay tức thì, một đạo màu xanh quỷ đầu ngay tức thì từ ngực hiện lên, triệt tiêu dấu quyền hơn nửa uy năng. Bất quá, dù vậy, Trung hình cũng là xương ngực vỡ vụn, ngay tức thì trọng thương, rơi vào hôn mê sắp chết trạng thái. Diệp Thần tùy ý ngoắc tay, đem Trung hình thân thể nhiếp vào trong tay, thân hình chớp mắt, liền lần nữa từ trong hư không trốn ra. Đúng trận chiến đấu, có thể nói kéo dài không tới hai cái hô hấp thời gian. Cái này còn là ở Diệp Thần để cho Trung hình một chiêu dưới tình huống. Hàn gia đám người, thấy có người từ vậy vết nứt không gian bên trong trở lại lúc đó, rối rít mặt lộ vẻ vui mừng nói, Trung công tử, trở về. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, liền thủ thắng, cái gì dương chân vực trí cường chó má cũng không bằng. Trung công tử, mới thật sự là thần à, ta Hàn gia hoàn toàn quật khởi. Ta Hàn gia, tương lai gia nhập thiên nhân vực cũng không phải mộng chứ. Tìm anh, có thể trở thành Trung công tử người phụ nữ, đây là tốt phúc phận à. Có thể rất nhanh, tất cả người liền đều là thử gia. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ, là hai đạo thân ảnh, Diệp Thần cùng Trung hình. Bất quá, và bọn họ dự liệu ngược lại phải, giờ phút này, bình yên vô sự, lại là Diệp Thần à. Nhìn lại Trung hình, trọng thương sắp chết. Những người này, thật là so Trung hình mình còn muốn ăn kinh, còn muốn không cách nào tiếp nhận, máu đều phải ngưng kết thành băng. Một cái thần, ở trước mặt mình chết là cảm giác gì? Mà Diệp Thần, cái này mới vừa bọn họ xem thường gọi là phế vật, không xứng sách giày tồn tại, lại, thắng, còn thắng được 10 phần hoàn toàn. Trong chốc lát, một cổ phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi, cuồng trào ra. Những thứ này người Hàn gia, mỗi một người đều là quỳ xuống, dập đầu, liều mạng cầu xin tha thứ, nói xin lỗi, tư thái, muốn hơn hèn mọn, có nhiều hèn mọn. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn những người này. Lấy hắn bây giờ thực lực cùng tầm mắt, đã khinh thường tại cùng những thứ này tên hề nhảy nhót so đo cái gì, những người này liền chết ở trên tay hắn tư cách cũng không có. Hắn chỉ là tùy ý đem Trung hình thân thể, ném xuống đất nói cho Hàn Tử Anh, có lẽ, ta rất nhanh sẽ tới tìm nàng. Ngày đó, Hàn Tử Anh thiếu chút nữa giết hắn, thù này, hắn không quên. Một khắc sau, Diệp Thần liền thân hình chớp mắt, từ Hàn ra rời đi, hôm nay... Hắn đánh bại Trung hình là một, hẳn rất mau liền sẽ truyền ra, như vậy, tham gia Đông Hoàng Thiên Điện khảo hạch danh ngạch, cũng coi là tới tay. Khảo hạch bên trong, hắn những cái kia đối thủ cạnh tranh, hẳn xa so Trung hình mạnh mẽ, dẫu sao, Trung hình ở nơi này chút yêu nghiệt hạng bên trong thuộc về đội sổ. Thần tinh bảng hàm kim lượng, vốn là không có thần thương bảng cao, mà Trung hình vẫn là thứ 99 vị. Hắn không có ở đây lãng phí. Trở lại Quế gia sau đó, Diệp Thần tiếp tục tu luyện, điên cuồng tu luyện, ở Thái Thượng Thiên Ma Thể, Thánh Thể Huyền Công, Tam Nguyên Thái Nhất Công, Hóa Thú Thần Thông, tinh hồn chạm lên thành tựu, lần nữa có tăng lên. Lúc đầu, đối với thân thể nắm trong tay còn có thể làm như vậy. Lúc đầu, cùng thú tương hợp còn có cái loại này giải thích. Lúc đầu, hồn lực đổi thành lúc đó, nếu như vậy hiệu quả tốt hơn. Nhưng, mấy ngày nay điên cuồng tu luyện, tựa hồ, cũng để cho hắn đạt tới cổ trai. Đoạn thời gian này, hắn vậy đã thử, luyện hóa huyền yêu tinh máu, nhưng, thất bại, hắn thể xác cường độ vẫn là có chút không đủ. Ở nơi này một ngày, Tần Tử Vi đưa tin đến lần nữa. Diệp Thần mặt lộ vẻ hưng phấn, rốt cuộc đã tới. Đây là hắn mong đợi đã lâu ngày. Hắn có thể đi thiên nhân vực. Tần Tử Vi thanh âm, ở Diệp Thần trong đầu vang lên nói,
Diệp công tử, ta đã an bài thiên tinh các người, đi trước đón ngươi, mang ngươi đi chỗ khảo hạch, trên đường, có người sẽ hướng ngươi thuyết minh, lần khảo hạch này quy tắc. Ngay tại lúc này bầu trời bên trong, một tiếng sư tử gầm, tiếng gào như sấm, chấn động được toàn bộ bách hoang chi sơn, cũng gần như sụp đổ. Một khắc sau, một đầu thân hình vô cùng là to lớn đen nhánh sư tử, hạ xuống ở Quế gia phủ đệ bên trong. Vô tận đợt khí cuộn sạch đi. Sư gánh bên trên, còn có ba người, hai nam một nữ, trong đó, một nam một nữ là người tuổi trẻ, cuối cùng một tên mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, là cái người trung niên. Một nam một nữ kia, nam, đại khái ở 1600 tuổi, nữ, chỉ có 700 tuổi. Thấy cô gái này, Diệp Thần không khỏi ánh mắt chớp động một tí, mặc dù, cô gái này dung mạo rất đẹp, có thể đạt tới 9.3 phần tầng thứ, miễn cưỡng coi như khuynh thành dung mạo, bất quá so với hắn rất nhiều người phụ nữ, còn muốn kém hơn không ít. Nhưng, Diệp Thần mặc dù bị hắn hấp dẫn, cũng không phải là bởi vì nàng dung mạo, mà là bởi vì nàng thực lực. Diệp Thần không nhìn thấu đối phương thực lực, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Đối phương nếu như ra tay, mình kiên trì không được 10 chiêu. Thậm chí đối phương nếu như toàn lực, mình có thể một chiêu đều phải bại hạ trận. Thiên nhân vực quả nhiên đầm rồng hang hổ. Hôm nay tám càng, xuất sắc ngày mai tiếp tục, nhìn xong nhớ bỏ phiếu nha. Ngay tại Diệp Thần rung động cô gái thiên phú lúc đó, Huyền Hàn Ngọc thanh âm truyền tới. Diệp Thần, người suy nghĩ nhiều quá, con bé này cảnh giới bất quá là còn chân cảnh 5 tầng trời, bất quá trên người nàng có che đậy hơi thở bảo bối thôi. Diệp Thần ngẩn ra, cô gái này mới 5 tầng thiên. Vậy không phải mình là có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép. Cảm tình là trên người đối phương che đậy hơi thở bảo vật để cho mình nhìn lầm rồi. Huyền Hàn Ngọc tiếp tục nói. Người này hẳn là và thiên nhân vực có rất nhiều liên quan, khí thế vậy quả thật không tệ, phối hợp vậy che đậy hơi thở bảo bối quả thật có chút hù dọa người, nhưng căn bản thực lực thật không có người tưởng tượng mạnh như vậy. Chắc ăn một ít đặc thù vật, nàng có thể mình cũng không biết. Người phải biết, người nội tình có thể là vực ngoại kinh khủng nhất. Diệp Thần hai tròng mắt đông lại một cái, ánh mắt vậy từ xem trọng đổi là bình thản. Một chàng quả đen mà thôi. Bất quá, Tần Tử Vi cho hắn thần tinh bảng trong danh sách, tựa hồ cũng không có như vậy cô gái. Này chỉ có thể nói, cô gái này vô cùng thiếu ra tay, hoặc là, đặc biệt phong tỏa tình báo. Xem ra thiên tinh các không chỉ ở Dương Chân vực vô cùng thần bí, ở thiên nhân vực cũng là không thể khinh thường. Còn như tên kia nam tử, mặc áo bào lam, mặt mũi anh tuấn, đường danh rõ ràng, ngũ quan thâm thúy, thực lực còn muốn so cô gái yếu hơn mấy phần, bất quá, căn cơ so với trung hình còn muốn vững chắc không thiếu. Bất quá, hắn nhìn về phía phụ nữ kia lúc nhưng là không khỏi được lộ ra người làm vậy nụ cười. Cuối cùng một tên ông già, rất phổ thông, ánh mắt coi như hòa ái, thực lực nhưng là kinh khủng nhất. Ba người từ sư tử trên thân hình nhảy xuống, trong đó người phụ nữ kia lập tức khá là chán ghét quét Diệp Thần một cái nói, hừ, đi cửa sau người, cũng không biết Tử Vi tỷ nhìn chúng ngươi điểm nào, lại đem tình báo tiết lộ cho ngươi, đánh bại một cái thực lực ở nơi này giới khảo hạch bên trong đội sổ rác dưới, là có thể phối hợp ta thiên tinh các thuyền, cùng đi trường thi. Tiểu tử, ngươi có thể đừng hy vọng, bổn cô nương sẽ ở khảo hạch bên trong giúp ngươi. Diệp Thần nghe vậy, nhàn nhạt liếc nàng một mắt, lười được phản ứng. Vậy áo bào lam thanh niên chính là mặt không cảm giác, chỉ có tên kia người trung niên mỉm cười và Diệp Thần lên tiếng chào nói, tại tuần sau sanh sách, gặp qua Diệp công tử có thể kêu ta Chu Thúc, còn như cái này hai vị là ta thiên tinh các đề cử tham gia khảo hạch người, đến từ thiên nhân vực, tên là Lê Chân Võ và Tần Tú Nguyệt. Diệp Thần đáp lễ nói, Diệp Thần, gặp qua Chu Thúc. Diệp Thần loại thái độ này, làm Tần Tú Nguyệt tức giận hơn. Nói thật, Diệp Thần mặc dù không có chiếm dụng thiên tinh các danh ngạch, nhưng, không đại biểu Diệp Thần liền cùng thiên tinh các không liên quan. Tần Tử Vi an bài Diệp Thần cùng thiên tinh các đề cử người cùng đi trường thi, liền đã coi như là tỏ rõ lập trường, nếu như Diệp Thần mất mặt, ném được nhưng mà bọn họ thiên tinh các người. Mà Diệp Thần mặc dù đánh bại trung hình, nhưng, một cái thần tinh bảng yêu nghiệt, vẫn là đội sổ tồn tại, xem Tần Tú Nguyệt. Lê Chân Võ như vậy xuất thân thiên nhân vực võ giả là khá là khinh thường. Bởi vì, thiên nhân vực võ giả vì đánh tốt căn cơ, ở lúc còn trẻ đều có tận lực áp chế tu vi thói quen, cho nên, giai đoạn trước tu luyện,
thậm chí có thể so cái khác mấy vực võ giả càng chậm một chút. Mà những cái kia lên thần tinh bảng yêu nghiệt, chính là một ít chỉ vì cái lợi trước mắt, hoặc là, vì đột phá khiến cho dùng qua đan dược người. Bọn họ võ đạo căn cơ so với người bình thường vậy coi như siêu quần xuất chúng, có thể và thiên nhân vực yêu nghiệt so, liền không đủ khả năng. Mà thần tinh bảng, đánh giá hạng tiêu chuẩn, trọng yếu nhất chính là tu vi cùng tuổi tác. Thứ hai, mới là thực chiến. Trừ phi, người có thể chân tránh nghiền ép đối phương, nếu không, cho dù người chiến thắng đối phương, hạng cũng chưa chắc có thể vượt qua đối phương. Cho nên, Tần Tú Nguyệt xem thường Diệp Thần. Mà hiện tại, Diệp Thần còn không có một cái rác dưới có tư thái. Nàng đối với Chu Thúc không việc gì ý kiến, nhưng, Chu Thúc dẫu sao là một người làm, mà Diệp Thần cùng Chu Thúc chào hỏi, cũng không đối với mình chào hỏi. Đây đối với Tần Tú Nguyệt mà nói, là xúc phạm, là bất kính. Chu Thúc cười nói, Diệp công tử, hiện tại, chúng ta liền lên đường đi. Mà giờ khắc này, Kim Thư Tuệ, Quế Linh Vân hai cô gái cũng đã ra đón, nhìn về phía Diệp Thần, mặt đẹp bên trên viết đầy không thôi cùng vẻ lo âu. Các nàng đã nghe Diệp Thần nói qua chàng này khảo hạch khó khăn. Diệp Thần thấy hai nàng thần sắc, ánh mắt chớp mắt, đối với Chu Thúc nói, xin Chu Thúc, lại cho ta một ít thời gian. Hắn không muốn để cho hai cô gái ở những ngày kế tiếp đều ở đây lo lắng sợ hãi bên trong vượt qua, muốn đối với các nàng an ủi một phen. Chu Thúc ngược lại là khá là người bình dị dễ gần, không phản đối chút nào ý nói, Diệp công tử mời, chỉ là, tận lực không muốn vượt qua nửa nén nhang thời gian, cái này mây đen sư, chui tốc khá là nhanh chóng, nhưng, vậy chỗ khảo hạch vậy cách nhau nơi này rất là rất xa. Diệp Thần gật đầu một cái, an ủi hai cô gái một phen thôi, tối đa muốn nửa nén hương thời gian. Ngay sau đó, hắn hướng về phía Chu Thúc các người nói, xin mấy vị, vào trong sảnh ngồi một hồi. Chờ chốc lát, phiền toái. Mặc dù, Tần Tú Nguyệt mới vừa rất không lễ phép, nhưng, hắn xem ở Tần Tử Vi mặt mũi, vẫn là hết nên hết sức lễ phép. Nhưng vào lúc này, Tần Tú Nguyệt nhưng là hừ lạnh một tiếng nói, ngồi. Cái loại này địa phương quỷ quái, thật là buồn nôn được cũng phải làm cho ta hít thở không thông, vậy trong sảnh đồ gỗ nội thất đều là cái gì rác dưới, cũng xứng để cho người ngồi. Nghe được lời này, quế ra tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi. Đặc biệt là Quế Linh Vân. Nàng có chút bối rối nhìn Diệp Thần, nơi này là nhà nàng, chính nàng chịu nhục không có gì, nhưng, nàng không muốn để cho Diệp Thần còn không có tham gia khảo hạch liền cùng cái này nhìn thực lực rất mạnh cô gái kết oán. Quế Linh Vân do dự chốc lát, tựa hồ muốn đi tới trước cùng Tần Tú Nguyệt nói xin lỗi. Nhưng, một cái tay nhưng là ngăn ở trước người của nàng. Diệp Thần thần sắc lạnh như băng nhìn Tần Tú Nguyệt, có chút nổi giận. Thật cầm mình làm người trên người. Nói thật, lấy Diệp Thần lá bài tẩy, hắn không sợ chút nào cô gái này. Nhưng, dẫu sao nói chỉ là gia tộc, nếu như, nàng vũ nhục Quế Linh Vân, Diệp Thần sẽ không chút do dự ra tay. Vẫn là câu nói kia, cho Tần Tử Vi mặt mũi, Tần Tử Vi đối với sự giúp đỡ của hắn rất lớn. Diệp Thần không nói gì, có thể, trong ánh mắt ý đã rất rõ ràng. Tần Tú Nguyệt nhưng tựa như căn bản không có chú ý tới Diệp Thần thần sắc, ngược lại bởi vì châm chọc Diệp Thần lại không có trả lời, mà bộc phát đắc ý nói. Ha ha, dù sao đều là đi chịu chết, còn có cái gì dễ nói, hiện tại, nói được lại nhiều, dễ nghe đi nữa, cũng chỉ có thể để cho các nàng sau này hơn nữa thống khổ thôi, không cần phải nói, chúng ta hiện tại liền lên đường. Nàng vốn cho là Diệp Thần cái này túng hóa sẽ lập tức cúi đầu, có thể, hắn sai rồi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tựa như ở xem một cái thằng hề vậy, rồi sau đó, liền hướng hai cô gái đi tới. Một bên Tần Tú Nguyệt thấy một màn này, đầu tiên là sửng sốt một chút, chỉ chốc lát sau, chính là lộ ra vô cùng là tức giận thần sắc, tiểu tử đáng chết này, cho mặt không biết xấu hổ. Sắc mặt nàng dần dần âm trầm xuống, trong cơ thể linh lực cuồng trào, luyện đạo vết ấn mơ hồ hiện lên, tựa hồ liền muốn ra tay. Quế ra bầu không khí, trong chốc lát vô cùng là khẩn trương lên. Nhưng, ngay tại lúc này, Chu Thúc nhưng là chắn Tần Tú Nguyệt trước mặt, hắn khẽ cau mày, thấp giọng nói, Tú Nguyệt tiểu thư, xin bớt giận, Tử Vi tiểu thư đã thông báo, vị này Diệp công tử là khách quý, nếu như đắc tội hắn. Tử Vi tiểu thư tính cách, ngài hẳn so ta rõ ràng hơn. Tần Tú Nguyệt nghe vậy, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy một tí, nàng hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là tản đi linh khí.
Diệp Thần cùng hai cô gái thấp giọng nói chút gì, nguyên bản có chút bất an hai cô gái, rất nhanh liền lộ ra nụ cười, thời gian vừa vặn nửa trụ nhang. Tần Tú Nguyệt mặc dù không có ra tay, nhưng, mắt đẹp bên trong lửa giận nhưng bộc phát thịnh vượng. Một bên Lê Chân Võ cũng là cười lạnh lắc đầu một cái, thằng nhóc này còn rất ngạo, nhưng, không có thực lực, chỉ có ngạo, vậy thì không gọi ngạo, mà là ngu xuẩn. Hắn cũng coi là thiên nhân vực yêu nghiệt một trong, mặc dù, chỉ là tầng dưới chót nhất như vậy, nhưng, yêu nghiệt cuối cùng là yêu nghiệt, chẳng lẽ, hắn không có kiêu ngạo? Có thể, không thấy hắn đối với Tần Tú Nguyệt đều là thái độ gì sao? Hắn biết, đắc tội Tần Tú Nguyệt, Diệp Thần muốn ở trên trời điện khảo hạch bên trong sống sót, có khả năng cơ hồ là số 0. Coi như Tần Tú Nguyệt không giết hắn, mất đi Tần Tú Nguyệt che chở, Diệp Thần vậy 100% sẽ chết ở cái khác tham gia khảo hạch người trong tay. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi hướng Chu Thúc nói, Chu Thúc, đợi lâu. Chu Thúc cười nói, vậy chúng ta cái này thì lên đường đi. Vừa nói, đem đám người mang theo mây đen sư thân thể cao lớn bên trên. Không thể không nói, ngày này tinh các bút tích rất lớn, cái này mây đen sư chính là còn chân cảnh trung kỳ yêu thú, cái này đẳng cấp yêu thú, cầm vội tới tiểu hắc ăn, đều là đối với thực lực tăng lên có trợ giúp. Hơn nữa, cái này mây đen sư chuyên về một môn phi đột, tốc độ cực nhanh, dùng trái đất tọa giá tới hình dung, chính là cao cấp siêu xe, hơn nữa, ngồi dậy cực kỳ thư thích, như vậy sơ lược mềm mại, nhiệt độ, hoàn toàn không là trên trái đất ghế salon bằng da thật có thể so sánh. Một khắc sau, mây đen sư phát ra một tiếng sư tử gầm, chính là phóng lên cao, hóa là một đạo mây đen, hướng phương xa phi độn đi. Diệp Thần có chút kinh ngạc, cái này mây đen sư tốc độ so với ban đầu hắn thu phục phi lôi dao cỏ nhanh hơn gấp vạn lần, có thể nói, khoảnh khắc tới giữa, liền có thể vượt qua Dương Chân vực bên trong một cái tiểu vực. Giờ phút này, Lê Chân Võ cùng Tần Tú Nguyệt rõ ràng đối với Diệp Thần vô cùng là khinh thường, trực tiếp ngồi ở mây đen sư đầu. Cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách, chỉ có Chu Thúc ngồi ở Diệp Thần bên người. Chu Thúc mỉm cười nói, Diệp Thần, Tú Nguyệt tiểu thư nàng mới vừa có chỗ đắc tội, xin ngươi hãy không nên vô cùng trách tội. Trên thực tế, Tú Nguyệt tiểu thư chính là Tử Vi tiểu thư cùng cha khác mẹ muội muội, mặc dù thân phận xa không bằng Tử Vi tiểu thư, nhưng, thuở nhỏ cũng là như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, khó tránh khỏi có chút cậy mạnh vô lễ, nhưng, hắn thiên phú võ đạo nhưng là không thể nghi ngờ. Nếu như đạt được trợ giúp của nàng, chắc hẳn, Diệp công tử ở khảo hạch bên trong vậy sẽ hơn nữa thuận lợi. Diệp Thần nghe vậy, không có trả lời, nhưng trong lòng thì âm thầm cười nhạt. Ha ha, trời xanh dễ hư, thật coi mình là công chúa. Có lẽ, những người khác sẽ bởi vì thân phận của nàng, dung mạo vân. Vân bưng nàng, nói khó nghe một chút, liếm chó. Nhưng, Diệp Thần không phải cái loại này tính cách. Phụ nữ như vậy không nên trêu chọc đến hắn thì thôi, trêu chọc phải, gặp một cái, giết một cái. Diệp Thần có thể nói là cái thương hương tiếc ngọc người, nhưng, không phải là phụ nữ, chính là thơm, chính là ngọc, có người phụ nữ cho dù sinh được lại đẹp, đối với Diệp Thần mà nói, bất quá là hồng phấn khô lâu. Còn như thiên phú, và hắn so thiên phú, đó chính là tự tìm đắng ăn. Bất quá từ Chu Thúc trong giọng nói. Diệp Thần đại khái rõ ràng Tần Tử Vi không có tưởng tượng đơn giản như vậy, thiên tinh các tay vậy không chỉ có ở Dương Chân vực, sợ rằng tổng điện ngay tại thiên nhân vực. Gặp Diệp Thần không có phản ứng gì, Chu Thúc không khỏi được khẽ cau mày, trên thực tế, lòng hắn để cũng không coi trọng Diệp Thần, thứ nhất, là bởi vì là Diệp Thần tu vi, ở hắn xem ra chân thực quá thấp, cho dù yêu nghiệt đi nữa, lại quỷ dị, lại có thể vượt cấp mà chiến, và chân chính còn chân cảnh trung hậu kỳ tồn tại vẫn là có chênh lệch. Chớ nói chi là những thứ này thiên nhân vực yêu nghiệt. Thứ hai, Tần Tử Vi mặc dù nói Diệp Thần là khách quý, nhưng, cụ thể Diệp Thần có cái gì xuất chúng chỗ nhưng không có đề cập. Hắn sở dĩ đối với Diệp Thần luôn mãi chiếu cố, vậy chỉ là bởi vì Tần Tử Vi thân phận thôi, Tần Tử Vi đối với hắn có ân, Tần Tử Vi nói chính là thánh chỉ, coi như kêu hắn đi chết, hắn cũng muốn đi. Có thể hiện tại, hắn nhưng cảm thấy có chút không đáng giá. Diệp Thần quá kiêu ngạo, lại tốt như vậy nói khuyên giải, phỏng đoán cũng không có dùng, hơn nữa, hắn cũng không khả năng còn sống thông qua khảo hạch. Thậm chí, một phần vạn, Diệp Thần thông qua khảo hạch, cái loại này tính cách, tương lai vậy định trước sẽ cho Tần Tử Vi mang đến phiền toái. Nghĩ tới đây, Chu Thúc sắc mặt không khỏi nặng lạnh một phần, ở hắn xem ra,
hắn muốn thay Diệp Thần uốn nắn tính cách, không chỉ là vì Diệp Thần, cũng là vì Tần Tử Vi. Vì vậy, hắn giọng nghiêm khắc một phần nói, Diệp công tử, mời ngươi không muốn không làm chuyện xảy ra. Tú Nguyệt tiểu thư thực lực là vượt quá ngươi tưởng tượng, phải biết, cho dù đối mặt giống vậy còn chân cảnh trung kỳ tồn tại, Tú Nguyệt tiểu thư cũng có sức đánh một trận, ở cảnh giới này, muốn vượt cấp mà chiến có bao nhiêu khó khăn, ngươi chắc rõ ràng. Diệp Thần vẫn là coi thường. Bất quá, Chu Thúc lời nói này, ngược lại không có khoác lác thành phần, Tần Tú Nguyệt hơi thở quả thật vô cùng là ngưng luyện, hiển nhiên võ đạo căn cơ vô cùng vững chắc, mà dưới tình huống này còn có thể có này cùng tu vi, thiên phú ngược lại không tệ. Nhưng, bất luận thiên phú và thực lực, và Diệp Thần cũng không thể so sánh. Đây là, ngồi ở đầu sư tử lên Tần Tú Nguyệt cũng là lạnh cười lên tiếng, Chu Thúc, ngươi không cần trắng phí miệng lưỡi, người ta nhưng mà Dương Chân Vực đại lão, kiêu ngạo rất đâu. Ta chính là một cái thiên nhân vực còn chân cảnh tồn tại, vào hắn mắt sao? Tần Tú Nguyệt lời vừa nói ra, Diệp Thần nhưng vẫn không phản ứng chút nào, Chu Thúc thấy vậy, sắc mặt hoàn toàn lạnh, nạt nhỏ, Diệp công tử. Ngươi không có nghe gặp chúng ta nói chuyện sao? Hiện tại, ngươi chắc đúng Tú Nguyệt tiểu thư nói xin lỗi. Diệp Thần quét Chu Thúc một mắt, mặt không cảm giác, không nói hai lời, trực tiếp nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Lời không hợp ý nửa câu nhiều, mình thích làm liếm chó cũng được đi, kêu hắn cũng làm. Không có hứng thú. Dứt khoát, coi thường. Thấy một màn này, Chu Thúc trong mắt run lên, óc bên trong ông một tiếng, tức giận cuồng trào. Hắn thực lực tại thiên tinh các không tính là rất mạnh, nhưng, hắn cũng không phải là ở Dương Chân vực thiên tinh các, hắn nhưng mà một mực ở thiên nhân vực thiên tinh các. Trọng yếu hơn chính là, hắn đi theo Tần Tử Vi bên người cũng coi là có chút thân phận, nào có người dám đôi ba lần coi thường hắn. Hơn nữa, vẫn là Diệp Thần như vậy, xuất thân Dương Chân vực, thực lực lại không làm sao tiểu tử. Cái loại này người, thật là, chết vậy đáng đời. Hắn lắc đầu một cái, không để ý nữa Diệp Thần. Mà Lê Chân Võ, chính là mặt đầy sảng khoái vẻ. Nguyên bản, hắn đối với làm Tần Tú Nguyệt liếm chó chuyện này, trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn, có thể hiện tại, cái loại này tâm trạng ngược lại biến thành kiêu ngạo. Ha ha, coi như muốn liếm, có người cũng không có cơ hội. Ở cái thế giới này có thể còn sống, mới là đạo lý cứng rắn, mình đi theo Tần Tú Nguyệt, coi như dựa thấp làm thiếp, nhưng hắn có thể ở khảo hạch bên trong sống sót, Diệp Thần đâu. Có thể sống qua một nén nhang thời gian đều là thuộc về kỳ tích. Tôn nghiêm, có mạng trọng yếu. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đang thức hải bên trong, diễn hóa muôn vàn. Hắn đỉnh đầu là màu vàng thương khung, cùng với một vòng đen nhánh mặt trời. Chính là phần thiên bên trong, thiên địa sơ khai, căn nguyên hóa sinh cảnh. Đột nhiên, hắn đưa tay một chút, trong tay dương lên một đạo màu đen kiêu căng, chính là tiểu hắc vậy hỗn độn khí diễm. Mà đây kiêu căng, ngay tức thì kích bắn tới vậy hủy diệt hắc dương bên trong. Diệp Thần ở mấy ngày này tu hành bên trong phát hiện, mình hỗn độn khí diễm cùng hủy diệt hắc dương lại là vô cùng là phù hợp. Nếu như đem hai người kết hợp thi triển, đối với hắn lực công kích tăng lên đem sẽ bạo tăng đến 3 lần. Cứ như vậy, xuất kỳ bất ý dưới, hắn thậm chí có cơ hội tiêu diệt còn chân cảnh 6 tầng thiên cường giả. Chỉ là, Diệp Thần trên mặt chợt hiện lên vẻ ngưng trọng, ngón tay khẽ run, đem cái này hai loại thuộc tính tương cận năng lượng dung hợp nhưng là vô cùng là cố hết sức. Dẫu sao, cái này hai loại năng lượng đủ để gọi là trong thiên địa chí cường năng lượng một trong. Chu Thúc nói không sai, vậy chỗ khảo hạch khoảng cách Quế Gia quả thật vô cùng là xa xôi, thậm chí có thể nói, khoảng cách vực ngoại cũng khá là xa xôi, bởi vì, nơi này bất ngờ là một nơi độc lập không gian. Hôm nay, khoảng cách Diệp Thần lên đường đã qua hai ngày qua, Diệp Thần rốt cuộc miễn cưỡng đem hỗn độn khí diễm cùng hủy diệt hắc dương năng lượng hợp làm một thể. Giờ phút này, mây đen sư tựa như treo lơ lửng ở một nơi khu vực đặc biệt bầu trời. Cho dù là Diệp Thần, cũng không khỏi mặt hiện vẻ kinh dị. Chu Thúc quét Diệp Thần một mắt, thần sắc mặc dù còn có chút lãnh đạm, nhưng là mở miệng nói, nơi này chính là các ngươi lần này chỗ khảo hạch, tên là Viêm Chân Vực, phía dưới, ta muốn cùng các ngươi nói một chút, lần này thiên điện khảo hạch quy tắc. Mặc dù, lòng hắn bên trong đối với Diệp Thần bất mãn, nhưng... Tần Tử Vi giao phó chức trách vẫn là sẽ hoàn thành. Chu Thúc tiếp tục nói, Viêm Chân Vực, vốn cũng không gọi Viêm Chân Vực, cụ thể tên gì, không biết được, ta chỉ biết là,
nơi này đã từng chỉ là một sơ đẳng giới vực, vực bên trong vậy cuộc sống không thiếu võ giả. Nhưng, rất lâu trước, một chàng vô hình hạo kiếp nhưng hạ xuống Viêm Chân vực, đem vô số sinh linh lên cấp mất đi. Cái này hạo kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng cũng là làm Viêm Chân vực sinh ra một ít dị biến, trong đó, chủ yếu nhất chính là Viêm Chân vực địa mạch bên trong xuất hiện đẳng cấp cực cao địa mạch chân hỏa. Địa mạch chân hỏa, vậy cũng chỉ là địa hỏa đẳng cấp, có thể, Viêm Chân vực địa mạch chân hỏa, rất nhiều thậm chí có thể áp đảo vực ngoại thần hỏa bảng bên trên, được gọi là Viêm Chân hỏa. Viêm Chân vực vậy vì vậy được đặt tên. Viêm Chân vực bên trong trải rộng rất nhiều địa hỏa cái hố, càng to lớn cao đẳng địa hỏa cái hố, có thể hấp thu được địa mạch chân hỏa cũng chỉ càng nhiều, thậm chí có khả năng có được Viêm Chân hỏa linh. Mà lần này, khảo hạch nội dung chính là so đấu, ai hấp thu Viêm Chân hỏa số lượng nhiều nhất. Còn có một chút, mấu chốt nhất chính là, lần này, thiên điện khảo hạch tổng cộng chia là 10 cái trường thi, mỗi cái trường thi 10.000 người. Mà có thể thành công tiến vào Đông Hoàng Thiên Điện, chỉ có hạng trước 10 tồn tại. Tần Tú Nguyệt, Lê Trần Võ hai người nghe vậy đều là mặt lộ sợ hãi vẻ, 10.000 người bên trong lấy 10 người, đây là ngàn dặm chọn một à. Mặc dù, ngàn dặm chọn một nhìn như cũng không phải là đặc biệt khó khăn, nhưng, phải biết, có thể tới tham gia Thiên Điện khảo hạch có thể không có một cái tên yếu. Thông qua khảo hạch độ khó có thể tưởng tượng được. Mà Diệp Thần trong mắt chính là hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn có huyền diễm, cùng với phần huyết quyết, muốn để cho huyền diễm lên cấp, tốt nhất biện pháp chính là chiếm đoạt ngọn lửa. Hôm nay, huyền diễm đẳng cấp đã rất cao, thậm chí, giống vậy thần hỏa cũng chưa chắc có thể làm có tăng lên, mà đây thậm chí có thể áp đảo thần hỏa trên Viêm Chân hỏa chính là hắn vật cần à. Mấu chốt nhất là, ở nơi này Viêm Chân vực bên trong có cực kỳ to lớn Viêm Chân hỏa, thậm chí Viêm Chân hỏa linh. Nếu như đem toàn bộ chiếm đoạt, huyền diễm đem tăng lên tới trình độ nào, liền Diệp Thần đều không cách nào phán đoán. Như vậy, thực lực đem sẽ lần nữa tiến nhiều. Cái này Viêm Chân vực đối với Diệp Thần mà nói có thể nói là một cái thánh địa. Chu Thúc tiếp tục nói, khảo hạch này nghe rất đơn giản, nhưng, trên thực tế nhưng xa so ngoài mặt khó khăn vô số lần, Viêm Chân vực trải qua vậy trận tai họa lớn sau đó, sinh ra kịch biến, tràn đầy vô số nguy hiểm. Chỉ là muốn ở trong đó sống sót đều không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, chớ nói chi là, tiến vào hố lửa. Hơn nữa, thông thường hố lửa hiển nhiên không cách nào để cho các ngươi hấp thu đầy đủ Viêm Chân hỏa, mà những cái kia cỡ lớn địa hỏa cái hố, nhất định sẽ là tất cả tham gia khảo hạch người tranh đoạt chi địa. Còn như thế nào tranh đoạt, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, nếu như, khảo hạch người bên trong chỉ có 10 cái người có thể sống sót, như vậy, 10 người này thì sẽ là hợp cách người. Bề ngoài này trên khá là ôn hòa khảo hạch, trên thực tế máu tanh vô cùng. Muốn gia nhập thiên điện, đây chính là giá phải trả. Đám người nghe vậy đều là không khỏi thần sắc như thường, nhưng, dù vậy, như vậy cơ hội, bọn họ vậy tuyệt sẽ không bỏ qua. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng chuông bỗng nhiên ở mấy người bên tai vang lên, Chu Thúc trầm giọng nói, khảo hạch chính thức bắt đầu, các ngươi liền từ nơi này, tiến vào trường thi đi. Nơi này là Viêm Chân vực Bắc Bưng, mà địa hỏa cái hố, phần lớn tập trung ở Viêm Chân vực Nam Đoan, các ngươi ải thứ nhất, chính là vượt qua hơn nửa Viêm Chân vực. Trong đó khó khăn có thể tưởng tượng được, hy vọng các ngươi có thể chung sức hợp tác. Nhiều, ta không nói, chúc mừng các ngươi cũng có thể lấy được một cái thành tích tốt. Ba người nghe vậy, đối với Chu Thúc gật đầu một cái sau đó, chính là thần sắc đông lại một cái hướng Viêm Chân vực ở nhảy vút đi. Ở sức hút dưới tác dụng, ba người cực nhanh hạ rơi xuống, cùng thở mạnh va chạm, ngay tức thì biến thành ba đoàn quả cầu lửa, ước chừng phi hành nửa nén hương thời gian, ba người rốt cuộc rơi xuống đất bên trên. Ầm ầm ầm, ba tiếng vang lớn truyền tới, trên mặt đất ngay tức thì xuất hiện ba cái to lớn trong cái hố sâu, mà trong cái hố sâu bên trong, hiện ra Diệp Thần ba người bóng người. Diệp Thần ngược lại là thần sắc như thường, nhìn chung quanh màu cam sắc núi đá mặt đất, ánh mắt nhỏ tránh. Cái này Viêm Chân vực, cho hắn cảm giác đầu tiên chính là nóng như thiêu. Bởi vì Viêm Chân hỏa mạnh ảnh hưởng, toàn bộ Viêm Chân vực đều tràn đầy vô cùng là nồng nặc nguyên tố lửa linh khí, đây có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là tăng lên thật nhiều Viêm Chân vực linh khí độ dày, đối với lửa tu mà nói có thể nói thánh địa bên trong thánh địa. Chỗ xấu chính là, nguyên tố lửa linh khí vô cùng là nổ tung, đậm đà đến loại trình độ này. Đối với vậy võ giả mà nói ngược lại là một loại tổn thương.
nơi đây so Hằng Cổ vực có thể còn kinh khủng hơn. Mà Viêm Chân vực hỏa linh lực, còn không giống tầm thường, là nổ tung bên trong nổ tung, hơn nữa cái này vô cùng là cuồng bạo nguyên tố lửa đối với thân thể tổn thương, cho dù vậy còn chân cảnh sơ kỳ võ giả, sợ rằng đều không cách nào lâu ngây ngô. Cái này chắc cũng là tại sao, không có thế lực nguyện ý ở nơi này Viêm Chân vực bên trong trú đóng nguyên nhân. Sợ rằng lấy nhân tộc thể chất, cho dù là lửa tu ở nơi này luôn vậy sẽ tổn thương võ đạo căn cơ. Bất quá, lấy Diệp Thần thể chất hơn nữ huyền diễm, cái này nhiệt lực tự nhiên đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Ngược lại, đến nơi này, huyền diễm giống như là lại thuộc về biển khơi giống như cá lội, vô cùng là hoạt bát, điên cuồng cắn nuốt không khí bên trong hỏa linh lực. Diệp Thần cái thứ hai cảm giác, chính là trọng lực. Viêm Chân vực trọng lực lại là so Dương Chân vực cao hơn trăm lần. Không thể không nói, đây đối với võ giả thân xác lại là một cái to lớn khảo nghiệm. Nhưng, Diệp Thần khóe miệng ngược lại dương lên một nụ cười, đây đối với hắn cũng có thể nói là có lợi điều kiện. Hắn chậm rãi đi ra hố sâu, nhìn bên người nhưng hai thứ khác trong cái hố sâu bên trong Tần Tú Nguyệt cùng với Lê Chân Võ một mắt, mặt vô thần sắc. Giờ phút này, hai người tựa như còn không có tự vậy lực phản chấn bên trong khôi phục như cũ. Trăm lần trọng lực mang tới lực trùng kích, cùng với vậy va chạm sinh ra nhiệt lực ở hỏa linh lực biên độ tăng trưởng dưới, sinh ra uy lực, đối với còn chân cảnh trung kỳ tồn tại đều là không thể khinh thường. Hai người thấy Diệp Thần tất cả giật mình, nguyên bản, các nàng thậm chí cũng cho rằng, Diệp Thần đã trọng thương, thậm chí còn chết cũng có thể. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại là xem người không có sao vậy, so mình hai người còn sớm một bước khôi phục. Không nói khác. Thân xác cái này hạng nhất, Diệp Thần có thể bao trùm ở bọn họ bên trên à. Dĩ nhiên, cũng có thể là trùng hợp, ví dụ như Diệp Thần rơi xuống đất chất đất so với là xốp vân. Vân, hai người cũng không có vì vậy đối với Diệp Thần đánh giá có nhiều ít nâng cao. Diệp Thần không nói một lời, thì phải trực tiếp rời đi, hắn đối với cùng cái này hai người hợp tác một chút hứng thú cũng không có. Lần này, hai người là thật kinh ngạc. Diệp Thần lại là một chút tìm kiếm Tần Tú Nguyệt che chở ý cũng không có. Hắn đây là muốn xông Viêm Chân vực. Phải biết, liên liên rất nhiều thiên nhân vực yêu nghiệt đều là thành đoàn kết đội à. Diệp Thần đây quả thực là tìm chỗ chết người điên. Nhưng ngay vào lúc này, Tần Tú Nguyệt nhưng là mắt đẹp chớp mắt, cắn răng một cái trong cơ thể linh lực cuồng trào, cưỡng ép khiến thân thể, từ trong cái hố sâu bên trong nhảy ra, hướng về phía Diệp Thần quát lên, Diệp Thần, ngươi phải đi nơi nào? Diệp Thần nhàn nhạt nói, cùng ngươi có liên can gì? Tần Tú Nguyệt nghe vậy, mặt đẹp ngay tức thì sâm lạnh xuống nói, ngươi không có nghe Chu Thúc nói chúng ta hẳn chung sức hợp tác sao? Khóe miệng của nàng dương lên lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, bởi vì Tần Tử Vi nguyên nhân, cho dù tiến vào cái này bí cảnh nàng cũng không dám tùy tiện đối với Diệp Thần ra tay, vạn nhất bị phát hiện, vậy nàng cho dù gia nhập thiên điện, chỉ sợ cũng phải xui xẻo, mình người chị này, tâm cơ thật đáng sợ. Cho nên, nàng phải đem Diệp Thần ở lại bên cạnh mình, tốt nhìn tận mắt Diệp Thần kiêu ngạo hoàn toàn nghiền. Làm hắn bị những cái kia chân chính thiên kiêu dẫm ở dưới chân lúc đó, đối với mình cầu xin tha thứ, cầu cứu hình ảnh, nhất định rất có ý tứ chứ. Nghĩ tới đây, Tần Tú Nguyệt đều có chút hưng phấn, thậm chí thân thể đều bắt đầu hơi nóng lên. Ừ, nhìn người đàn ông đối với mình cầu xin tha thứ là nàng một cái hứng thú. Lê Chân Võ hơi sững sờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tần Tú Nguyệt đột nhiên thay đổi ý tưởng. Bất quá, làm một hợp cách người hầu, hắn vẫn là cười lạnh phụ họa nói, thằng nhóc, đây là Tú Nguyệt tiểu thư trạch tâm nhân hậu, người không muốn cho mặt không biết xấu hổ, ngạo, có thể, nhưng, người chết lại ngạo, vẫn là chết người. Diệp Thần nhưng là hoàn toàn không có động tĩnh, tiếp tục đi tới. Đây là, Tần Tú Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, Diệp Thần, ta là Tử Vi tỷ muội muội. Ngươi lần này có thể tham gia thiên điện khảo hạch, ngươi biết Tử Vi tỷ vì ngươi trả giá bao nhiêu sao? Vậy trung hình ở thiên nhân vực cũng không phải hạng người vô danh, bất quá, ngươi đánh bại hắn ngược lại là chuyện nhỏ, có thể ngươi biết trung hình danh ngạch này, nguyên bổn chính là dự định để cho người khác, thông qua thua ở đối phương phương thức giao ra tham gia khảo hạch tư cách, Tử Vi tỷ tương đương với vì ngươi từ trong tay người kia đoạt đi danh ngạch này. Người kia thân phận coi như xa không phải trung hình có thể so. Người đi bộ như vậy không phụ lòng Tử Vi tỷ sao? Tần Tú Nguyệt mặc dù cậy mạnh, vô lễ, nhưng không đại biểu nàng ngu xuẩn, nàng dẫu sao xuất thân thiên tinh các,
lại là Tần Tử Vi muội muội, xem người phương diện tự nhiên không đơn giản. Nàng đã sớm nhìn ra, Diệp Thần là như vậy ân oán rõ ràng tính cách. Ha ha, loại người này rất khó cỡ đó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phương pháp. Diệp Thần nghe vậy, quả nhiên nhíu mày, hơi dậm chân. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Bầu trời bên trong lại là đột nhiên ra đời ba đoàn quả cầu lửa, lấy tốc độ cực nhanh hướng Diệp Thần bọn họ chỗ ở vị trí, rơi xuống tới. Lại là ba tiếng nổ truyền tới. Diệp Thần các người đều là thần sắc đông lại một cái, hướng hỏa cầu kia rơi xuống phương hướng nhìn. Lại có cái khác tham gia khảo hạch người cùng bọn họ rơi xuống cùng một địa điểm. Trên thực tế, khảo hạch các người mặc dù đều là từ Bắc Bưng ra phát, nhưng lấy Viêm Chân Vực diện tích, 10.000 tên khảo hạch người ở cùng một địa điểm rơi xuống có khả năng cực kỳ nhỏ. Hơn nữa, rơi xuống điểm có rất lớn không xác thực định tính, bao gồm lúc đó hướng gió, sức gió, linh khí mật độ vân. Vân, cơ hồ không cách nào người là nắm trong tay, chỉ có thể nói, bọn họ cùng cái này mấy người quá có duyên phận. Rơi xuống chỗ ngay tức thì dương lên đầy trời bụi bặm. Cơ hồ là trong phút chốc, ba đạo thân ảnh liền mơ hồ xuất hiện ở trong cái hố sâu bên bờ. Diệp Thần thấy vậy, đôi mắt híp lại, cái này ba người thân thể tố chất, hiển nhiên so với Tần Tú Nguyệt cao hơn một cấp bậc. Vậy ba người vậy phát hiện bọn họ, hướng Diệp Thần các người đi tới. Mà lúc này, vậy Lê Chân Võ vậy rốt cuộc có chút miễn cưỡng leo ra ngoài trong cái hố sâu. Rất nhanh, vậy bụi bặm tản đi, hai nam một nữ bóng người xuất hiện ở Diệp Thần đám người trước người. Diệp Thần nhìn ba người, ánh mắt nhỏ tránh, cái này ba người thực lực không kém, phỏng đoán, ở 10.000 tên khảo hạch người bên trong đều là thuộc về hạng gần trước tồn tại. Trong đó, tên kia thần sắc có chút nói năng tùy tiện, cử chỉ mang từng tia mị hoặc hơi thở. Mặc màu tím nhạt quần lụa mỏng, trong tay cầm một cái hồng ngọc ống điếu cô gái, cùng một tên mặt mũi coi như anh Tuấn, khá là lãnh ngạo, cả người áo dài trắng thanh niên, đều là còn chân cảnh 6 tầng thiên tồn tại. Hơn nữa, hai người hơi thở đều là vô cùng là ngưng tụ, hiển nhiên căn cơ vô cùng vững chắc. Mà mấu chốt nhất, vẫn là người cuối cùng là một tên nhìn như khá là phách lối, tướng mạo có chút tục tằng hoàng bào nam tử, tên nam tử này tử. Chỉ có còn chân cảnh 5 tầng trời, nhưng, ở Diệp Thần xem ra, thực lực thậm chí còn ở trên hai người khác. Người này khí huyết thịnh vượng, linh lực cuồn cuộn, hơi thở đặc biệt, hiển nhiên có một loại đặc thù nào đó thể chất, mấu chốt nhất là, hắn tuổi tác. Tên này tồn tại, lại bất quá là 600 tuổi. Mà hai người khác, cô gái đã hơn 1.000 tuổi, nam tử lại là 1.100 hơn tuổi. Cái tuổi này có thể có được như thực lực này. Thiên tư có thể nói nghịch thiên cực kỳ. Bất quá, Diệp Thần sắc mặt như cũ duy trì rửng rưng, lấy hắn hôm nay thực lực, đối với cái này mấy người tự nhiên có biện pháp. Có thể Diệp Thần không thèm để ý, không khác nào Tần Tú Nguyệt hai người không thèm để ý à. Tần Tú Nguyệt cùng Lê Chân Võ, giờ phút này đã là sắc mặt tái mét. Tần Tú Nguyệt có chút khó có thể tin kinh hô các ngươi. Là Chu Quỳnh Yên, Chu Liệt Bạch, còn có Cổ Tuyền. Nguyên bản cậy mạnh thất thường Tần Tú Nguyệt, giọng nhưng là có chút run rẩy, để lộ ra sâu đậm sợ hãi. Tựa như con chuột đụng gặp mèo vậy à. Mà Lê Chân Võ thì hơn nữa không chịu nổi, thân thể đều bắt đầu run rẩy. Hắn thật là cũng muốn khóc lên à, mình tại sao xui xẻo như vậy. Vừa tiến vào trường thi lại đụng phải cái này ba cái hung nhân. Hắn hiện tại đều bắt đầu hối hận tham gia khảo hạch. Vậy mặc áo dài trắng chính là Chu Liệt Bạch. Giờ phút này, hắn quét ba người một mắt, thấy Diệp Thần lúc đó, trong mắt có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh, sắc mặt chính là hơi rét nói, không nghĩ tới, vừa tiến đến liền gặp được ba con kiến, như vậy, nghiền chết tốt. Tần Tú Nguyệt cùng Lê Chân Võ nghe vậy, óc ầm một tiếng, thật là đều phải không cầm được à, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Cái này Chu Liệt Bạch nghe nói trời xanh tính thích giết chóc, xem ra một chút đều không sai. Có thể, ngay tại lúc này. Tay kia cầm ống điếu cô gái, Chu Quỳnh Yên nhưng là phun ra một hơi khói mù, mỉm cười nói, bất quá là con kiến hôi mà thôi, giữ lại vừa có thể đối với ta cùng tạo thành uy hiếp gì. Ngược lại thì vào cái này trường thi, chúng ta muốn ngây ngô thời gian không tính là ngắn, không có người làm ngày ta có thể không có thói quen, sẽ để cho cái này mấy người làm cái khuân vác đi. Làm lao động tay chân là hết sức là khuất nhục chuyện, có thể bây giờ đối với tại Tần Tú Nguyệt hai người mà nói nhưng là thiên đại hảo sự à.
Tần Tú Nguyệt trong lòng còn có chút không cam lòng, mà Lê Chân Võ, nếu không phải Tần Tú Nguyệt vẫn còn ở nơi này, phỏng đoán đều phải cho mấy người biểu diễn phục sát đất. Cái này thật ra thì cũng không thể trách móc hắn, mặc dù ba người Tu Vi và bọn họ không kém nhiều ít, nhưng Tu Vi không khác nào thực lực à. Cái này ba người, cho dù đặt ở Thiên Nhân Vực cũng là nổi danh thiên kiêu. Thiên Nhân Vực gia tộc hạng, rất lớn trình độ quyết định bởi tại trong tộc con em ở trên trời điện bên trong số lượng, mà Chu gia chính là một cái gia tộc lớn. Mà cho dù ở gia tộc như vậy bên trong, Chu Quỳnh Yên, Chu Liệt Bạch, cũng có thể gọi là trong tộc một đời mới kiêu ngạo. Nhưng, nhất sợ hãi, vẫn là tên kia tục tằng thanh niên, Cổ Tuyền. Chu gia huynh muội rất nghịch thiên, nhưng, vẫn còn không có leo lên thần thương bảng, mà đây Cổ Tuyền bất ngờ là thần thương trên bảng nổi danh cường giả. Mấu chốt nhất là, hắn vẫn là một tên đôi bảng yêu nghiệt. Cái gì là đôi bảng người? Chính là, đồng thời, thần ở thần tinh bảng cùng với thần thương bảng người. Thần tinh bảng, hàm kim lượng không cao, nhưng, nếu như là lên một lượt liền đôi bảng, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng à. Tuổi tác chưa đủ 1000 tuổi, liền có leo lên thần thương bảng thực lực, đó mới là xứng đáng không thẹn siêu cấp yêu nghiệt. Tổng thể mà nói, cái này ba người, Tần Tú Nguyệt các nàng không chọc nổi, có thể làm người làm đã là vạn hạnh, nói không chừng đối với các nàng mà nói vẫn là một cái cơ duyên. Nhưng vào lúc này, một mực không nói gì Cổ Tuyền nhưng là đột nhiên cặp mắt híp lại, nhìn về phía Tần Tú Nguyệt nói, người đến từ Thiên Tinh Các. Tần Tú Nguyệt nghe vậy, trong lòng rét một cái, gật đầu nói, không sai, ta là Thiên Tinh Các Tần Tú Nguyệt. Tần Tú Nguyệt, Tần Tử Vi muội muội. Cổ Tuyền khóe miệng đột nhiên dương lên một nụ cười, nụ cười không mang theo hảo ý. Thấy nụ cười này, Tần Tú Nguyệt cảm giác mình cả người đều phải bị đóng kết. Chu Quỳnh Yên nhìn về phía Cổ Tuyền nói, Cổ công tử, ngày này Tinh Các thế nào sao? Cổ Tuyền ngưng mắt nhìn Tần Tú Nguyệt, lạnh lùng nói, ta có một người bạn, vốn là cũng phải tham gia lần này thiên điện khảo hạch, nhưng mà hắn danh ngạch lại bị Tần Tử Vi dùng thủ đoạn đoạt đi. Ha ha, nghe nói, vẫn là vì một cái Dương Chân Vực tiểu tử. Người biết, ta người này nhất nói nghĩa khí, chuyện này tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Tần Tú Nguyệt và Lê Chân Võ nghe vậy, tim hoàn toàn chìm xuống, các nàng đều là ngay tức thì nhìn về phía Diệp Thần, đáy mắt là lửa giận. Vốn là có thể sống sót, chính là bởi vì tiểu tử đáng chết này, cầm bọn họ toàn bộ liên lụy à. Cổ Tuyền chú ý tới hai người ánh mắt, cũng là ánh mắt chớp mắt, hướng Diệp Thần nhìn, có chút cân nhắc nói, sẽ không, cái đó Dương Chân Vực tiểu tử chính là ngươi chứ. Mà Diệp Thần quét Cổ Tuyền một mắt, lười nói chuyện, hắn đã bắt đầu chia phân biệt phương hướng, chuẩn bị rời đi. Còn như cái gì người làm cùng hắn không liên quan, muốn thật nói người làm, cũng là Cổ Tuyền ba người cho hắn làm người làm. Lê Chân Võ nghe vậy, ngay tức thì phẫn nộ quát, Diệp Thần. Người con mẹ nó, nhanh chóng cho Cổ công tử quỳ xuống nói xin lỗi. Người như vậy rác dưới, còn con mẹ nó đoạt Cổ công tử bằng hữu danh ngạch. Thật là không biết phải trái, người cái loại này Dương Chân Vực sơ đẳng người, thì không nên ôm gia nhập thiên điện ảo tưởng. Lê Chân Võ thật phải bị Diệp Thần hành động này giận điên lên à. Đối mặt Cổ Tuyền, Diệp Thần vẫn là ngạo, còn chưa lý, còn muốn trang. Khiêm tốn một chút sẽ chết sao? Hắn ước gì Diệp Thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rất sợ bởi vì Diệp Thần thái độ chọc giận Cổ Tuyền, dính líu đến mình à. Nhưng ai biết, ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là nhìn về phía Cổ Tuyền nói, chúng ta không làm các ngươi người làm, hiện tại, chúng ta phải rời đi. Còn như danh ngạch, không có cướp không cướp, bạn ngươi nếu là không thoải mái, làm sao không tới khiêu chiến ta? Vừa nói, liền nhìn về phía Tần Tú Nguyệt nói, ân huệ, ta đã trả, có đi hay không là các ngươi chuyện. Vừa nói, liền chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp hướng một cái hướng khác bước đi. Trong chốc lát, Cổ Tuyền, Chu Quỳnh Yên, Chu Liệt Bạch ba người, đều là ngu, thử ra. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một cái càn khôn cảnh phế vật ở mình cùng trước mặt người, lại lẩm bẩm làm đến nước này. Nói không làm bọn họ người làm cũng không làm. Nói đi, liền đi. Hoàn toàn không đem bọn họ coi ra gì. Mà Tần Tú Nguyệt cùng Lê Chân Võ, thật là đều phải tê liệt à. Tần Tú Nguyệt quát to, Diệp Thần, ngươi, quá càn rỡ. Thằng nhóc này nhất định chính là tìm chỗ chết phương à, chỉ mỗi mình tìm chỗ chết, còn mang các nàng cùng nhau làm. Diệp Thần câu này cự tuyệt, đủ ba người chết hơn ngàn lần.
mà Cổ Tuyền ba người sắc mặt cũng là hoàn toàn nặng lạnh xuống. Bất quá, Lê Chân Võ nhưng là động trước. Hắn giờ phút này cặp mắt ứ máu, thật là thì phải hóa thân chó điên, thân hình một cái chớp động, liền chắn Diệp Thần trước người, thô trọng thở dốc, gần như điên cuồng gào thét nói, Diệp Thần. Cổ công tử các người là người có thể cự tuyệt sao? Ngươi còn muốn đi, ta lệnh ngươi lập tức quỳ xuống cho Cổ công tử nói xin lỗi, nếu không, đừng trách ta. Nhưng, hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thần chính là trực tiếp nâng lên một cước hướng Lê Chân Võ đá vào. Đám người thấy vậy lại là sửng sốt một chút. Lê Chân Võ ở người ở tại chàng trong mắt, thực lực đếm ngược, nhưng vậy tuyệt không phải một cái càn khôn cảnh tích chữ tại có thể địch nổi, có thể Diệp Thần, nhưng là trực tiếp hướng về phía Lê Chân Võ ra tay. Thằng nhóc này sẽ không tinh thần thật không bình thường chứ. Lê Chân Võ thấy vậy cũng là hoàn toàn bị đốt, trong đầu tràn đầy sát ý, mặt đầy hung tàn vẻ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi không quỳ. Ha ha, tốt, vậy cắt đứt chân ngươi, còn đứng được sao? Hắn cả người linh lực cùng nhau, giơ tay lên liền hướng Diệp Thần trên đùi bắt đi, khóe miệng mang cười gằn, tựa hồ dự định trực tiếp đem Diệp Thần một cái chân xé ra tới. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần chân cùng Lê Chân Võ trưởng phát sinh va chạm. Đúng như đám người dự đoán bên trong như nhau, máu tươi tung tóe, kêu thảm thiết bùng nổ, chỉ bất quá. Giờ phút này, Tần Tú Nguyệt, Chu Quỳnh Yên các người đều là hơi biến sắc mặt, liền liền Cổ Tuyền cũng là con ngươi co rúm một cái, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái đó chảy máu, gào thảm người, không phải Diệp Thần, mà là Lê Chân Võ. Diệp Thần cái này tùy ý một cước, lại là trực tiếp đem Lê Chân Võ một cánh tay đá được nổ tung, cả người cũng là đổ bay ra, trên đất điên cuồng vùng vẫy, trong mắt tất cả đều là khó tin cùng vẻ sợ hãi. Hiện trường không khí, ngay tức thì đọng lại. Đám người suy tư của người, có chút hỗn loạn. Ai vậy không nghĩ tới, Lê Chân Võ lại thật đánh bại, còn bại được khó như vậy xem. Cái này đến từ Dương Chân Vực tiểu tử ngược lại là có mấy phần quỷ dị. Trong đó, nhất sợ hãi không ai bằng Tần Tú Nguyệt liền à. Mới vừa, nàng còn hận không phải đem Diệp Thần thiên kiếm vạn quả, có thể hiện tại nhưng ngu. Nàng không phải là không có nhãn lực, nhìn ra được, Diệp Thần thực lực tựa hồ áp đảo mình bên trên. Mình lúc trước đối với hắn giễu cợt vân, thật là giống như một chuyện thiếu lâm à. Trong chốc lát, trong lòng nàng là một loại sỉ nhục, nhưng, Tần Tú Nguyệt ngược lại càng hận hơn Diệp Thần. Nàng hy vọng Diệp Thần chết. Như vậy, nàng sỉ nhục mới có thể cọ rửa. Diệp Thần xem cũng không có xem Lê Chân Võ một mắt, tiếp tục đi về phía trước đi, một cái thẳng hề, hắn nhịn mấy lần phiền. Nhưng vào lúc này, lại là một bóng người, im lặng xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Tần Tú Nguyệt nhìn người nọ một mắt, mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ vui mừng, người này bất ngờ chính là Cổ Tuyền. Nàng thầm nói, đáng chết Diệp Thần, để cho ngươi trang, lần này ngươi chết chắc. Diệp Thần coi như mạnh hơn nữa cũng không khả năng là Cổ Tuyền đối thủ chứ. Cổ Tuyền hướng về phía Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, cười được xúc mục kinh tâm, lộ ra một hơi bén nhọn được có chút không thuộc về mình răng, mở miệng nói ta để cho ngươi đi. Hắn giọng, bình thản bên trong lại là mang vô cùng hào hùng sát ý, hiển nhiên, chết ở Cổ Tuyền trong tay số người, hơn đến không cách nào tưởng tượng, nếu không, tuyệt không thể nào thuận miệng một câu nói, liền mang theo như vậy sát cơ nồng đậm. Sợ rằng còn chân cảnh sơ kỳ võ giả, ở sát ý này dưới sự xung kích đều sẽ có một chút khiếp đảm. Nhưng, Diệp Thần thần sắc nhưng không có chút nào biến hóa, nếu như cứng rắn muốn nói, đó chính là trong mắt không nhịn được vẻ nồng nặc hơn. Thằng hề, đánh không xong. Hắn chậm rãi mở miệng, chỉ phun ra một chữ. Cút, lười được nói nhiều, Cổ Tuyền còn chưa xứng. Lời vừa nói ra, cái này tranh màu vàng miền đồi núi, thật là đều phải động đất. Không khí đều phải sôi trào à. Nếu như nói, Diệp Thần đánh bại Lê Chân Võ còn chỉ là khiếp sợ, như vậy, giờ phút này, cái này chữ cút, đơn giản là để cho mọi người não tủy, đều có chút phát run. Bọn họ không nghĩ tới, người thật được có thể cuồng, có thể không sợ chết, đến tình cảnh này. Chẳng lẽ, Diệp Thần không thấy rõ Cổ Tuyền thực lực? Mà Tần Tú Nguyệt hơn nữa hưng phấn, cái này còn không chết, người đó chết. Ngay tại lúc này, một đạo hơi thở bỗng nhiên bùng nổ. Nháy mắt tức thì, đúng cái thiên địa tựa hồ cũng âm trầm xuống, Cổ Tuyền thần sắc vô cùng âm hàn nhìn chằm chằm Diệp Thần, xem là tới từ địa ngục ma vương. Cho dù ở thiên nhân vực,
đều không lại có bao nhiêu người nếu kêu lên hắn cút. Cơ thể đồng hồ bên trên, hiện lên đạo đạo quỷ dị đường vân bên trong, tựa hồ hàm chứa một loại làm người ta linh hồn cũng làm run rẩy lực lượng. Cổ tay hắn lộn, một chuôi lưu tinh chùy xuất hiện ở trong tay, cái này lưu tinh chùy hiển nhiên cực kỳ trầm trọng, chỉ là cầm ở trên tay, toàn bộ không gian tựa hồ cũng có một chút vặn vẹo. Vô số luyện đạo vết in ở cơ thể đồng hồ cuồng trào. Tần Tú Nguyệt mắt đẹp bên trong tràn đầy sợ hãi vẻ, Cổ Tuyền cùng nàng cảnh giới khác biệt chừng mực, nhưng thực lực nhưng là ngàn kém vạn đừng à, hôm nay cái này viêm chân vực thiên địa quy luật, tựa như cũng thêm ra ở thân thể vậy, nói là Cổ Tuyền một cái hô hấp liền có thể tung lên cấp 10 lớn gió lốc lớn, dậm chân một cái liền có thể dẫn động hơn 10.000 cây số xác sụp đổ cũng không khoa trương à. Luyện đạo, giống như là điêu khắc thân xác, từ hậu thiên trở lại thiên thiên, cùng thiên địa đại lộ càng phù hợp, nhưng, cho dù dùng khắc kiếm nhất dạng, mỗi người điêu khắc khó dễ độ vậy là bất đồng. Có người vẫn là nguyên thạch lúc cũng đã gần như là tác phẩm nghệ thuật, như vậy thứ nhất, hắn mài thứ tự làm việc so với những người khác, tự nhiên muốn ít hơn rất nhiều, hơn nữa, sau khi hoàn thành chất lượng cũng không phải một cấp bậc. Cổ Tuyền lộ vẻ lại chính là cái loại này được trời ưu đãi người à. Một khắc sau, Cổ Tuyền xúc thế đến đỉnh cấp, thân hình chớp mắt, ngay tức thì từ Diệp Thần trước mặt biến mất, người pháp quỷ dị đến vô ảnh vô tung, cho dù cùng cấp Tần Tú Nguyệt cũng thì không cách nào bắt. Liền liền Chu Quỳnh Yên và Chu Liệt Bạch đều là trong mắt vẻ kinh dị chớp mắt, liền bọn họ cũng chỉ có thể nhìn được tàn ảnh. Phải biết, nơi này chính là Dương Chân vực trăm lần trọng lực à, cho dù so với Thiên Nhân vực cũng là mấy chục lần trọng lực, có thể ở loại địa phương này, còn có tốc độ như thế, Cổ Tuyền coi là thật khủng bố. Mà Diệp Thần, giờ phút này nhưng là đứng tại chỗ, một hơi một tí, ánh mắt căn bản không có đi bắt Cổ Tuyền ý. Mấy người thấy vậy cười. Xem ra, tên này kêu Diệp Thần tiểu tử cũng không quá như vậy, liền Cổ Tuyền bóng dáng cũng không thấy được, cuộc chiến đấu này không thể nào xuất hiện lại cái gì ngoài ý muốn. Bỗng nhiên, không gian tựa hồ hơi chấn động một chút, Cổ Tuyền bóng người ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng, trong tay lưu tinh chùy đã xoay tròn đến biến thành dù sao cũng tàn ảnh, ẩn chứa trong đó lực lượng, tựa như có thể ngưng tụ, một chút nào cũng không có tản mát đi ra, liền gió cũng không có tung lên. Hoàn toàn ngưng tụ ở lưu tinh chùy bên trong. Mà đây lưu tinh chùy ngay lập tức tới giữa liền hướng Diệp Thần đầu lâu một oanh xuống. Thấy cái này một chùy, Chu Quỳnh Yên mấy người hơn nữa chắc chắn, Diệp Thần xong rồi. Trọng lực mạnh, có thật có xấu xa, chỗ tốt chính là xem Cổ Tuyền cái loại này sử dụng trọng lượng cấp vũ khí võ giả, đặc biệt là cái loại này có thể dựa vào trọng lực ra chỉ vũ khí, như vậy, lực công kích liền sẽ đại tăng. Cái này một chùy nếu như đập trên mặt đất, phỏng đoán có thể đập ra nghìn mét hố sâu chứ. Mà hôm nay, Diệp Thần đã không có né tránh cơ hội, thậm chí liền làm ra phản ứng ở bọn họ xem ra cũng rất khó, cho dù làm ra phản ứng, vậy, tối đa cũng chỉ có thể cứng rắn hãn một kích này. Và Cổ Tuyền cứng rắn hãn. Ha ha, chính là một chuyện cười. Người khác không biết, Chu Liệt Bạch bọn họ nhưng mà rất rõ ràng, Cổ Tuyền có đặc thù linh thể tên là Vác Thiên Pháp Thân. Có ý gì? Lực có thể vác thiên. Khoảng cách gần chiến đấu, trọng lực gia trì, có thể nói đem Cổ Tuyền cả người chiến lực tăng lên tới trình độ cao nhất bên trong trình độ cao nhất. Cái này còn có thể thắng. Vậy Diệp Thần có thể bị viết nhập truyền thuyết. Cũng là thằng nhóc này xui xẻo, hoàn toàn chọc giận Cổ Tuyền. Cổ Tuyền ra tay, từ trước đến giờ là không hiểu được nương tay, không có đúng mực. Có thể, không có ai chú ý tới, giờ phút này. Diệp Thần trong mắt nhưng là hơi lóe lên lau một cái nhao nhao muốn thử vẻ. Huyền Hàn Ngọc, mượn ta điểm lực tính. Mọi người ở đây cũng lấy là, Diệp Thần muốn hóa là xương máu, nhưng tại giây phút này, thiên địa tựa hồ cũng có sát na ngừng. Tại sao ngừng? Bởi vì mau. Cái gì mau? Diệp Thần tốc độ, nhanh hơn. Trong nháy mắt, Diệp Thần cho thấy không thể tưởng tượng nổi lực bộc phát, hắn bỗng nhiên quay người sang thân thể đối mặt Cổ Tuyền. Vậy nguyên bản cực nhanh rơi xuống lưu tinh chùy, tựa như vậy bắt đầu pha quay chậm chiếu. Cả thế giới bên trong, tựa như chỉ có Diệp Thần một người có thể lấy bình thường tốc độ hành động. Âm một tiếng, Diệp Thần trong quả đấm bỗng nhiên dâng lên màu đen kiêu căng và ma văn, hướng vậy nện xuống lưu tinh chùy, một quyền đánh ra. Theo Diệp Thần quả đấm đánh ra, trong phảng phất có kim trời tối dương và một khối ma ảnh ở hắn quyền thượng hiện lên. Mà màu đen kia kiêu căng
ngay tức thì cùng đen nhánh kia mặt trời hợp làm một thể. Một khắc sau, thời gian khôi phục, ầm một tiếng nổ vang bỗng nhiên phát ra. Tiếng này nổ vang, điếc tai nhức óc, tựa như toàn bộ Viêm Chân vực đều bị liền sóng âm ảnh hưởng đến. Một đạo mây hình nấm từ trên mặt đất dâng lên, mãnh liệt sóng trùng kích cuộn sạch bốn chuyển, Chu Liệt Bạch, Chu Quỳnh Yên hai người, đứng cũng có chút miễn cưỡng, mà Tần Tú Nguyệt, càng bị lật trên đất, đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau đó, để cho các nàng một màn trọn đời khó quên xuất hiện. Chỉ gặp, một đạo cả người là máu bóng người, ngay tức thì đổ bay ra, đập vào hai người vùng lân cận một tòa núi đá bên trên, núi đá ngay tức thì nghiền, bóng người kia mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, rơi trên mặt đất. Đám người hướng bóng người kia nhìn, suy nghĩ ngay tức thì động lại. Tại sao? Bởi vì, người này chính là Cổ Tuyền à. Mấu chốt nhất là, Cổ Tuyền giờ phút này gương mặt bên trên viết đầy khó tin thần sắc, hắn cả người đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cái tay kia cầm lưu tinh chùy tay, lại là lấy vô cùng kinh khủng tư thế vặn vẹo hướng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Có thể nói, hoàn toàn phế. Không chỉ có như vậy, cuồn cuộn máu tươi, cuồn cuộn không ngừng từ trên người xông ra, xương cốt cũng không biết vỡ vụn nhiều ít. Cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Chu Quỳnh Yên các người không dám tin, hô hấp cũng động lại, nói thật, mới vừa rồi bọn họ thậm chí không có thấy rõ ràng, Diệp Thần là làm sao xuất thủ. Làm sao chỉ trước mắt, Cổ Tuyền liền trọng thương. Hơn nữa, đây chính là có vác thiên pháp thân Cổ Tuyền à. Trong chốc lát, một loại vô hình khủng bố từ bọn họ trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ là đụng quỷ? Chu Quỳnh Yên cùng Chu Liệt Bạch ngay tức thì tiến vào trạng thái chiến đấu, cả người hơi thở bùng nổ, Chu Quỳnh Yên trong tay nhiều hơn một chuôi roi dài, mà Chu Liệt Bạch chính là hai tay nắm một chuôi cự kiếm. Nhưng vào lúc này, Cổ Tuyền nhưng là thanh âm có chút run rẩy, khẽ quát một tiếng nói, dừng tay. Trong chốc lát, Chu Quỳnh Yên cùng Chu Liệt Bạch, sửng sốt. Bọn họ lại từ gần đây không sợ trời, không sợ đất cốt quyền thanh âm bên trong, nghe được một chút sợ hãi mùi vị. Cổ Tuyền, cái này, là sợ. Ngay tại lúc này, bụi khói tản đi, chỉ gặp, một tên thanh niên khẽ cau mày, nhìn mình quả đấm, vậy thần sắc tựa hồ đối với mới vừa nhất kích có chút chưa hài lòng. Trên thực tế, vậy đúng là như vậy. Sử dụng hỗn độn khí diễm cùng hủy diệt hắc dương dung hợp nhất kích, đây là Diệp Thần lần đầu tiên thực chiến. Nhưng, hiệu quả không phải rất lý tưởng, vốn là, hắn là muốn đem Cổ Tuyền nửa người nổ nát. Dẫu sao cái này bên trong còn có một chút huyền hàn ngọc lực lượng. Nhưng, hai loại lực lượng dung hợp, hắn lại không có nắm trong tay tốt. Diệp Thần lẩm bẩm nói, xem ra, tìm cơ hội, được nhiều và cường giả thực chiến mấy lần. Loại chuyện này, chỉ có thể ở trong thực chiến tăng lên. Mà Chu Quỳnh Yên, Chu Liệt Bạch đã không nhịn được có vẻ run rẩy. Cùng Cổ Tuyền chống cự nhất kích, Diệp Thần lại là không chút tổn hao nào. Cái này thiệt hay giả? Bọn họ rốt cuộc gặp phải cái gì quái vật à? Cũng khó trách, Cổ Tuyền sẽ kinh sợ. Diệp Thần liếc Chu Quỳnh Yên cùng Chu Liệt Bạch một cái nói, làm sao, ta không thể đi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu liên tục, giờ phút này, nào còn có ban đầu như vậy chấp trưởng đại quyền xanh sát, ra lệnh thái độ. Ngoan được không thể lại ngoan. Diệp Thần vừa quay người, liền trực tiếp hướng chọn phương hướng rời đi. Mà ngồi dưới đất Tần Tú Nguyệt đã hoàn toàn thử ra, và người gỗ như nhau, nàng chỉ cảm thấy, nửa mình dưới tựa hồ có cái gì vật ấm áp tràn ra. Diệp Thần sau khi đi, Chu Quỳnh Yên đỡ dậy Cổ Tuyền nói, Cổ công tử, như thế nào? Cổ Tuyền nhịn đau đem tay mình, bày trở về, sắc mặt có chút trắng xám, chán nản nói, cái tay này cho dù lấy ta pháp thân, không có mấy năm không cách nào khôi phục. Nói tới chỗ này, Cổ Tuyền trong mắt lại là hiện lên lau một cái nghĩ mà sợ vẻ nói, hắn công kích quá quỷ dị, có hủy diệt mùi vị, chẳng biết tại sao, so với ta tiếp xúc qua hủy diệt đạo vận càng cường đại hơn. Người bất kỳ bị như vậy công kích gây thương tích cũng sẽ rất thảm. Chu Quỳnh Yên mặt đẹp một trắng, vác thiên pháp thân, không chỉ có lực lượng cực mạnh, thể chất cũng là nghịch thiên, có thể, cho dù là Cổ Tuyền đều phải mấy năm mới có thể khôi phục. Chu Liệt Bạch có chút không cam lòng nói, chẳng lẽ, ta ba người liên thủ liền một chút cơ hội cũng không có. Hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận, mình đám người và Diệp Thần chênh lệch lớn như vậy. Cổ Tuyền thở dài một cái nói, hắn muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, người này, không nên trêu chọc, chúng ta đi. Những lời này,
để cho Chu gia huynh muội hoàn toàn tuyệt vọng. Các nàng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, Dương Chân Vực, làm sao sẽ xuất hiện loại quái vật này. Dứt lời, hắn hướng Diệp Thần rời đi phương hướng, nhìn một cái, lựa chọn một cái thả đường đi tiếp, có chút lệch con đường. Mà đám người sau khi rời đi, ước chừng qua nửa giờ, Tần Tú Nguyệt mới khôi phục thần trí, nhìn ướt đẫm quần và trên đất giọt nước, nàng thật là không đất dung thân, đổi quần sau đó, ảo não hướng một cái hướng khác đi. Bên kia, Diệp Thần ở lớn bên trên nhanh chóng mà đi trước, hắn phải nhanh một chút đến gần Nam Đoan. Cái này viêm chân hỏa cùng với viêm chân hỏa linh, đối với hắn cũng cực kỳ trọng yếu, Diệp Thần cũng không muốn bị những người khác chiếm tiên cơ. Đồng thời, hắn khổng lồ thần niệm thả ra, tìm kiếm trên đường đi địa hỏa cái hố. Mặc dù, phần lớn địa hỏa cái hố tập trung ở Nam Đoan, nhưng, những khu vực khác cũng có một ít. Đây là, Diệp Thần thần sắc động một cái, có phát hiện. Thân hình hắn chớp mắt, liền đi tới một nơi lồng chảo bên trong, tiện tay một quyền, liền đem cái này lồng chảo phần đáy, đánh ra một cái lỗ thủng to. Nháy mắt tức thì, vô cùng nóng bức hơi thở, đập vào mặt, mà ở trước mắt thì xuất hiện một cái lượn lờ ánh sáng đỏ thẫm to lớn hố lửa. Nhìn lửa kia cái hố, Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nói, đây chính là địa hỏa cái hố. Đất này hố lửa, nhìn như tựa hồ có chút bình thường. Bất quá, làm Diệp Thần cảm nhận được, vậy màu cam sắc hơi phát kim ngọn lửa bên trong, hàm chứa khủng bố hỏa lực sau đó, chính là hoàn toàn hưng phấn. Cái này viêm chân hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền à. Đất này hố lửa quy mô, chừng mực, nhưng, nếu như đem cái này viêm chân hỏa toàn bộ hấp thu, huyền diễm có thể có cái nho nhỏ tăng lên chứ. Lúc này, Diệp Thần không do dự nữa, ngay tức thì tiến vào hố lửa bên trong, cái loại này cỡ nhỏ hố lửa viêm chân hỏa, đối hắn hôm nay thân xác mà nói không tính là cái gì. Một khắc sau, Diệp Thần miệng liền mở ra lại là đem vậy cuồn cuộn viêm chân hỏa giống như cá voi hút nước vậy, nuốt vào trong cơ thể, đồng thời, vận chuyển huyền diễm điên cuồng luyện hóa cái này viêm chân hỏa. Huyền diễm, thật là giống như là hổ nhập bầy cừu vậy, vô cùng hưng phấn, mà viêm chân hỏa mặc dù muốn phản kháng, nhưng, ở Diệp Thần dưới áp chế, hết thảy phản kháng cũng chỉ là phí công. Đại khái một lúc lâu sau, Diệp Thần rốt cuộc đem lửa này cái hố bên trong viêm chân hỏa chiếm đoạt hầu như không còn. Hắn ngón tay duỗi một cái, đầu ngón tay chỗ toát ra một món ngọn lửa màu bạc, chỉ là, cái này ngọn lửa màu bạc bề ngoài nhưng là nhiều lau một cái tranh ánh sáng màu đỏ. Cảm thụ vậy bộc phát bạo liệt hỏa lực, Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, một khắc sau, hắn khẽ quát một tiếng, vận chuyển phần huyết quyết. Cuồn cuộn ngọn lửa bạc bao trùm quanh thân, dâng trào cực kỳ lực lượng, trong người thân thể bên trong dâng trào. Thời khắc này Diệp Thần, liền tựa như ngọn lửa chiến thần vậy. Hắn tùy ý quơ mấy quyền, chính là nhấc lên cuồng bạo gió bão. Hơn nữa, quyền ý bên trong đã thiên nhiên mang theo một chút hỏa chi đạo vận, càng lộ vẻ nổ tung. Cái này một cái nho nhỏ hố lửa, đại khái để cho Diệp Thần thi triển phần huyết quyết lúc đó, lực lượng tăng lên 0,1% chừng. Không muốn xem nhẹ cái kết quả này, đã rất tốt. Dẫu sao, chỉ là một lửa nhỏ cái hố, đến như vậy chân chính cỡ lớn địa hỏa cái hố, viêm chân hỏa số lượng đúng là cái này nhỏ hố lửa gấp vạn lần, thậm chí còn triệu lần, dù sao cũng lần. Dĩ nhiên, càng về sau, huyền diễm muốn tăng lên vậy bộc phát khó khăn, dẫu sao, tăng lên nữa đều phải vượt qua vực ngoại thần hỏa cấp bậc. Diệp Thần đem ngọn lửa vừa thu lại, đang chuẩn bị tiếp tục lên đường, nhưng vào lúc này, hắn nhưng là đột nhiên ánh mắt chớp mắt, hướng một cái hướng khác nhìn. Chỉ gặp, nơi đó xuất hiện một bóng người. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, nam tử kia vậy nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt của hai người cách nhau rất xa, xảy ra va chạm, mơ hồ, ở trong không khí đụng ra một hồi tia lửa. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, người này ánh mắt ngược lại là khá là ác liệt. Bất quá, đây cũng không phải Diệp Thần để ý nhất, Diệp Thần để ý là hắn võ đạo. Cách đó không xa xuất hiện là một tên nhìn qua, 18-19 tuổi thiếu niên, ăn mặc 10 phần lôi thôi, mặc dù, quần áo chất liệu là thượng hạng linh vật, nhưng, chẳng biết tại sao, mặc dù không bẩn, nhưng đều bị hắn xuyên phá. Mà đây tên thiếu niên, đối hắn vậy tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý vậy. Đồng thời, thiếu niên tu vi vậy không coi là bao nhiêu kinh người, còn chân cảnh sơ kỳ mà thôi, so với Lê Chân Võ còn kém hơn một chút. Dĩ nhiên, tuổi tác của nó so Lê Chân Võ nhỏ hơn được nhiều, thậm chí,
so Cổ Tuyền đều phải nhỏ, tuổi tác chỉ là hơn 300 tuổi thôi. Nhưng, thà bề ngoài tương đối nhưng là một loại cả người tản ra võ đạo ý vận. Vậy, là một loại bác đại, tinh thâm, mơ hồ có nhắm thẳng vào võ đạo căn nguyên ý vị ý vận. Người thanh niên này, ở đạo vận, quy luật, ý vận các phương diện, hiển nhiên đều có thành tựu cực cao. Chỉ bất quá, để cho Diệp Thần có chút kỳ quái phải, người này ánh mắt mặc dù ác liệt, nhưng hơi quá trong suốt. Ánh mắt trong suốt là chuyện tốt, có thể ở võ giả bên trong cũng không bình thường. Huống chi, ánh mắt của thiếu niên này có thể nói so trẻ sơ sinh còn muốn trong suốt, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại người này, không phải nói không tồn tại, nhưng, ở võ giả thế giới, cơ hồ không thể có thể sống sót. Mà lúc này, vậy thiếu niên cũng đúng Diệp Thần lộ ra vô cùng hiếu kỳ thần sắc, bước nhanh hướng Diệp Thần đi tới. Cơ hồ chỉ là mấy cái chớp động, liền vượt qua ngàn dặm xa, đi tới Diệp Thần trước mặt. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, ta kêu Chu Uyên. Diệp Thần. Chu Uyên vô cùng là nghiêm túc nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, người võ đạo rất tốt, vậy rất đặc biệt, ta rất thích, ta muốn cùng ngươi tỉ võ. Diệp Thần nghe vậy, cũng không do được sửng sốt một chút, có chút ngu. Hai người xa lạ, đi lên lẫn nhau báo họ tên sau này, câu nói đầu tiên là tỉ võ. Loại chuyện này, ngược lại cũng không hiếm thấy, nhưng, vậy đều là có mục đích khác. Có thể Diệp Thần biết, Chu Uyên là thật chỉ muốn tỉ võ à? Tỉ võ cũng không phải không được. Nhưng, này người nói chuyện chân thực có chút quá trực tiếp. Ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, Diệp Thần, thằng nhóc này chỉ sợ là dù sao cũng năm khó khăn được vừa gặp, có sáng rực võ hồn người. Sáng rực võ hồn. Cái này sáng rực võ hồn, có thể nói thuộc về thể chất, cũng thuộc về tư chất một loại, cực kỳ hiếm thấy, cũng vô cùng nghịch thiên. Tiềm lực không thể giới hạn, chỉ là ở đạo tâm phương diện này, liền cơ hồ đứng sau ngươi võ tổ đạo tâm, hơn nữa, sáng rực võ hồn chỗ tốt, xa vượt quá cái này một cái. Bất quá, cái này sáng rực võ hồn có cái tật xấu, chính là người có tư tưởng 10 phần đơn thuần, trừ võ đạo, những chuyện khác cơ hồ không thế nào để ý. Nếu là có thể, đem người này nhận lấy, hắn có đi theo ngươi tư cách. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt sáng. Huyền Hàn Ngọc ánh mắt. Hắn là rất rõ ràng, liền nàng đều như vậy khen, cái này Chu Uyên có nhiều nghịch thiên có thể tưởng tượng được. Diệp Thần khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười nói, ta tại sao phải cùng ngươi so. Chu Uyên nghe vậy sửng sốt một chút, cau mày nói, theo đuổi võ đạo, tự nhiên muốn so với võ. Diệp Thần nhưng là lắc đầu nói, ngươi theo đuổi ngươi võ đạo, ta theo đuổi ta võ đạo, ngươi cần tỉ võ, không đại biểu ta cũng cần. Chu Uyên gãi đầu một cái, có chút khó khăn. Trên thực tế, hắn cũng không phải là đối với người nào đều muốn tỉ võ, thậm chí rất ít có người có thể để cho hắn có tỉ võ ý tưởng. Bởi vì, từ ra đời bắt đầu, hắn liền phát hiện, mình cùng những nhân cách khác cách không vào, những người khác võ đạo ở hắn trong mắt tựa như cùng một loại trò đùa. Để cho hắn căn bản không để được chút nào hứng thú. Cho tới hôm nay, hắn rốt cuộc phát hiện có thể nói là đồng loại tồn tại, một cái có cực kỳ sợ hãi võ đạo. Hơn nữa, tuổi tác so mình còn trẻ rất nhiều người. Nguyên bản hắn lấy là, Diệp Thần khẳng định cũng cùng hắn có vậy ý tưởng, nhưng ai có thể nghĩ đến lại bị cự tuyệt. Chu Uyên ánh mắt chớp mắt, đang chuẩn bị cưỡng ép ra tay, ép Diệp Thần cùng mình tỉ võ, có thể, bỗng nhiên, hắn lại là sửng sốt một chút. Ban đầu, hắn bị Diệp Thần võ đạo hấp dẫn, thậm chí không có phát hiện, Diệp Thần lại chỉ là một tên càn khôn cảnh tồn tại. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, sợ rằng, sẽ trực tiếp trong nháy mắt giết Diệp Thần chứ. Như vậy còn như thế nào tỉ thí võ đạo? Chu Uyên không khỏi được gãi đầu một cái nói, người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cùng ta tỉ võ? Diệp Thần mỉm cười nói, chỉ là tỉ võ, ta không có hứng thú, nhưng, nếu như, ta đang so võ bên trong thắng ngươi, ngươi liền đi theo cùng ta, làm thủ hạ ta, nghe mệnh lệnh ta làm việc nói, ta ngược lại là có thể đáp ứng ngươi. Chu Uyên nghe vậy. Mặt hiện vui mừng, không chút do dự mở miệng nói, được. Như vậy điều kiện, vậy võ giả cũng không thể đáp ứng, ai sẽ vì tỉ võ bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Thậm chí, Diệp Thần liền mình thua tỉ thí thế nào đều không nói, cơ hồ không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng, đối với có sáng rực võ hồn Chu Uyên mà nói, hắn xem trọng chỉ có võ đạo, chỉ cần có thể thỏa mãn hắn đối với Diệp Thần võ đạo tò mò,
có thể tăng tiến hắn ở trong võ đạo hiểu, cái gì giá phải trả hắn cũng có thể tiếp thụ. Trên thực tế, Chu Uyên loại người này là rất nguy hiểm, nếu như bị người cố ý lợi dụng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nếu là có thể bị Diệp Thần thu phục, đối với cả thế giới mà nói đều có thể nói coi như là một loại chuyện tốt. Dĩ nhiên, muốn để cho Chu Uyên một mực đi theo ở bên người, cũng không phải ai đều có thể làm được, dẫu sao, một khi ngươi võ đạo, lại cũng không có có thể quá hấp dẫn Chu Uyên địa phương, như vậy hắn liền sẽ rời đi. Thậm chí, vì không trái với cùng ngươi ước định, hắn còn sẽ đem ngươi tiêu diệt. Bất quá, loại vấn đề này, đối với Diệp Thần mà nói không tồn tại. So thiên phú, so tốc độ tiến bộ, lại yêu nghiệt kinh khủng, đối với hắn mà nói, cũng không đủ xem. Diệp Thần ngay cả có như vậy tự tin và sức lực. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đối với Chu Uyên hỏi, người nghĩ thế nào so? Chu Uyên nghiêm túc nói, người ta không cần linh lực, chỉ so với võ đạo. Hắn tu vi, so Diệp Thần cao hơn quá nhiều, như là dùng linh lực, đối với Diệp Thần không công bình, hắn võ đạo có thể không cách nào hoàn mỹ phát huy, cái này tự nhiên không phải Chu Uyên mong muốn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, trên thực tế, cho dù là chân chính chiến đấu, Diệp Thần cũng không có bất kỳ vấn đề, nhưng, hắn cũng không có giải thích cái gì, gật đầu nói, phải, động thủ đi. Tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời ra tay. Nháy mắt tức thì, thiên địa quy luật, mơ hồ chấn động. Hai người, mặc dù không có vận dụng linh lực, nhưng, võ đạo cường đại đến tầng thứ nhất định, là có thể ra tay liền dẫn động quy luật. Diệp Thần hướng về phía Chu Uyên đánh ra một quyền, nhìn như bình thường không có gì lạ một quyền. Có thể, đối mặt một quyền này, Chu Uyên trong mắt nhưng là thành tựu xuất sắc lộ ra. Tựa như nhìn thấy gì bảo tàng vậy. Hắn trên mặt hiện lên vô cùng thần sắc hưng phấn, giống vậy một quyền đánh ra. Một quyền này, so sánh với Diệp Thần lộ vẻ được liền muốn ác liệt nhiều, quyền thế uy mãnh, quyền kính cương liệt, nhưng, mới vừa bên trong lại mang mềm. Hơn nữa vô cùng cái cổ ý, thiên biến vạn hóa. Có thể gặp, Chu Uyên đã đem vô số cao cấp quyền pháp tu luyện đến thông hiểu đạo lý bước. Thấy một quyền này, Diệp Thần trong mắt cũng là hiện lên vẻ tươi đẹp. Một khắc sau, hai quyền chạm nhau. Rõ ràng, là không có dùng linh lực hai quyền, nhưng là nhấc lên vô tận gió bão, làm không gian cũng hơi chấn động. Một quyền này, có thể nói hai người bên tám lạng, người nửa cân. Nhưng cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Tám càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha xuất sắc ngày mai tiếp tục. Diệp Thần hai tay ngay cả động, ánh mắt bạo tránh, không ngừng ra tay, mỗi một đánh cũng hàm chứa hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ, bao gồm hủy diệt đạo vận, hồng mông cổ pháp, hồn thể đổi thành, hỗn độn khí diễm cùng căn nguyên hóa sinh, cao nhất thể nói, thái thượng thiên ma thể, lăng tiêu võ ý, yêu lực cùng linh lực hòa hợp chờ một chút. Nếu muốn đánh, Diệp Thần cũng là không giữ lại chút nào, hơn nữa, hiếm có như thế một khối gần như hoàn mỹ thử kim thạch, Diệp Thần giống vậy muốn kiểm chứng một phen võ đạo của mình. Trận chiến này, bất luận thắng thua, Chu Uyên đều sẽ có rất lớn thu hoạch, nhưng, Diệp Thần thu hoạch giống vậy không nhỏ. Mà Chu Uyên trong mắt chính là hiện lên lau một cái cuồng nhiệt vẻ. Hắn lên tiếng cuồng cười một tiếng, đây là hắn lần đầu tiên trong đời gặp phải có thể để cho mình đem võ đạo tinh tế thi triển ra người à. Chu Uyên quanh thân võ ý kích động, cùng Diệp Thần điên cuồng đối oanh trước, mỗi một đánh cũng là đem sở học mình, hiểu ra, thi triển đến trình độ cao nhất. Hai người trong mắt đều là sạch bóng cuồng tránh. Nửa trụ nhang sau đó, Diệp Thần đem võ đạo của mình hoàn toàn ánh chứng một lần sau đó, khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên rút lui, rồi sau đó, hơi xúc thế sau đó, giơ tay lần nữa đánh ra một quyền. Một quyền này đánh tới nháy mắt. Chu Uyên chỉ cảm thấy, mình xuất hiện trước mặt một cái màu đen vòng xoáy. Một cái có thể chôn vùi vạn vật vòng xoáy. Diệp Thần lại là đem mình võ đạo hoàn toàn sáp nhập vào một quyền như vậy bên trong. Chu Uyên ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, giống vậy đánh ra một quyền, mà một quyền này liền tựa như một vòng nắng gắt, một vòng chiếu khắp đại đạo nắng gắt. Hắn giống vậy đem võ đạo của mình hoàn toàn bơm vào ở một quyền này bên trên. Nháy mắt tức thì, hai quyền chạm nhau. Hai người nhà cái này một phương thiên địa, chợt rung rung một tí, quy luật cũng mơ hồ vặn vẹo. Tựa hồ vậy đang cảm thán cái này hai tên thanh niên võ đạo mạnh. Lần này, không còn là bên tám lạng, người nửa cân, một đạo thân ảnh liền lùi mấy bước.
hắn trên gương mặt hiện lên vô cùng là khiếp sợ thần sắc, con người co rúm lại, ở trước mặt hắn treo đậu chỉ một quả đấm. Diệp Thần chậm rãi thu hồi quyền, nhìn về phía trước mặt kinh ngạc thiếu niên nói, ngươi, bại. Chu Uyên trong chốc lát chưa tỉnh hồn lại, hắn kinh ngạc, ngược lại không phải là bởi vì là mình bại, mà là bởi vì, mới vừa Diệp Thần võ đạo dung hợp bộc phát ra lực lượng, chân thực quá mạnh mẽ, cũng quá ra hắn ý liệu. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, võ đạo lại vẫn mới có thể có loại biến hóa này. Trận chiến này có thể nói thật to nới rộng hắn tầm mắt, thậm chí, bế quan một đoạn thời gian, hắn võ đạo tất nhiên có thể có tăng lên. Chỉ chốc lát sau, Chu Uyên mới hoàn hồn lại, nhìn trước mặt Diệp Thần, một bái xuống nói, thuộc hạ Chu Uyên, ra mắt công tử. Nguyện thua cuộc, huống chi Chu Uyên đã bị Diệp Thần võ đạo hoàn toàn khuất phục, cho dù Diệp Thần không yêu cầu, hắn vậy nguyện ý đi theo ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần cười nói, đứng lên đi. Thu phục một cái như vậy tiềm lực cực mạnh yêu nghiệt, Diệp Thần tâm tình cũng xem là tốt. Cho tới nay, hắn phần lớn đều là đơn đả độc đấu, nhưng, tiến vào thiên điện như vậy đồ vật khổng lồ sau đó, cho dù là hắn chỉ sợ cũng cần bồi dưỡng mình ở thiên nhân vực thế lực. Còn như Thái Huyền trận hoàng người, phần lớn tinh thông trận đạo, thực tế tác chiến tất nhiên không mạnh. Thu phục Chu Uyên, cũng coi là một cái thử nghiệm. Đây là, Chu Uyên hỏi, công tử, hiện tại chúng ta làm gì? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, ta là dự định mau sớm hướng Nam Đoan tiến về trước, chiếm đoạt cỡ lớn địa hỏa cái hố, ngươi có đề nghị gì? Chu Uyên nói, công tử, ngươi có thể không biết, cái này Viêm Chân vực ban ngày mặc dù vô cùng nóng bức, có thể, ở giữa đêm nhưng là cực kỳ giá rét, những cái kia Viêm Chân hỏa mạch năng lượng đem sẽ toàn bộ thu liễm, mà toàn bộ Viêm Chân vực nội kinh thường cũng sẽ tung lên một loại vô cùng là đặc thù gió lạnh. Cho dù còn chân cảnh võ giả cũng thật khó chống đỡ gió lạnh đi tới trước, còn khả năng gặp phải nguy hiểm. Theo ta ý kiến, so với là ổn thỏa phương pháp, là trước lúc trời tối, chạy tới một ít tạm thời thành trì bên trên tạm thời ở, sáng sớm ngày thứ hai, lại xuất phát. Chu Uyên mặc dù là một võ sĩ, nhưng không đại biểu hắn không hiểu được suy tính, chỉ là, rất nhiều chuyện hắn không quan tâm mà thôi. Thậm chí, hắn thân là thiên nhân vực yêu nghiệt, có thể tiếp xúc được tin tức so Diệp Thần nhiều được hơn, đối với Viêm Chân vực cũng càng tăng thêm rõ ràng. Hôm nay, hắn đã trở thành Diệp Thần thuộc hạ, như vậy, ở lòng hắn bên trong liền sẽ đóng vai tốt nhân vật này, toàn tâm là Diệp Thần phục vụ. Diệp Thần chân mày khều một cái, tình báo này hắn ngược lại là lần đầu tiên biết, càng làm hắn bất ngờ phải, cái này Viêm Chân vực vẫn còn có tạm thời thành trì. Hắn không khỏi phải hỏi nói, cái này tạm thời thành trì là cái gì? Chu Uyên đáp, tạm thời thành trì, vốn là một ít ở trong hạo kiếp gìn giữ xuống cổ trấn, mà thiên nhân vực một ít thương hội khi biết nơi đây đem sẽ thành tựu thiên điện chỗ khảo hạch sau đó, liền cùng thiên điện thương nghị, lấy được tu sửa, xây lại những thứ này cổ trấn tư cách, cho nên, bọn họ liền ở nơi này chút cổ trấn trên làm lên làm ăn, cái này cổ trấn bên trong nhà có chống đỡ vậy gió lạnh công hiệu. Diệp Thần gật đầu nói, được, chúng ta liền tạm thời đi những thứ này tạm thời thành trì. Người có biết vị trí cụ thể? Cái này gió lạnh lấy Diệp Thần thể chất chưa chắc có ảnh hưởng, bất quá, để đạt được an toàn, trước hay là tiến vào cái này tạm thời thành trì, đến tối xem xét một chút tình huống. Chu Uyên nói, phía trước cách đó không xa, thì có một tòa tên là Bảo Kim Thành tạm thời thành trì, chúng ta có thể ở nơi đó đặt chân. Một khắc sau, hai người thân hình động một cái, chính là hướng Bảo Kim Thành đi. Trên đường, Chu Uyên nhìn về phía Diệp Thần hỏi, công tử, ta có thể hay không hỏi ngươi một cái vấn đề? Ngươi hỏi. Chu Uyên ánh mắt lóe lên nói, công tử, người võ đạo bên trong nhưng mà đem hồn võ kết hợp với nhau. Đây là làm sao làm được? Diệp Thần cười nói, không sai, làm sao, người muốn học? Chu Uyên nghe vậy, có chút kích động nói, công tử nguyện ý dạy ta. Diệp Thần nói, không thành vấn đề. Chu Uyên trên mặt ngay tức thì hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, hắn nói cho cùng còn là một võ sĩ, coi trọng nhất chính là võ đạo. Đồng thời, hắn đối với Diệp Thần vậy bộc phát cung kính. Đối với truyền thụ Chu Uyên võ đạo, Diệp Thần không hề mâu thuẫn, hắn rất rõ ràng, chỉ cần Chu Uyên võ đạo không có áp đảo mình bên trên, như vậy liền sẽ vĩnh viễn trung thành đi xuống, mà Diệp Thần có tự tin này, dẫu sao hắn là luân hồi chi chủ. Đã như vậy, Chu Uyên thực lực dĩ nhiên là càng cường đại càng tốt. Huống chi, cũng không phải Diệp Thần nguyện ý truyền thụ, Chu Uyên là có thể học biết, ví dụ như,
hồn võ tương hợp phương diện này, Chu Huyên có thể có được thu hoạch không nhỏ, bởi vì, hắn có sáng dực võ hồn, thần hồn thượng bản tới liền thuộc về được trời ưu đãi loại hình, vì vậy, hồn võ tương hợp chi đạo, đối với Chu Huyên có thể nói là khá là thích hợp. Nhưng, thân xác tu hành chi đạo đâu? Phương diện này, Chu Huyên muốn học sẽ rất khó, mặc dù, Chu Huyên thân xác tư chất ở nhân tộc bên trong cũng coi là vô cùng là yêu nghiệt, nhưng, so với Diệp Thần, vẫn còn rất kém xa. Diệp Thần đột nhiên có chút hiếu kỳ nói, Chu Huyên, người thực lực ở thiên nhân vực trẻ tuổi một đời bên trong thuộc về cái gì trình độ? Chu Huyên nói, công tử có biết thần thương bảng? Diệp Thần gật đầu một cái. Chu Huyên nói, cái này thần thương bảng, trên thực tế là năm đại thiên điện xếp hạng, trên bảng trước 1000, có thể nói đều là thiên điện coi trọng nhân tài, mà ta mặc dù chỉ có còn chân cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng ta chém chết qua mấy vị còn chân cảnh hậu kỳ tồn tại, ta cực hạn cụ thể ở đâu, ta cũng không rõ ràng, bất quá, ta ở thần thương trên bảng hạng thứ 231. Diệp Thần nghe vậy, có chút kinh ngạc. Căn cứ hắn phán đoán, Chu Huyên thực lực thật sự là vượt xa cảnh giới. Mặc dù không như mình, nhưng, giống vậy còn chân cảnh trung kỳ tồn tại, tuyệt không phải là hắn đối thủ, thậm chí, đối mặt còn chân cảnh hậu kỳ võ giả, vậy miễn cưỡng có sức đánh một trận, nhưng dù vậy, còn có hơn 200 người so hắn mạnh hơn. Cái này thiên nhân vực võ đạo, quả nhiên khủng bố. Bất quá, lần khảo hạch này bên trong, ngược lại là chưa chắc sẽ gặp nhiều như vậy cường địch, dẫu sao, những cái kia chân chính cường đại yêu nghiệt. Sợ rằng đã bị cái khác mấy đại thiên trong điện định trở thành môn hạ đệ tử. Giờ phút này, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, viêm chân hỏa mạch lực lượng vậy bắt đầu thu liếm, không khí bên trong nguyên tố lửa linh lực cũng là thật nhanh tràn vào dưới đất, nguyên bản hơn 1000 độ nhiệt độ thật nhanh hạ xuống, đảo mắt cũng đã thấp hơn liền cái gọi là tuyệt đối linh độ. Mà lúc này, một tòa thành chỉ vậy mơ hồ xuất hiện ở Diệp Thần cùng Chu Huyên trước mắt. Chu Huyên chỉ một cái vậy thành chỉ nói, công tử. Nơi đó chính là Bảo Kim Thành, do một cái kêu là Minh Sông Thương Hội thế lực đưa vào hoạt động, cái này Minh Sông Thương Hội cũng là thiên nhân vực 9 đại thương hội một trong, phụ thuộc vào tại Đông Hoàng Thiên Điện. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Chu Huyên liền tiến vào chỗ tòa này Bảo Kim Thành. Cái này Bảo Kim Thành nhìn như mặc dù có chút đổ nát, dẫu sao là vậy trải qua hạo kiếp cổ trấn tu bổ mà thành, nhưng, giờ phút này trong thành nhưng đã có không thiếu võ giả. Hai người vừa vào thành, có thể nói liền trở thành đám người bên trong tiêu điểm. Đây có hai phương diện nguyên nhân, một mặt, Diệp Thần tu vi thật sự là thái quá chói mắt. Giống như, thi vào trường đại học trên trường thi đột nhiên xuất hiện một cái 3-4 tuổi đứa nhỏ, hút không hấp dẫn con ngươi. Ở thấp nhất đều là còn chân cảnh khảo hạch người bên trong, đột nhiên xuất hiện một tên càn khôn cảnh tồn tại, muốn không bị chú ý đều khó. Trên phương diện khác, chính là bởi vì Chu Huyên. Trên thực tế, thần thương bảng hạng trước 300 yêu nghiệt, ở toàn bộ thiên nhân vực cũng có thể nói là cực kỳ nổi danh tồn tại, đặc biệt là xem Chu Huyên như vậy tính cách vô cùng có đặc điểm yêu nghiệt. Chu Huyên ở thiên nhân vực, có một cái ngoại hiệu, gọi là trời xanh võ tử. Ý chính là hắn từ ra đời bắt đầu, chính là võ đạo mà sống, võ si bên trong võ si. Trong chốc lát, không thiếu võ giả đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngày này sinh võ tử không phải trong lòng từ trước đến giờ chỉ có võ đạo đều không nguyện cùng người kết giao sao? Làm sao sẽ cùng một cái càn khôn cảnh tiểu tử phối hợp chung một chỗ? Bất quá, bởi vì nguyên nhân này, chú ý hai người võ giả nhưng là số ít bên trong số ít, rất nhiều người, mặc dù nghe nói qua trời xanh võ tử danh hiệu, nhưng, chân chính biết Chu Huyên, biết hắn tướng mạo cũng không hơn. Chu Huyên và Diệp Thần đối với mọi người ánh mắt đều là chút nào sẽ không để ý. Bọn họ sớm thành thói quen, vậy cũng không thèm để ý. Chu Huyên đối với Diệp Thần hỏi, công tử, ngài đói không? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, tu vi đến bọn họ cảnh giới này, trên thực tế là không cần ăn cơm, nhưng, cái này viêm chân vực trọng lực quá mạnh mẽ, ở nơi này viêm chân vực bên trong hoạt động khó tránh khỏi sẽ thật to trầm trọng hơn thể lực tiêu hao, cho dù là còn chân cảnh võ giả vậy sẽ cảm thấy đói bụng. Diệp Thần thân xác cực kỳ nghịch thiên. Chút tiêu hao này đối với hắn mà nói không đáng giá để ra, nhưng, không thể không nói, hắn cũng có chút muốn ăn cái gì, huống chi, cho dù hắn không ăn, Chu Huyên vậy vẫn là phải ăn. Vì vậy, Diệp Thần gật đầu một cái nói, đi thôi, ăn một chút gì đi. Rất nhanh, hai người liền đi tới một quán cơm trước, tấm bảng trên, viết Minh Sông Thực Phủ 4 chữ to. Chu Huyên giới thiệu, Minh Sông Thực Phủ,
là Minh Sông Thương Hội thuộc hạ hiệu ăn, ở Thiên Nhân Vực cũng coi là khá là hạng sang hiệu ăn một trong, trong đó cơm rau cũng không tệ lắm. Diệp Thần ngửi một cái hiệu ăn bên trong truyền ra từng cơn phiêu thơm, mỉm cười nói, liền cái này đi. Minh Sông thực phủ bên trong, bố trí được ngược lại là vô cùng là nhã trí, các thực khách phần lớn đều là tụ ba tụ năm, ngồi thành một bàn, làm Diệp Thần hai người đi tới lúc đó, không ít người nhìn về phía bọn họ đều là khẽ cau mày. Diệp Thần tu vi, quá thấp. Có thể tới tham gia thiên điện khảo hạch thiên tài, cái nào không kiêu ngạo. Đối với bọn họ mà nói, và một cái càn khôn cảnh tồn tại ở cùng một chỗ ăn cơm, cái này kéo xuống mình thân phận. Bất quá, nơi này là Minh Sông Thương Hội địa bàn, cũng không có người thật phát tác. Rất nhanh, Diệp Thần liền cùng Chu Uyên tìm một chỗ ngồi xuống, một tên mặt mũi dáng đẹp thiếu nữ, tiến lên đón, mỉm cười nói, hai vị quý khách, ăn chút gì. Lúc này, Diệp Thần hai người liền điểm một bàn rượu rau. Không lâu lắm, rau thượng hạng, sắc mùi thơm đều đủ. Diệp Thần đang chuẩn bị rơi đũa lúc đó, bên người, nhưng là chợt vang lên một đạo vỗ bàn tiếng, một tên nam tử lạnh lùng quát, phục vụ viên, ngươi làm chuyện gì? Vì sao trước cho bọn họ trên rau, để cho bổn công tử cùng? Các ngươi Minh Sông thực phủ là xem thường ta. Diệp Thần cùng Chu Uyên hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ gặp, ở hai người bên cạnh trên bàn, ngồi bốn tên nam tử, người cầm đầu, thân hình cao lớn, tướng mạo uy vũ, cả người quần áo trắng, ánh mắt bá đạo. Người này tu vi, ngược lại cũng không kém, lần này khảo hạch người bên trong, cũng có thể gọi là tinh anh tồn tại. Tạm thời tới giữa, mọi người chung quanh nhìn về phía tên nam cao lớn kia tử, hiệu ăn bên trong, vang lên từng cơn tiếng nghị luận. Người này, hình như là ngũ gia đại thiếu gia, ngũ thiếu khang chứ. Hi hi, nghe nói cái này ngũ thiếu khang làm người ngang ngược, mà ngũ gia cũng coi là gia tộc lớn, cho dù so với Minh Sông Thương Hội thế lực có chỗ không bằng, nhưng, chênh lệch cũng không coi là quá lớn, cái đó càn khôn cảnh tiểu tử sợ là phải xui xẻo. Ha ha, thật ra thì, ta cũng xem thằng nhóc kia khó chịu, trêu chọc đến ngũ thiếu khang, coi là hắn xui xẻo. Tên kia mặt mũi dáng đẹp cô gái, thần sắc khẽ biến nói, cái vị công tử này, mời ngài chờ chút, ngài giao lập tức lên tốt. Diệp Thần cùng ngũ thiếu khang các người kém không nhiều là cùng lúc ngồi vào, nếu không phải là nói, Diệp Thần bọn họ sớm từng tia. Nhưng, thông thường mà nói, dưới tình huống này vì để tránh cho tranh chấp, hiệu ăn cũng sẽ ưu tiên cho ngũ thiếu khang cái loại này hiển nhiên càng có lai lịch quý khách trên rau. Bất quá, tên thiếu nữ này tựa hồ kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú, vậy không nghĩ tới, có người sẽ ở Minh Sông thực phủ gây chuyện, cho nên căn bản không có băn khoăn đến một điểm này. Ngũ Thiếu Khang lại không có để ý cô gái kia trả lời, nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục hỏi, ta là hỏi, vì sao cho bọn họ lên trước rau, để cho chúng ta? Chẳng lẽ, ta còn không bằng một cái càn khôn cảnh tiểu tử? Ngươi có thể biết, đây đối với ta mà nói coi như là một loại làm nhục. Cô gái kia tựa hồ có chút nóng nảy, mắt gặp thực phủ bên trong trấn giữ cung Phụng Vân. Vân, đến bây giờ còn không có ra mặt, nàng cũng biết sự việc không thật là khéo, trong chốc lát. Nàng mắt to hiện lên hơi nước, có chút không biết làm sao đứng tại chỗ. Chu Uyên thần sắc run lên, lạnh lùng quét ngũ thiếu khang một mắt, liền muốn ra tay. Hôm nay, Diệp Thần là hắn chủ nhân, có người đối với Diệp Thần bất kính, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện. Ngũ thiếu khang tu vi mặc dù không tệ, nhưng, ở hắn xem ra, bất quá là tiện tay có thể giết rác dưới. Có thể, Diệp Thần nhưng là đè xuống Chu Uyên tay, lắc đầu một cái. Mặt lộ vẻ nghiền ngẫm vẻ nhìn ngũ thiếu khang, uống rượu ăn rau, không làm để ý. Cần gì phải vì một cái thằng hề, làm trễ nãi bọn họ ăn cơm. Ngay tại lúc này, một tên nhìn như tựa hồ là trưởng quỹ người trung niên, mặt nở nụ cười đi lên, hướng về phía ngũ thiếu khang hơi hành lễ nói, ngũ công tử. Ngũ thiếu khang lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, các ngươi Minh Sông thực phủ, hiện tại chính là như thế phục vụ. Đây là... Ngồi ở ngũ thiếu khang bên cạnh mấy người cũng là phụ họa nói, Minh Sông thực phủ cũng thay đổi thành cái loại này cấp bậc, liền càn khôn cảnh người, vậy có thể đi vào tới dùng cơm. Có phải hay không, ngày nào, chó hoang vậy có thể đi vào à? Minh Sông thương hội, thật là biết làm ăn à? Ha ha, xem ra Minh Sông thực phủ là cảm thấy, chúng ta kém hơn cái này càn khôn cảnh tiểu tử à? Liền ngũ công tử sau lưng ngũ ra, Minh Sông thương hội sợ rằng cũng không coi vào đâu chứ. Trưởng quý kia nghe vậy, nụ cười có chút miễn cưỡng,
hắn âm thầm liếc mắt một cái còn ở mặt đầy rửng rưng vẻ uống rượu dùng bữa Diệp Thần, trong mắt không khỏi được lóe lên vẻ tức giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngày này điện chỗ khảo hạch làm sao sẽ tới liền như thế cái phế vật. Hơn nữa, dưới tình huống này, không phải cũng hẳn dừng lại đũa cho Ngũ Thiếu Khang nói xin lỗi, thậm chí trực tiếp đi sao? Có thể thằng nhóc này đâu. Lại, còn yên tâm thoải mái ăn rau. Trưởng quỹ kia đối với Ngũ Thiếu Khang hơi khom người nói, mời Ngũ công tử chờ chút, ta sẽ cho công tử một cái hài lòng câu trả lời. Ngũ Thiếu Khang các người nhìn nhau một cái, khóe miệng đều là hiện lên một nụ cười, nhìn chằm chằm Diệp Thần hai người một bộ xem kịch vui thần sắc. Trên thực tế, bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm Diệp Thần, một cái càn khôn cảnh tiểu tử, có cái gì tư cách và bọn họ ở một chỗ ăn cơm. Càng làm bọn họ khó chịu phải, Ngũ Thiếu Khang mở miệng sau đó, thằng nhóc này lại vẫn giả vờ không có nghe gặp vậy, yên tâm thoải mái tiếp tục ăn. Ha ha, hiện tại xem ngươi còn có ăn hay không được đi xuống. Trưởng quỹ kia khoát tay, mấy tên thần sắc thâm độc nam tử, liền xuất hiện ở hắn bên người. Hắn nhìn về phía thẳng đến bây giờ còn ở ăn uống Diệp Thần, sắc mặt hơn nữa nặng lạnh, nạt nhỏ, vị khách này, phiền toái ngươi, đi ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lời vừa nói ra, toàn bộ Minh Sông thực phủ bên trong các thực khách đều là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Lúc này, Diệp Thần rốt cuộc buông đũa xuống, nhìn lướt qua trưởng quỹ nói, đi ra ngoài. Ta rau còn không có ăn xong.